Chương 176. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh sáng ban mai lộ ra cửa sổ chiếu vào trong phòng, vẩy vào Diệp Thiên trên mặt. Giờ phút này, hắn toàn thân vết thương đã cơ bản khép lại, tự liền bị chém xuống cánh tay cũng mọc ra, duy nhất không chân chính là, khí tức của hắn vẫn như cũ uể oải, sắc mặt cũng vẫn là như vậy yếu ớt. Không chỉ là khi nào, Thượng Dương công chúa Tịch Nhan lén trốn đi vào đây, đầu tiên là bốn phía nhìn một chút, lúc này mới chạy tới bên giường, mắt to chớp lấy trên dưới đánh giá một chút Diệp Thiên, lúc này mới hiếu kỳ vươn tay nhỏ sờ về phía Diệp Thiên gương mặt. Cái này tiên nhân so trước đó cái kia đẹp mắt, hì hì ha ha. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, nói xong không quên ở Diệp Thiên trên mặt bóp hai lần. Cảm giác được có người sờ vuốt chính mình, Diệp Thiên không khỏi mở hai mắt ra, đối diện liền thấy được một tấm tinh điêu vòng ngọc gương mặt cùng một đôi linh triện, như nước mắt to, chính nháy nhìn xem hắn. Oa, vừa mới trợn khai nhãn, liền nhìn thấy như thế một màn, Diệp Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, ngươi là ai? Diệp Thiên đột nhiên tỉnh lại, để Tịch Nhan bất ngờ, lại là hoạt bát hì hì cười một tiếng, ta gọi Tịch Nhan, là Triệu Quốc Thượng Dương công chúa. Thượng Dương công chúa. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Tịch Nhan, lại nhìn chung quanh một chút bốn phía, lẩm bẩm nói, bị mang về Triệu Quốc Hoàng cung sao cái kia, ta mới vừa rồi là không phải hù đến Thượng Tiên. Còn tạm được. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm, hai con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, nhớ tới đêm qua sự tình, Chu Diệt Tả Ma Huyết Vu, lại cùng Huyết Bảo Nhân đại chiến, cửu tử nhất sinh. Nói, Diệp Thiên đã trở mình đi xuống giường, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Một bên, Tịch Nhan không chỉ một lần nhìn lén lấy Diệp Thiên, cảm giác trước mặt tiên nhân, cũng không có trong tưởng tượng như vậy uy nghiêm cùng bất cận nhân tình, ngược lại nhìn xem càng giống là một cái đại ca ca. Bên ngoài, Triệu Dục cùng Tần Hùng bọn hắn đã cuống quýt đi đến, đối Diệp Thiên cung kính thi lễ một cái, Thượng Tiên, đa tạ cứu ta Triệu Quốc bình minh tại Thủy Hòa, chúng ta suốt đời khó quên. Hẳn là, Diệp Thiên tiếp tục thư triển chính mình có chút người cứng ngắc, đã tà ma đã trừ, ta liền đi trước. Chúng ta đã thiết hạ tiệc rượu, còn xin Thượng Tiên. Ăn cơm thì không cần. Diệp Thiên khoát tay cười cười, nói cũng đã di chuyển bước chân. Thượng Tiên. Mới vừa đi ra một bước Diệp Thiên, liền bị sau lưng Tịch Nhan gọi lại. Nghe tiếng, Diệp Thiên không khỏi ngừng chân, nghiêng đầu xem ra, có chuyện gì có. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, di chuyển lấy tiểu cước bộ nhảy lên trước, nháy mắt to, mang theo chờ mong nhìn xem Diệp Thiên. Thượng Tiên ca ca có thể hay không thu ta làm đồ đệ, ta muốn tu đạo. Tu đạo là muốn giảng cứu Diệp Thiên nói còn chưa dứt lời, kia Tịch Nhan tiểu công chúa liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Tịch Nhan bái kiến sư phó. Không phải, ta không nói thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Thiên sững sờ, bị Tịch Nhan cái quỳ này khiến cho trở tay không kịp, hắn hiện tại cũng vẫn là nhân gia đồ đệ đâu cũng không tốt ý tư hơn người khác. Vậy ta mặc kệ, dù sao ta quỳ, ngươi liền phải thu ta làm đồ đệ. Tịch Nhan miệng nhỏ một trống, dứt khoát đồ nghịch lên vô lại, bất quá đáng giá nói chuyện chính là, tiểu nha đầu này đồ nghịch lên vô lại cũng rất là đáng yêu. Nhan nhi, không được vô lễ. Một bên, Triệu Dục cuống quýt quát lớn, mang theo hoàng đế uy nghiêm. Hắn ngược lại, là không nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra. Bình thường ở trước mặt hắn tung ra nũng nịu thì cũng thôi đi. Nhưng Diệp Thiên là ai? Đây chính là tiên nhân. Cái này nếu là không cẩn thận chọc giận, đừng nói là hắn, tự liền toàn bộ Triệu Quốc đều muốn gặp nạn. Phụ hoàng, Thượng Tiên ca ca rất tốt. Khác hồ nháo. Tốt. Mắt thấy Triệu Dục đến thật, Diệp Thiên khoát tay áo, nhìn xem Tịch Nhan, cười nói, tiểu nha đầu, người biết làm tiên nhân ý vị như thế nào sao ý vị như thế nào? Tịch Nhan hai cái linh triệt mắt to nháy nháy nhìn xem Diệp Thiên. Ý vị ngươi có dài rằng giặc sinh mệnh, mang ý nghĩa ngươi muốn đi một đầu chú định tàn khốc đường. Diệp Thiên cười cười, ngươi có lẽ có thể tưởng tượng một chút, làm tu sĩ, ngươi không phải là phàm nhân, ngươi có phàm nhân không có dài rằng giặc tuổi thọ, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến thân nhân từng cái ở trước mặt ngươi già đi. Chết đi, mà về sau tuế nguyệt tăng thương, ngươi có lẽ sẽ không lại nhìn thấy một cái quen thuộc người, không có người hội lại cho ngươi mượn bả vai thút thít, cũng sẽ không có người mượn ngươi ôm ấp nũng nịu, cái gọi là phụ hoàng mẫu hậu, cũng sẽ theo thương hải tăng điền. Tại trong trí nhớ chậm rãi tiêu tán, đợi ngươi lá dụng về cội thời điểm, đưa mắt nhìn bốn phía, Triệu Quốc con dân, có lẽ cũng không biết ai là Tịch Nhan. Nói đến đây, Diệp Thiên cười nhìn Tịch Nhan, ngươi còn nguyện làm tu sĩ. Như hắn bên này, một bên Triệu Dục. Cùng Tần Hùng cũng đều nhìn về phía Tịch Nhan. Lại nhìn tiểu nha đầu này, cái đầu nhỏ thấp xuống, hoạt bát nàng, khó được như thế trầm mặc. Bên này, Diệp Thiên đã xoay người lần nữa, sau đó đem một cái linh kiếm đặt ở bàn ngọc phía trên. Nếu ngươi lễ tạ thần tu đạo, có thể trên lưng kiếm này đến hàng nhạc tìm ta. Trong điện, tại Diệp Thiên sau khi đi, vẫn như cũ là một mảnh yên lặng. Ngoài điện, Diệp Thiên đã bước lên tiên hỏa đám mây. Hắn cũng không có lập tức rời đi,
mà là không ngừng ẩn hiện tại từng cái thôn xóm nhỏ bên trong. Mặc dù tà ma huyết vu đã bị diệt, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Nếu là Triệu Quốc cảnh nội huyết vu không có bị diệt sạch sẽ, còn sẽ có càng nhiều người biến thành vong hồn. Đêm đó, Diệp Thiên xuất hiện lần nữa tại cái kia thôn xóm nhỏ. Xa xa, hắn liền thấy được A Lê, còn ôm hai đầu gối co quắp tại cây kia cây hoa đào dưới, chiếu đến ánh trăng. Nàng tiểu thân thể rất là yếu đuối, hư ảo hồn phách trong gió không ngừng chập chờn, làm cho người ta thương yêu. Ai? Diệp Thiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, xuất hiện tại A Lê trước người, tiểu muội muội, ca ca của ngươi. Lời đến khóe miệng, nhưng Diệp Thiên vẫn là dừng lại, mặc dù biết A Lê ca ca Dương Phàm đã bỏ mình, nhưng hắn vẫn là không biết nói thế nào lối ra. Bất quá, hắn không nói ra, không có nghĩa là A Lê không nhìn ra. Trí nhớ của nàng mặc dù là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là rất thông minh, đã đoán được một loại nào đó kết quả. Ca ca nói, hắn hội trở về. Mặc dù biết, nhưng A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, mặc dù là hồn phách trạng thái, nhưng Diệp Thiên lờ mờ có thể thấy được nàng trong hai mắt chớp động nước mắt. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đến xem ta, A Lê không sợ. A Lê ra vẻ kiên cường cười cười, ca ca nói, hắn hội trở về, ta muốn ở đây đợi hắn. A Lê miễn cưỡng vui cười, để Diệp Thiên trong lòng không khỏi than thở, nàng mặc dù là hồn phách trạng thái, nhưng hắn lờ mờ có thể theo nàng trong hai mắt nhìn thấy kia chớp động nước mắt, nàng chấp niệm, quá mạnh. Ai? Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng quay người, hy vọng tuế nguyệt, có thể để ngươi quên mất hết thảy. Ra thôn xóm nhỏ, Diệp Thiên lại tại Triệu Quốc các nơi đi vòng vo một vòng, cho đến giờ tí qua đi, hắn đều không có phát hiện có cái khác huyết vu xuất hiện, hắn lúc này mới dẫm lên tiên hỏa đám mây hướng về Hằng Nhạc mà đi. Mờ mịt tinh không chi hạ, kim sắc hỏa diễm đám mây rất là rực rỡ lóa mắt. A Chính Phi, Diệp Thiên không khỏi hạ xuống, rơi vào đen kịt một màu trong núi rừng, mà ngửa ra sau đầu nhìn xem một phương nhìn lại. Tam Nhạc Kỳ Địa. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, lúc trước hắn tại Triệu Quốc trên bản đồ gặp qua, bây giờ đi ngang qua, để hắn không khỏi dừng thân quan sát. Từ xa nhìn lại, kia là ba tòa núi cao dốc đứng đại sơn, chiếm cứ tiên thiên chi thế, bên trên thừa thiên rực rỡ, xuống tiếp đất nguyên, mặc dù là phàm nhân quốc gia, nhưng lại hội tụ kỳ dị chi lực, có thể dùng ba tòa đại sơn chi gian mây mù lượn lờ. Thật sự là một chỗ miểu địa. Diệp Thiên sợ hãi than một tiếng, chậm rãi đi lên một vách núi, hy vọng có thể nhìn càng thêm tinh tường chút ít. Bất phàm, thật sự là bất phàm. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, lần nữa sợ hãi than một tiếng. Đợi hắn ngày nhất định về là tốt tốt nghiên cứu một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên không khỏi xoay người. Chỉ là, hắn vừa mới xoay người, thần sắc tự bỗng nhiên đại biến, theo bản năng lui về sau một bước. Không trách hắn như thế, chỉ vì phía sau hắn đứng đấy một cái tử bào người, gầy còm như củi, thân thể giống như hong khô thịt khô, giống như là một cái cương thi, lúc này chính âm trầm nhìn xem hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn đến đây lúc nào, ta vậy mà không có chút nào phát giác. Nhìn xem tử bào người, Diệp Thiên trong lòng nghiêm nghị, phía sau mình đứng đấy một người, hắn vậy mà không biết. Tốt bàng bạc khí huyết. Tử bào người liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng thấm lấy âm trầm nụ cười, một cỗ kinh khủng uy áp đã hiển hiện, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy. Tiền tiền bối. Vừa vặn thiếu nam tu sĩ, tự ngươi. Tử bào người âm trầm cười một tiếng, tay áo lúc này huy động, cuốn lên Diệp Thiên, một bước đạp xuống, như một đạo thần hồng bay về phía đối diện. Rơi vào Tam Nhạc Kỳ Địa ở giữa ngọn núi bên trên. Tam Nhạc Kỳ Địa quả nhiên có luyện đan sư. Bị giam cầm Diệp Thiên suy nghĩ xoay nhanh, bởi vì hắn đã theo tử bào trên thân thể người ngửi được một cỗ quen thuộc đan dược mùi thơm, cùng Triệu Quốc quốc sư món kia huyết y bên trên chính là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ liền là hắn thao túng những cái kia huyết vu? Nhất định là như vậy. Những cái kia huyết vu đổ sát thôn xóm, bắt đi hài đồng, nhất định là mang đến cho hắn luyện đan. Nguyên lai hắn mới là lớn nhất hung thủ. Ông bên này, tử bào lão giả đã đẩy ra lò luyện đan đỉnh lò, trực tiếp đem Diệp Thiên ném vào. Lò luyện đan tự thành một giới, bên trong dung lượng phương viên, chừng trăm trượng, không chỉ có là lò luyện đan, càng là một tôn kinh khủng linh khí, bên trong tràn đầy cháy hừng hực màu đỏ hỏa diễm, còn có một cỗ làm người ta nôn khan huyết tinh chi khí. Vừa mới ra đời, Diệp Thiên tự bị một đạo huyết sắc linh phù cầm giữ thân thể. Mở cho ta. Diệp Thiên cắn răng, chân khí trong cơ thể điên cuồng bạo dũng. Nhưng như cũ vô pháp xông phá linh phủ kia giam cầm, vừa mới trào lên chân khí, cũng bị kia huyết sắc linh phủ sinh sinh áp về tới trong biển đan. Khác uổng phí công phu. Ngay tại Diệp Thiên vô kế khả thi thời điểm, đối diện truyền đến nữ tử tiếng nói. Diệp Thiên sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình đối diện còn ngồi xếp bằng một người. Nói đúng ra kia là một cái 16-17 tuổi tả hữu nữ tử, mặc màu tuyết trắng quần áo,
tóc dài như sóng nước lưu động, đôi mắt đẹp tựa như thanh tuyển linh triện, ngũ quan càng là tinh điêu vòng ngọc vẻ đẹp, cả người khí chất giống như một đóa tràn ra bạch liên hoa. Ta coi là tự một mình ta xui xẻo như vậy, đâu ngươi cũng không khá hơn chút nào mà. Diệp Thiên sững sờ thời điểm, kia bạch y nữ tử mở miệng lần nữa, nói xong không quên trên dưới quan sát một chút Diệp Thiên. Cái này lão bất tử là ai? Vì cái gì bắt ngươi? Diệp Thiên nhìn xem bạch y nữ tử hỏi. Còn có thể vì cái gì, luyện đan thôi. Bạch y nữ tử đôi mắt đẹp lạnh lẽo, người này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, theo ta bị ném vào cái này lò luyện đan lên, hắn đã rút trên 100 cái anh hài tinh hồn, mà ngươi cùng ta, sau đó không lâu, cũng sẽ bị xem như thuốc dẫn bị hắn lấy ra luyện chế kia phệ huyết nguyên đan. Thị huyết nguyên đan, 4 văn cao giai linh đan. Nha, ngươi còn biết thị huyết nguyên đan? Đối với Diệp Thiên biết thị huyết nguyên đan, kia bạch y nữ tử hơi có chút kinh ngạc. Nghe qua một chút, Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Thị huyết nguyên đan là cần rút ra 9.999 cái anh hài tinh hồn làm thuốc dẫn, bởi vì thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, càng làm trái hơn luyện đan chi đạo, sở dĩ năm đó mới bị đan vương liệt vào cấm kỵ chi đan dược, không hề nghĩ tới thế gian này, còn có người dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn luyện chế viên thuốc này. Nói đến đây, Diệp Thiên nhìn về phía đối diện bạch y nữ tử, vấn đạo, cô nương, ngươi có thể biết bắt chúng ta tới cái kia tử bào người, là lai lịch gì sao? Bạch y nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Người này rất là quỷ dị, đã biết thị huyết nguyên đan phương pháp luyện chế, vậy hắn tại luyện đan giới địa vị nhất định không phải bình thường, chỉ là bằng vào ta lịch duyệt, chưa từng nghe qua người này. Nghe vậy, Diệp Thiên lâm vào trầm ngâm. Thân là luyện đan sư, tại Từ Phúc hun đúc phía dưới, hắn đối luyện đan giới cũng có sự hiểu biết nhất định, tại đại sở, luyện đan sư mặc dù không ít, nhưng có thể xếp bên trên danh hào, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Cùng bạch y nữ tử đồng dạng, hắn cũng chưa từng nghe Từ Phúc nhắc qua dạng này một cái tà ác luyện đan sư. Đại sở thật sự là ngọa hổ tàng long. Diệp Thiên thì thào một tiếng. Chỉ hy vọng ta thượng quan gia cường giả có thể mau chóng tìm tới nơi này, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Diệp Thiên trầm ngâm thời điểm, kia bạch y nữ tử ở nơi đó thành kính cầu nguyện. Thượng quan gia Diệp Thiên khẽ giật mình, thăm dò tính nhìn xem bạch y nữ tử. Đông Nhạc thượng quan gia bạch y nữ tử khẽ gật đầu một cái. Ta gọi thượng quan Ngọc Nhi, là Đông Nhạc thượng quan gia Tam tiểu thư. Ngươi không phải gia tộc phái tới xem lễ Tam tông thi đấu? Diệp Thiên trên dưới nhìn Thượng quan Ngọc Nhi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta rảnh rỗi theo Đông Nhạc chạy đến nơi đây kia không phải? Diệp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, Đông Nhạc Thượng quan gia độc bá nhất phương, liền Tam tông cũng không dám đơn giản trêu chọc, thân phận của ngươi lại như thế tôn quý, làm sao lại bị cái kia tà ác luyện đan sư bắt lại? Nói đến đây, Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem Thượng quan Ngọc Nhi, vẫn là nói, bảo vệ ngươi Thượng quan gia cường giả, đều bị kia tà ác luyện đan sư tiêu diệt khụ khụ. Nói đến đây sự tình, Thượng quan Ngọc Nhi ho khan một tiếng, là ta nửa đường chuồn đi, vừa chạy không bao lâu, tự bị bắt tới nơi này, đã bị phong ở nơi đáng chết này lò luyện đan 3 ngày. Là đủ xui xẻo. Người đây làm sao cũng bị bắt tới. Thượng quan Ngọc Nhi xem xét Diệp Thiên một chút. Ta mà. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ta là tán tu một cái, hơn nửa đêm ngủ không được, chạy đến ngắm sao, nhìn một chút, tự xem nơi này. Tin ngươi mới là lạ. Thượng quan Ngọc Nhi tức giận trợn nhìn Diệp Thiên một chút. Thượng quan Ngọc Nhi vừa mới nói xong, lò luyện đan đỉnh lò tự bị đẩy ra, lô khẩu hiện ra một tấm khô cạn gương mặt, một đôi hiện ra u quang hai con ngươi liếc qua hai người, âm trầm cười một tiếng, xem ra các ngươi nói chuyện rất vui vẻ. Lão bất tử, nhanh thả ta, không phải vậy ta thượng quan gia cường giả vừa đến, ngươi sẽ biết tay. Thượng quan Ngọc Nhi lúc này khẽ kêu một tiếng, nếu không phải thân thể bị giam cầm, nàng tất nhiên sẽ giống như một cái tiểu mẫu lão hổ nhào. Tới, nàng cái này hét một tiếng. Diệp Thiên cũng đi theo ồn ào, chú lớn kêu to, lão gia hỏa, ta khuyên ngươi thức thời một chút, ta thế nhưng là thiên huyền môn người, ngươi dám đụng đến ta, thiên huyền môn sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh thả chúng ta, có tin ta hay không sư phó tới đánh như tử ngươi. Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi một cái giống như ăn thuốc súng, một cái giống như điên cuồng, một cái so một cái mắng vang dội. Chỉ là, từ đầu đến cuối, kia tử bào lão già đều chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem, tựa như Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi. Hai người này tựa như là hai cái tôm tép nhãi nhép, với hắn mà nói, cái gọi là hù dọa, quá tiểu nhi khoa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi mới miệng đắng lưỡi khô ngừng lại. Mắng xong tử bào người khóe miệng nhấc lên âm trầm nụ cười, như vậy tiếp xuống liền hào hào hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Không tốn thời gian dài, các ngươi liền hội trở thành thị huyết nguyên đan bên trong hai tia hồn. Nói, tử bào người loảng xoảng một tiếng lại đem đỉnh lò đắp lên. Rất nhanh. Trong lò luyện đan huyết hồng sắc hỏa diễm tự oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, liên tục hỏa diễm tại chỗ che mất Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi. Xong, cái này lão bất tử muốn đem chúng ta luyện hóa.
Thượng quan Ngọc Nhi thấy một lần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng chết! Diệp Thiên Thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, hắn vốn là có tiên hỏa hộ thể, làm sao bị trên thân cái kia đạo huyết sắc linh phủ cho phong bế đan hải, liền tiên hỏa cũng vô pháp xông phá giam cầm. Rất nhanh, một cỗ kinh khủng thiêu đốt cảm giác tụ tập đầy toàn thân, Diệp Thiên chỉ cảm thấy mình tựa như là bị gác ở lò nướng phía trên. Đối diện, Thượng quan Ngọc Nhi tình trạng cũng không khá hơn chút nào, mà lại tại kia màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt dưới, trên người nàng mặc màu trắng quần áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho tàn, lộ ra kia tuyết bạch mềm mại da thịt. Thấy thế, Diệp Thiên con mắt lập tức tự thẳng, nghiễm nhiên chưa từng phát giác y phục của mình cũng tại bị thiêu đốt thành cho tàn. Ngươi nhìn cái gì? Gặp Diệp Thiên nhìn chừng chừng lấy chính mình, Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên một chút, cũng không biết là bị đốt, còn là bởi vì khác, gương mặt của nàng, xoát thoáng cái đỏ thấu. Ta không thấy cái gì. Diệp Thiên không khỏi ho khan một tiếng, nhưng hai con mắt lại là vẫn như cũ chừng đến căng tròn, bởi vì Thượng quan Ngọc Nhi y phục đã có hơn phân nửa bị đốt cháy thành tro bụi, đặc biệt là nhìn thấy kia một đôi ngọc. Ngực trần trụi lúc đi ra, hắn còn không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, dưới bụng một cỗ tà hỏa nhi, kia là soạt 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 đi lên trên. Ngươi còn xem. Thượng quan Ngọc Nhi trong đôi mắt đẹp còn có hai đóa hỏa diễm đang nhảy nhót. Nàng là ai? Nàng thế nhưng là thượng quan gia tôn quý tam tiểu thư, chưa từng bị một cái nam tính nhìn như vậy qua trần trụi thân thể. Ngươi không phải cũng nhìn ta sao? Diệp Thiên một bộ lợn chết không sợ nóng bộ dáng. Ta lúc nào xem ngươi? Lại nói ngươi không thấy ta làm sao biết ta xem ngươi? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thượng quan Ngọc Nhi khí nổi điên, bị Diệp Thiên kiểu nói này, gương mặt càng đỏ, dứt khoát nhắm hai mắt lại, mắng, ngươi cũng cho ta nhắm mắt lại. Ách ách. Diệp Thiên ngoài miệng nói, nhưng hai con mắt vẫn như cũ chừng đến căng tròn, chừng chừng nhìn chằm chằm Thượng quan Ngọc Nhi, cao ngất kia ngọc, ngực kia thon dài đùi ngọc, kia gần như hoàn mỹ thân thể. Bên này, nhắm mắt lại Thượng quan Ngọc Nhi, không yên lòng Diệp Thiên, lại mở hai mắt ra nhìn một chút Diệp Thiên, mới phát hiện Diệp Thiên chẳng những không có nhắm mắt, ngược lại ở trên người nàng nhìn đến nhìn đi, xem hai nhãn châu tử đều nhanh rơi ra tới. Ngươi còn xem. Thượng quan Ngọc Nhi hai mắt bốc hỏa nhìn xem Diệp Thiên, ta cũng là vừa trợn khai nhãn. Bị bắt quả tang, Diệp Thiên ho khan một tiếng. Ngươi cho ta nhắm mắt lại. Dù sao đều phải chết, không liếc không nhìn. Bên này, Diệp Thiên dứt khoát không biết xấu hổ, xem gọi là một cái hai mắt sáng lên. A, Thượng quan Ngọc Nhi sắp tức đến bể phổi rồi, bộ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng. May mắn nàng là bị giam cầm lấy, nếu là bị giải khai cấm chỉ, nàng hội không chút do dự nhào lên bóp chết Diệp Thiên. Kết quả là, trong lò luyện đan hiện ra chính là như vậy hương diễm một màn, hai cái trần chuồng khỏa thân. Thể người tựu như thế ngồi đối diện nhau. Một phương, Diệp Thiên trần chuồng khỏa thân. Thể, toàn bộ trống trơn thân thể đều bại lộ tại Thượng quan Ngọc Nhi trước mặt, nhưng kẻ này ra mặt dày, tăng thêm cái kia loại không biết xấu hổ tinh thần, sửng sốt một điểm không biết đỏ mặt. Ngược lại là đối diện, Thượng quan Ngọc Nhi dứt khoát nhắm hai mắt, không chỉ là gương mặt, tự liền toàn bộ hoàn mỹ thân thể, cũng đều đỏ thấu không. Thể lại thấu, không mảnh vải che thân thể, hoàn toàn bại lộ tại một cái lạ lẫm nam tử trước mặt, đã không chỉ một lần để nàng sinh ra muốn tự sát xúc động. Chẳng biết lúc nào, lò luyện đan đỉnh lò lần nữa mở ra. Tiếp theo, chính là từng cây hiện ra linh hà dược thảo đưa lên vào, bị mãnh liệt màu đỏ hỏa diễm luyện thành tinh hoa linh dịch. Sau đó chia hai phần tan đến Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi thể nội. Thấy thế, Diệp Thiên lúc này mới theo Thượng quan Ngọc Nhi trên thân thu hồi mục quang. Hắn biết, kia tà ác luyện đan sư chân chính bắt đầu luyện chế phệ huyết nguyên linh đan. Hắn cùng Thượng quan Ngọc Nhi đều là chính là âm dương thuốc dẫn. Rất nhiều linh thảo tinh hoa đều là muốn dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Nói trắng ra là, hắn cùng Thượng quan Ngọc Nhi thân thể, liền là một cái vật chứa, không chỉ có muốn gánh chịu rất nhiều linh thảo tinh hoa, còn muốn dung hợp kia 9.999 cái anh hài tinh hồn. Cuối cùng, chờ đến anh hài tinh hồn bị hoàn toàn dung nhập hai người thân thể, bọn hắn liền hội bị triệt để luyện hóa, cuối cùng sẽ bị luyện thành một mai đan dược, mà kia đan dược liền là gọi là thị huyết hỗn nguyên đan. Lão tử sẽ không thật bị luyện chết đến cái này trong lò luyện đan đi. Diệp Thiên hận nghiến răng, âm thầm cân nhắc làm như thế nào chạy đi. Cảm giác thể nội dung nhập linh thảo tinh hoa, Thượng quan Ngọc Nhi cũng không khỏi đến mở hai mắt ra. Đầu tiên là hung hăng chừng Diệp Thiên một chút, lúc này mới bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, phát hiện nồng đậm linh thảo tinh hoa, chính tư dưỡng kinh mạch của nàng. Ngược lại là đem ngươi đem quên đi. Bên này, đang trầm tư Diệp Thiên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Rất nhanh, tâm hắn niệm khẽ động, đem Tử Huyên kêu gọi ra. Khôi lỗi! Thượng quan Ngọc Nhi nhìn thấy Tử Huyên, đôi mắt đẹp không khỏi nhắm lại thoáng cái, nhưng rất nhanh lại thả ra sáng như tuyết tinh quang.
tựa như theo Tử Huyên trên thân thấy được chạy đi hy vọng. Cho ta xé toang trên người của ta chương này huyết sắc linh phù. Diệp Thiên cho Tử Huyên khôi lỗi ra lệnh. Đạt được chủ nhân mệnh lệnh, Tử Huyên lúc này động, ngọc thủ nhẹ phẩy, đem Diệp Thiên trên người huyết sắc linh phù cho hái đi, mà nàng cũng tại chỗ bị Diệp Thiên triệu trở về. Huyết sắc linh phù bị hái đi, Diệp Thiên toàn thân giam cầm trong nháy mắt bị giải khai, bị phong bế đan hải không có giam cầm, thân thể tự nhiên cũng khôi phục hành động năng lực. Cho ta giải khai. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng trừng Diệp Thiên một chút. Nhìn thấy Thượng quan Ngọc Nhi cặp kia muốn ăn thịt người đôi mắt đẹp, Diệp Thiên theo bản năng ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, nói, chúng ta có thể nói tốt, cho ngươi giải khai cấm chế, ngươi cũng không thể tìm ta trả thù. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nhưng vẫn là ngoắc là Thượng quan Ngọc Nhi mở ra cấm chế. Ta bóp chết ngươi. Cấm chế một khi bị giải khai, Thượng quan Ngọc Nhi tựa như mẫu lão hổ nhào tới. Ta dựa vào, không phải mới vừa nói xong chưa? Diệp Thiên mắng to, quay đầu liền chạy. Ngươi thấy hết thân thể của ta, còn muốn để cho ta thêm vào ngươi? Thượng quan Ngọc Nhi, tự như thế thân thể trần truồng tại Diệp Thiên, sau lưng truy. Ân bên ngoài, cảm giác được trong lò luyện đan có động tĩnh, ngồi xếp bằng từ bào lão giả mở hai mắt ra, đứng dậy hướng về lò luyện đan đi tới. Ngừng! Lò luyện đan trong chính tại chạy trốn Diệp Thiên bỗng nhiên dừng người. Ngồi xuống. Lúc này, hắn khoanh chân ngồi xuống. Sau đó vẫn không quên thần sắc trịnh trọng nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi. Có lẽ là cũng cảm giác được động tĩnh bên ngoài, Thượng quan Ngọc Nhi cũng cuống quýt khoanh chân ngồi xuống, theo như trước đó, cùng Diệp Thiên ngồi đối diện nhau, chỉ là một đôi muốn ăn thịt người đôi mắt đẹp, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Quả nhiên, sau một khắc tử bào lão giả kia trương khô cạn gương mặt tự xuất hiện, ở lò luyện đan giao lộ. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, nhìn thấy Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi, còn ăn ổn ổn ngồi tại vị trí cũ về sau. Hắn lúc này mới âm trầm cười một tiếng, quay người đi ra, tiếp tục khống hỏa nâng luyện linh thảo tinh hoa. Tử bào lão giả sau khi đi, Thượng quan Ngọc Nhi lại muốn đứng dậy nhào lên, lại bị Diệp Thiên một tiếng mắng trở về. Nếu không muốn chết tự ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, muốn giết ta, cũng muốn đợi đến có mệnh ra ngoài. Diệp Thiên nhìn sang Thượng quan Ngọc Nhi. Mặc dù rất muốn làm chàng bóp chết Diệp Thiên, nhưng Thượng quan Ngọc Nhi vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, chỉ là hung hăng trừng mắt Diệp Thiên. Bất quá, Diệp Thiên không phải là không có đạo lý, hiện tại bọn hắn còn bị vây ở trong lò luyện đan, bên ngoài còn có một cái kinh khủng luyện đan sư, muốn sống ra ngoài, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không phải vậy sẽ chết thảm hại hơn. Muốn sống ra ngoài, liền nghe của ta. Diệp Thiên nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi. Ngươi có kế hoạch gì? Thượng quan Ngọc Nhi liếc qua Diệp Thiên. Ta biết, ngươi trong túi trữ vật có thành tựu trên ngàn trăm cái y phục, nhưng một kiện cũng không thể xuyên. Bị kia luyện đan sư phát hiện, chúng ta đều phải chơi xong. Ta minh bạch. Thượng quan Ngọc Nhi trừng Diệp Thiên một chút, nàng cũng không ngốc, không phải vậy tại mở ra cấm chế một khắc này liền đã mặc quần áo. Thượng quan Ngọc Nhi phối hợp, để Diệp Thiên thở dài một hơi, hắn lúc này mới tiếp tục nói, luyện đan sư luyện đan lúc kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, mà cái này luyện chế lấy phệ huyết nguyên linh đan giai đoạn khẩn yếu nhất, liền là người kia đem anh hài tinh hồn luyện vào chúng ta thể nội thời điểm, kia là chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghe xong Diệp Thiên nói, Thượng quan Ngọc Nhi cũng tạm thời quên đi một ít sự tình, nhìn xem Diệp Thiên vấn đạo, ngươi thật giống như đối luyện đan hiểu rất rõ. Ta chính là một cái luyện đan sư. Diệp Thiên không có giấu giếm. Ngươi là luyện đan sư hiển nhiên, Diệp Thiên, để Thượng quan Ngọc Nhi hơi kinh ngạc. Đều đến lúc này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệp Thiên nhún vai, hắn minh bạch muốn chạy đi, hắn cần Thượng quan Ngọc Nhi phối hợp, sở dĩ có một số việc, hắn vẫn là không quyết định giấu giếm, tựa như hắn là luyện đan sư thân phận. Sở dĩ, chúng ta cần làm, liền là từ đầu chí cuối bảo trì nguyên trạng, hắn đem chúng ta thân thể xem như vật chứa gánh chịu linh thảo tinh hoa, chúng ta liền theo hắn, hắn cho nhiều ít, chúng ta tự ăn bao nhiêu, tận khả năng tăng lên chính mình tu vi, chúng ta phải đem hết toàn lực, bởi vì chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Thượng quan Ngọc Nhi, ta nói, ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Trừng mắt liếc Diệp Thiên, Thượng quan Ngọc Nhi dứt khoát tự nhắm hai mắt lại, cũng không quan tâm Diệp Thiên phải chăng còn đang nhìn thân thể của nàng. Minh bạch liền tốt. Diệp Thiên cũng theo đó nhắm hai mắt lại, trước khi nhắm mắt, vẫn không quên liếc nhìn Thượng quan Ngọc Nhi kia trắng noãn mềm mại thân thể. Sau đó, trong lò luyện đan chính là một mảnh tĩnh mịch. Thượng quan Ngọc Nhi cùng Diệp Thiên đều khoanh chân nhắm mắt, bị đầu nhập linh thảo hóa thành tinh hoa. Bọn hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến nhiều ít nuốt nhiều ít, đến mức tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Bọn hắn tu vi tại cấp tốc hướng về cảnh giới tiếp theo tới gần. 3. Chẳng biết lúc nào. Có một đạo dạng này tiếng vang theo Thượng quan Ngọc Nhi trong thân thể truyền ra. Đột phá Diệp Thiên có chút mở ra một con mắt, cẩn thận quan sát, phát hiện Thượng quan Ngọc Nhi đích thật là đột phá. Theo nhân nguyên cảnh đỉnh phong nhảy lên xông vào chân dương cảnh,
khí tức so trước đó hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Không hổ là thượng quan gia người, thiên phú quả nhiên không tầm thường. Diệp Thiên thì thào một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt lại. So sánh thượng quan Ngọc Nhi, hắn tu vi tiến giai tựu tương đối chậm, bởi vì hắn thân phụ đại dung lượng đan hải, đến mức đột phá dị thường gian nan. 3. Sau 3 canh giờ, như thế tiếng vang vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này là theo Diệp Thiên thể nội truyền ra, hắn nhân nguyên cảnh nhất trọng tu vi, cường thế xông quan đến nhân nguyên cảnh đệ nhị trọng, khí tức cũng theo đó trở nên cường hoành. 3. Sau đó, dạng này tiếng vang không ngừng theo Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi thể nội truyền ra. Hai người dường như thương lượng xong đồng dạng, người vang thoáng cái ta vang thoáng cái, ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới, ta cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Sắp tới 9 canh giờ xuống tới, thượng quan Ngọc Nhi tu vi đã theo ban sơ nhân nguyên cảnh đỉnh phong tiến cấp tới chân dương, cảnh đệ tứ trọng, mà Diệp Thiên tu vi cũng theo nhân nguyên cảnh nhất trọng tiến giai đến nhân nguyên cảnh đệ tứ trọng. Thời gian lâu dài, nhắm mắt thượng quan Ngọc Nhi phát hiện vấn đề, không khỏi nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên. Tiểu tử này cái gì quái thai? Thượng quan Ngọc Nhi trong lòng tự mình lẩm bẩm, ta chân dương cảnh tu vi đều đột phá đến đệ tứ trọng, hắn nhân nguyên cảnh tu vi tối thiểu cũng nên tiến cấp tới đệ bát trọng mới là, cái này tiến giai tốc độ cũng quá chậm. Chỉ là, nàng như thế nào biết, Diệp Thiên thể nội không phải đan điền mà là đan hải, dung lượng so với nàng chân dương cảnh đệ tứ trọng còn muốn lớn rất nhiều. Quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Thượng quan Ngọc Nhi nhìn một chút, lại là không cẩn thận lườm Diệp Thiên hạ thân cây kia thẳng tắp đồ vật. Lập tức, thượng quan Ngọc Nhi gương mặt trở nên nóng bỏng, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tâm, nàng hoàn toàn chính xác thật là thấy được, tuy là tu sĩ, nhưng cũng là nữ nhi gia, lần thứ nhất nhìn thấy nam tử thẳng tắp đồ vật, cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Có lẽ là quá bối rối, thượng quan Ngọc Nhi hiển nhiên không có phát hiện nhắm mắt Diệp Thiên đã mở hai mắt ra, hai mắt tròn căng, trừng trừng nhìn chằm chằm thượng quan Ngọc Nhi hạ thân, hai mắt lúc sáng lên sáng như tuyết, người người còn dám xem. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt che lấp, ăn người ánh mắt trong nháy mắt trừng Diệp Thiên 180 khắp nơi. Ngươi cũng nhìn qua của ta, cũng làm cho đến làm cho ta ngó ngó ngươi. Ngươi, không chỉ là xấu hổ vẫn là bị tức giận, thượng quan Ngọc Nhi kia toàn thân đều lấy tốc độ, mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra mê người đỏ ửng, để nàng dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại, đang nhìn xuống dưới, không bị xấu hổ chết mới là lạ. A, chúng ta hòa nhau. Diệp Thiên cũng nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt trước đó còn nói ra một câu kém chút để thượng quan Ngọc Nhi, tại chỗ học máu ngữ. Cùng này đồng thời, Hằng Nhạc Tông nghênh đón một nhóm quý khách, người tới chính là thượng quan gia ba vị trưởng lão. Thượng quan gia đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Lấy đó tôn trọng, Dương Đỉnh Thiên mang theo một đám trưởng lão tự mình tiếp kiến. Dương đạo hữu, lần này đến đây, chính là có việc muốn nhờ. Thượng quan gia trưởng lão thượng quan bác một mặt lo lắng nhìn xem Dương Đỉnh Thiên. A, thượng quan đạo hữu cứ nói đừng ngại. Chúng ta chính là đến đây xem lễ Tam Tông thi đấu, nhưng nhà ta Tam tiểu thư thượng quan Ngọc Nhi quá mức nghịch ngợm, tự mình trốn đi, đến nay bặt vô âm tín, nghĩ đến đây là Hằng Nhạc địa bàn, vạn mong Dương đạo hữu phái gia nhân thủ tìm, ta thượng quan gia vô cùng cảm kích. Nhưng không biết thượng quan tiểu thư là ở nơi nào trốn đi? Dương Đỉnh Thiên cuống quýt hỏi. Triệu Quốc cảnh nội. Triệu Quốc nghe ngóng, Dương Đỉnh Thiên bên cạnh thân Sở Huyên Nhi bỗng nhiên nhăn hạ lông mày. Thời gian trôi qua, lại là 3 canh giờ đi qua. Cái này 3 canh giờ bên trong, thượng quan Ngọc Nhi không tiếp tục đột phá, mà Diệp Thiên tu vi lại là hung hãn đưa thân đến nhân nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Bên ngoài, bị đưa lên vào đây chân quý linh thảo càng ngày càng ít, hai người biết cách bọn họ phản kích thời điểm sắp đến, bởi vì tiếp xuống liền là phệ huyết nguyên linh đan trọng yếu nhất trước mắt, dung nhập anh hải tinh hồn. Tiếp xuống liền là tan hồn quá trình bên trong chính là chúng ta tốt nhất chạy trốn thời cơ. Diệp Thiên trầm ngâm nói. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, từng đạo hư ảo hồn linh tự bay vào đây, cẩn thận đi xem, lờ mờ có thể nhận ra, kia là từng cái anh hài bộ dáng. Oa oa, oa oa, tuy là hồn linh bộ dáng, nhưng Diệp Thiên cùng Thượng quan Ngọc Nhi, đều có thể theo những cái này anh hài hồn linh nghe, được đến kia khóc nỉ non âm thanh, bọn hắn từng cái mê mang, cô độc không nơi nương tựa, dường như đang tìm kiếm mẹ ruột của mình. Cái này đều là từng cái sinh mệnh, nhìn xem từng cái anh hài hồn linh, Thượng quan Ngọc Nhi mặt như băng xương. Uổng chú ý sinh mệnh, coi là thật ghê tởm. Diệp Thiên sắc mặt cũng là dị thường băng lãnh, 9999 cái hoạt bát anh hài sinh mệnh, cũng còn không có nhìn qua thế giới phồn hoa này, đều không có trưởng thành, cứ như vậy bị tàn sát. Đây chính là cường giả thế giới, quá mức tàn khốc. Rất nhanh, lò luyện đan vù vù run lên, đầy trời anh hài hồn linh liền bắt đầu từng cái dung nhập vào Diệp Thiên, cùng Thượng quan Ngọc Nhi thể nội, chủ yếu nhất là dung nhập linh hồn của bọn hắn bên trong.
Giờ phút này, Diệp Thiên cùng Thượng Quan Ngọc Nhi đều lâm vào lặng lẽ. Hồn linh mặc dù có trợ tăng lên linh hồn của bọn hắn tu vi, nhưng dạng này tiếp nhận từng cái anh hài hồn linh, để bọn hắn trong lòng đều có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi, muốn biết linh hồn của bọn hắn tăng lên là dùng vô tội anh hài làm đại giá. Chúng ta lao ra đi. Thượng Quan Ngọc Nhi nhìn Diệp Thiên một chút, ta không muốn dung nhập những hài tử này hồn linh. Ta cũng không muốn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, nhưng lúc này còn không phải thời cơ tốt nhất. Người muốn biết, chỉ có chúng ta còn sống, mới có thể có cơ hội trở nên cường đại, mới có thể vì những này vô tội vong linh lấy lại công đạo. Thượng Quan Ngọc Nhi lặng lẽ mím môi, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Mà Diệp Thiên cũng theo đó nhắm mắt, mặc dù cũng không muốn, nhưng vẫn là yên lặng tiếp nhận cái này dung nhập linh hồn hắn anh hài hồn linh. Linh hồn của hắn cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm rãi tăng lên, anh hài hồn linh tinh khiết nhất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tịnh hóa cái này linh hồn của hắn. Như thế, thời gian đang thong thả đi qua. Ngoại giới Tử Bào lão giả xếp bằng ở một tòa trên bệ đá, luyện đan xác thực đến giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn muốn một phương khống chế hỏa diễm, lại muốn một phương diện thôi động khi anh hài hồn linh dung nhập vào Diệp Thiên cùng Thượng Quan Ngọc Nhi thể nội, quá trình này gấp không được, cũng càng thêm quấy dày không phải, bất kỳ cái gì một cái khâu xảy ra sai sót, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Phệ huyết nguyên linh đan, ta rốt cục muốn luyện chế ra tới. Tuy là nhắm mắt, nhưng Tử Bào lão giả khóe miệng nhưng như cú động đến một vòng âm trầm nụ cười. Đan này một thành, ta tu vi nhất định tăng nhiều. Đan thần, năm đó ngươi trục ta xuất đan thành, chưa từng nghĩ đến ta còn sống đi. Đợi lấy đi, ta sẽ để cho ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cái kia lão bất tử vạn đan dược điển cũng sẽ là của ta. Hừ hừ hừ. Oa oa. Oa oa. Trong lò luyện đan, anh hài khóc nỉ non âm thanh chưa từng đoạn tuyệt. Mà một canh giờ tan hồn, kia 9999 cái anh hài linh hồn đã bị Diệp Thiên cùng Thượng Quan Ngọc Nhi dung nhập hơn phân nửa, bọn hắn linh hồn lực cũng tại tan hồn quá trình bên trong có tăng lên không nhỏ. Tại bọn hắn mà nói, đây có lẽ là một trận tạo hóa. Bất quá, tạo hóa là tạo hóa, kia là nếu có thể còn sống ra ngoài. Một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng Diệp Thiên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt còn có một đạo tinh quang bỗng nhiên hiện lên, thời cơ đã đến. Nghe vậy, Thượng Quan Ngọc Nhi cũng mở hai mắt ra, hít sâu một hơi nhìn về phía Diệp Thiên, bởi vì quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc tiến đến. Ngươi không có khốn người pháp trận hoặc là linh phù. Diệp Thiên nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi. Nghe vậy, Thượng Quan Ngọc Nhi đầu tiên là mím môi, hai ba giây về sau lúc này mới đem một đạo linh phù đưa cho Diệp Thiên. Đây là huyền giai chói tiên trận phù. Bên trong phong ấn ta Thượng Quan Thế Gia độc khốn người pháp trận, ước chừng có thể vây khốn không minh cảnh tu sĩ bao lâu? Nhiều nhất 10 giây. Làm tốt lao ra chuẩn bị. Diệp Thiên nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi một chút. Ân. Thượng Quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng gật đầu, thể nội ẩn núp lực lượng ngay tại tụ tập, chỉ đợi một khắc đại bạo phát. Bên này, Diệp Thiên đã triệu hoán ra Tử Huyên, sau đó đem Sở Huyên Nhi cho hắn tấm thứ hai kỳ môn khốn thiên trận linh phủ giao cùng Thượng Quan Ngọc Nhi huyền giai chói tiên trận phủ cho nàng. Mà hắn thì lật tay lấy ra vậy đem chuyên đánh người linh hồn roi sắt. Sau một khắc, Diệp Thiên hung hăng hít một hơi, trong mắt còn có một đạo sắc bén tinh quang hiện lên. Động thủ. Theo đột nhiên hét lên một tiếng, bên trên một giây còn như tiêu thương đứng im bất động Tử Huyên, cái này một giây ở giữa liền bỗng nhiên như một đạo tử quang bay ra lò luyện đan, nhào về phía Tử Bào lão giả. Ân ngoại giới, gặp trong lò luyện đan lại có người bay ra ngoài, Tử Bào lão giả lông mày mãnh liệt nhăn. Trong lò luyện đan làm sao lại đệ tam người? Không đúng, là khôi lỗi. Nhíu mày về sau, Tử Bào lão giả con mắt nhắm lại thoáng cái. Thật là đáng chết. Mắt thấy Tử Huyên đánh tới, Tử Bào lão giả sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn đành phải sinh sinh cắt ngang tan hồn. Sau đó huyễn hóa đại thủ hướng về Tử Huyên chụp tới, một cái khôi lỗi, cũng dám công ta vậy mà. Ngay tại hắn muốn chấn áp Tử Huyên thời điểm, còn thân ở lò luyện đan Diệp Thiên bỗng nhiên huy động roi sắt, hung hăng đập vào lò luyện đan trên nội bích. Bàng! Kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, bởi vì lò luyện đan không chỉ có là dùng cho luyện đan, vẫn là Tử Bào lão giả linh khí, bởi vì linh hồn tương liên nguyên nhân, đến mức để Tử Bào lão giả linh hồn cũng bị thương, não hải có một cái chớp mắt mê muội, nhô ra đại thủ cũng theo đó dừng lại một chút. Bàng! 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 Trong lò luyện đan thanh âm liên tiếp không ngừng, Diệp Thiên một hơi đập vài chục cái. Bên này, vừa mới khôi phục thanh tỉnh Tử Bào lão giả, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong mê muội. Nhưng vào lúc này, Tử Huyên đã đem cái kia phong ấn lấy kỳ môn khốn thiên trận, cùng huyền giai chói tiên trận tế ra đi, mục tiêu liền là kia Tử Bào lão giả. Oanh! Kỳ môn khốn thiên trận đầu tiên giải phong, bốn cái linh quang trụ hiển hiện,
xuống cắm đại địa, bên trên xuyên thiên tiêu, phía trên phủ văn hiển hiện, một cái chớp mắt liên tiếp đan vào với nhau, hội tụ thành một tòa đại trận. Kỳ môn khốn thiên trận. Tử bào lão giả hừ lạnh một tiếng, dường như nhận ra kia kỳ môn khốn thiên trận. Ông, cùng một thời gian, kia huyền giai chói tiên trận cũng hiện ra, mà lại tràng cảnh hạo đại, khoảng chừng 9 cái cột sáng quán xuyên bầu trời cùng đại địa, hội tụ thành một tòa kinh khủng khốn người pháp trận. Huyền giai chói tiên trận. Tử bào lão giả sắc mặt lần nữa âm trầm một phần, dường như cũng nhận ra Đông Nhạc thượng quan gia đặc hữu pháp trận. Lần này, hai trận tề xuất, hắn tại chỗ tự bị vây ở bên trong. Ngay tại lúc này, hết thảy đều tại trong khống chế, Diệp Thiên nắm rất kiếm, cái thứ nhất xông ra lò luyện đan, thượng quan Ngọc Nhi cũng theo đó nhảy lên mà ra. Các ngươi, gặp Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi nhao nhao xông ra, tử bào lão giả cái kia vốn là âm trầm khuôn mặt, lập tức trở nên dữ tợn, hao tốn nhiều như vậy tinh lực, lại là không ngờ tới tại khẩn yếu quan đầu xuất hiện như thế biến cố, thân là không minh cảnh tu sĩ hắn, lại bị hai cái tiểu bối bày một đạo. Đi, Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi không dám chút nào dừng lại, đã như một đạo linh quang xông vào tùm trong núi rừng. Lưu lại, tử bào lão giả hừ lạnh một tiếng, muốn đuổi theo, lại bị hai tòa pháp trận cách trở, vây khốn. Như thế pháp trận cũng dám ngăn ta, tử bào lão giả thốt nhiên tức giận, một chưởng đánh vào hai tòa pháp trận phía trên, pháp trận rung động kịch liệt, kém chút tại chỗ tự bị hắn một chưởng oanh mở. Hắn là không minh cảnh, ngăn không được hắn bao lâu. Trong núi rừng, Diệp Thiên tại cấp tốc chạy trốn thời điểm, vẫn không quên liếc qua sau lưng, sắc mặt không là bình thường khó coi. Sống hay chết, xem tạo hóa. Đi. Oanh. Hai người vừa đi không bao lâu, phía sau bọn họ liền truyền đến một tiếng oanh minh. Kia kỳ môn khốn thiên trận cùng huyền giai chói tiên trận, liền bị tử bào lão giả cường thế oanh mở, không minh cảnh cường đại uy áp trong nháy mắt lan tràn, kia lò luyện đan cũng theo đó bay lên không, tỏa ra khiếp người huyết mang, vừa mới rung động, tự áp sập một ngọn núi. Các ngươi trốn sao? Bằng lãnh thanh âm rất là mờ mịt, tử bào lão giả bước ra một bước, như một đạo thần mang truy sát mà đi. Cảm giác được sau lưng tử bào lão giả đuổi theo, Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mồ hôi đã thấm ướt quần áo. Sau lưng có một cái kinh khủng không minh cảnh truy sát, bọn hắn tùy thời đều có chết có thể. Sư phó, cứu ta. Diệp Thiên lấy ra truyền âm chú linh phù, dồn dập đối linh phù nói một câu, liền đem linh phù tế ra đi. Tam thúc công, cứu ta. Một bên thượng quan Ngọc Nhi cũng lấy ra cùng Diệp Thiên không sai biệt lắm linh phù, vội vàng nói một câu, cũng tế ra ngoài. Ân lúc này không biết tại khi nào chỗ nào Sở Huyên Nhi, ngay tại ngự không phi hành, phát hiện chính mình trong tay áo có linh phù lấp lóe. Liền cuống quýt lấy ra ngoài, này linh phù cũng là thiên lý truyền âm chú, cùng Diệp Thiên cái kia là tương liên. Sư phó, cứu ta. Lập tức, linh phù kia bên trong liền truyền ra Diệp Thiên dồn dập tiếng cầu cứu. Sư muội, là Diệp Thiên sao? Bên cạnh thân Dương Đỉnh Thiên, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Là Diệp Thiên cầu cứu truyền âm. Tam thúc công, cứu ta. Tiếng nói lạc, một bên thượng quan bác trong tay một đạo linh phù, cũng truyền ra thượng quan Ngọc Nhi thanh âm. Không phân trước sau phát ra cầu cứu truyền âm, chẳng lẽ lại nhà ta Ngọc Nhi cùng Quý Tông Diệp Thiên cùng một chỗ? Hẳn là dạng này, bọn hắn nhất định gặp đại phiền toái. Đông Bắc phương hướng, Sở Huyên Nhi cái thứ nhất động, chân đạp hư không, như một đạo thần mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần sắc tràn đầy lo lắng. Diệp Thiên, ngươi có thể ngàn vạn muốn chống đến sư phó đến. Sở Huyên Nhi về sau, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân các loại một đám hàng nhạc, trưởng lão cùng thượng quan gia ba vị trưởng lão nhao nhao hướng phía Đông Bắc phương hướng bay. Đi, oanh, ầm ầm, thiên chi hạ, tràn đầy tiếng ầm ầm vang, Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi sau lưng, từng tòa núi cao nguy nga sụp đổ, tử bào lão giả cùng hắn cự ly, cũng tại kịch liệt rút ngắn. Lưu lại đi, theo một đạo âm trầm thanh âm vang vọng thiên khung, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đè xuống, một tòa đại sơn sụp đổ, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Tách ra đi, bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Thiên cùng thượng quan Ngọc Nhi hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy mà đi. Đi được sao? Tử bào lão giả trong nháy mắt giết tới, che trời đại thủ lăng không mà xuống, chụp vào thượng quan Ngọc Nhi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ẩn núp lâu như vậy, vẫn là khó thoát vận rủi sao? Thượng quan Ngọc Nhi bị ép tới vô pháp động đậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thần sắc thê mỹ, nàng thật tuyệt vọng, biết rõ lần này như đang bị bắt trở về, nhất định là thập tử vô sinh hạ tràng. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo mắng to tiếng vang triệt thiên tiêu, ta đi người mỗ mỗ. Giống. Lập tức, chính là hùng hồn tiếng long ngâm, một đạo khổng lồ hỏa diễm kim long tiên theo tử bào lão giả sau lưng vung tới. Không sai, vừa mới chạy đi Diệp Thiên lại giết trở về, nghịch thiên chính là một roi. Kia hỏa diễm kim long tiên chính là bởi tiên hỏa huyễn hóa, bởi vì tử bào lão giả đứng quá cao,
hắn những cái này phổ thông công kích là đánh không đến, chỉ có tiên hỏa hóa thành tấm lụa mới có thể miễn cưỡng chạm tới. Ngươi lại có chân hỏa. Thấy được hỏa diễm kim long tiên là vật gì biến thành, kia tử bào lão giả trong hai con ngươi bỗng nhiên tỏa ra lửa nóng tinh quang. Phía dưới, thượng quan Ngọc Nhi kinh ngạc ngước nhìn hư không, làm sao cũng không nghĩ tới chạy đi Diệp Thiên vậy mà lại giết trở về, như thế nào lại nghĩ đến tại nàng nguy nan thời khắc, xuất thủ cứu nàng lại là cái kia tại lò luyện đan nhìn hết thân thể nàng lưu manh. Phốc, nàng ngơ ngác ở giữa, Diệp Thiên đã thổ huyết hết bay ra ngoài. Không biết lượng sức, tử bào lão giả lâm tại cửu thiên, như thế gian vương, lần nữa nhô ra bàn tay gầy guộc, huyễn hóa một đạo chừng 20 trượng lớn nhỏ thủ trưởng ấn, chộp tới Diệp Thiên. Lão tử nếu là không minh cảnh, vài phút diệt ngươi. Diệp Thiên đại hống, nghịch thiên mà lên, bát hoang một quyền cường thế đánh ra, lập tức kháng long tiếp tục, bát hoang chảm, bôn, lôi trưởng, hám sơn quyền cùng nhất dương chỉ không không giới hạn đập ra ngoài. Chỉ là, hắn những này dựa vào làm ngạo thần thông bí thuật, tại tử bào lão giả trong mắt, chẳng phải là cái gì. Oanh, lại là một tiếng oanh minh, vừa mới xông vào thiên Diệp Thiên, lại như một viên vẫn tinh rơi xuống, đem đại địa ném ra một cái hố to ra. Toàn bộ thân thể đã là máu thịt be bét, hắn tuy có vượt cấp đối chiến lực, nhưng ở tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế dưới, cho dù thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ là uổng công. Ngươi chân hỏa, là của ta. Tử bào lão giả cười âm trầm, lần nữa nhô ra đại thủ. Phi hoàng phượng kiếm quyết. Thượng quan Ngọc Nhi xuất thủ, kiếm chỉ thương khung, có phượng hoàng tê minh, có phượng loan chi dị tượng, mà kia đầy trời hiển hiện kiếm ảnh, cũng trong nháy mắt kết hợp một đạo uy lực vô song kiếm mang. Thượng quan Ngọc Nhi này một kiếm mặc dù kinh khủng, nhưng ở tử bào lão giả trong mắt, nhưng cũng chẳng là cái thá gì. Đi! Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Diệp Thiên phi tốc mà đến, mang theo thượng quan Ngọc Nhi chớp mắt xông vào trong núi rừng. Đều chạy đi, là vì cái gì lại chạy về tới? Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thiên kia hé mở dính máu gương mặt, thượng quan Ngọc Nhi mím môi. A, nhiều như vậy vì cái gì? Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, lập tức lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến. Bởi vì sau lưng có một đạo vô song thần mang nổ bắn ra đi qua, như bị đánh trúng yếu hại, thập tử vô sinh. Né tránh. Điện quang hỏa thạch chi gian, Diệp Thiên hét lớn một tiếng, liền đẩy ra bên cạnh thượng quan Ngọc Nhi, mà hắn lại bởi vì không tránh kịp, bị cái kia đạo thần mang xuyên thủng bên trái cánh tay. Ầm ầm. Xuyên thủng Diệp Thiên thân thể thần mang, đánh trúng vào một ngọn núi kia trong nháy mắt sụp đổ. Thấy thế, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trước đó nếu không phải bị Diệp Thiên đẩy ra, chỉ sợ nàng hiện tại đã mệnh tăng hoàng tuyền đi. Hắn lại cứu ta một lần. Nghĩ tới đây, thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên, khi thấy huyết xương tuôn Diệp Thiên lúc, không khỏi che miệng lại, muốn đứng dậy, làm sao lực bất tòng tâm. Hắn, mẹ nó, người này đến cùng là cái gì tu vi, thông thiên sao nơi xa, Diệp Thiên thất tha thất thểu bỏ lên, một mặt vô pháp tin nhìn xem ngự không mà đến tử bào lão giả. Trong nháy mắt phá núi đập non, kinh khủng nghịch thiên na. Phốc. Một câu nói xong, Diệp Thiên lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cái kia đạo thần mang lưu lại trong cơ thể hắn sát khí, ngay tại trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Còn có cái gì thủ đoạn? Tiếng cười âm trầm vang vọng thiên khung, tử bào lão giả chậm rãi đến, liếc qua thượng quan Ngọc Nhi, lúc này mới đem lửa nóng mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân. Với hắn mà nói, thượng quan gia tam tiểu thư lại tôn quý. Cũng so ra kém cái kia nhân nguyên cảnh Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên có chân hỏa, kia chân hỏa thế nhưng là luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo vật, hắn là nhất định phải được. Muốn của ta chân hỏa, Diệp Thiên cười lạnh nhìn xem tử bào lão giả. Chính mình giao ra, cho ngươi một thống khoái. Tử bào lão giả lộ ra sâm bạch răng. Vậy liền cho ta một thống khoái đi. Diệp Thiên lạ thường dứt khoát, lúc này đem tiên hỏa nộp ra. Thấy thế, tử bào lão giả kia tinh hồng trong mắt, trong nháy mắt toát ra lửa nóng ánh mắt. Đã không kịp chờ đợi đem đoàn kia kim sắc hỏa diễm nắm ở trong tay, đặt ở trong lòng bàn tay xem xét cẩn thận. Chỉ là, hắn vừa góp đi qua, đoàn kia chập chờn kim sắc ngọn lửa liền bạo phát, hỏa diễm lập tức dấy lên, đem tử bào lão giả trong lòng bàn tay đều thiêu đốt đen nhánh vô cùng. A, tử bào lão giả bị đau, giận tím mặt. Muốn của ta chân hỏa, đến. Phía dưới, Diệp Thiên đã như một đạo linh quang bay tán loạn ra ngoài, vận dụng Sở Huyên Nhi cho hắn thiên giai thiên hành phù. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tử bào lão giả gầm thét, lúc này truy sát đi qua, liền trên đất thượng quan Ngọc Nhi đều quên bắt đi. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, phương xa truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Nhìn xem kia từng tòa nguy nga sơn phong sụp đổ, thượng quan Ngọc Nhi giật mình tại nơi đó. Nàng như thế nào không biết Diệp Thiên dụng ý, đây là muốn cầm chân hỏa đem tử bào lão giả dẫn ra. Không phải vậy lấy nàng cùng Diệp Thiên thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra,
cũng phải bị lần nữa bắt trở về, hạ chàng tự nhiên là thê thảm. Đây là ngươi lần thứ tư cứu ta. Thượng quan Ngọc Nhi mím môi, một cỗ kỳ quái tình cảm ở trong lòng bỗng nhiên mọc rễ nảy mầm. Hắn liều mình cứu ta không thể không hề làm gì. Nghĩ tới đây, Thượng quan Ngọc Nhi chật vật di chuyển bước chân, tế ra phi kiếm, hướng về một mới bay đi, một mặt lo lắng, nhịn không được hô, tam thúc công, các ngươi đến cùng ở nơi nào? Ầm ầm, một ngọn núi lần nữa sụp đổ, thân ở trong đó tại chỗ bị chấn thổ huyết hất bay ra ngoài. Đáng chết, trong đá vụn Diệp Thiên, lung la lung lay bỏ lên. Sở Huyên Nhi cho hắn thiên giai thiên hành phù tốc độ cố nhiên nhanh, nhưng cũng là có thời gian hạn chế. Huống chi kia sau lưng truy sát Tử Bào lão giả, hiển nhiên không là bình thường không minh cảnh, có thể bị đuổi kịp, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Ngươi trốn được sao rất nhanh, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng thiên khung, có lẽ là thanh âm kia như sấm oanh minh, lần nữa đem Diệp Thiên chấn động đến thổ huyết. Không chung, kia Tử Bào lão giả đã hiện thân, giống như quân lâm cửu thiên ác vương, quan sát phía dưới Diệp Thiên, một tấm vốn là âm trầm đáng sợ gương mặt, lúc này dữ tợn giống như ma quỷ. Lại nhiều lần bị một cái nhân nguyên cảnh đào thoát, triệt để chọc giận tới hắn. Liền xem như giết ta, ngươi cũng không chiếm được chân hòa. Diệp Thiên không sợ, cười lạnh nhìn xem Tử Bào lão giả. Chết ta sẽ để cho ngươi dễ dàng chết, như vậy sao? Tử Bào lão giả diện mục dữ tợn, lần nữa nhô ra bàn tay, huyết sắc đại thủ huyễn hóa, che đậy bầu trời. Răng rắc, có lẽ là kia huyết sắc đại thủ uy áp quá mạnh, đến mức Diệp Thiên chu bên cạnh thạch đầu không chịu nổi. Nhào nhào đã nứt ra, mà Diệp Thiên cũng là hai chân run rẩy, chỉ cảm thấy trên lưng hình như có 10 vạn cân cự thạch đè ép hắn. Lão tử sẽ không thật muốn đưa tại cái này đi. Diệp Thiên cắn răng, trán nổi gân xanh, hai con ngươi lộ ra, tràn đầy tơ máu. Ô ô ô, cực độ dưới áp lực, Diệp Thiên thể nội ma, đạo lực lượng lại một lần nữa không trải qua triệu hoán tự hành mở ra. Bỗng nhiên, dường như có lệ quỷ thương xót thanh âm vang lên, một cỗ ma sát chi khí từ Diệp Thiên thể nội mãnh liệt mà ra. Cỗ khí tức này bạo ngược thị huyết băng lãnh, cuốn sạch lấy chung quanh đá vụn gỗ vụn. Mà giờ khắc này, hắn hình thái cũng phát sinh biến đổi lớn. Hắn đen nhánh nồng đậm tóc dài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành huyết sắc, đen nhánh thâm thúy con ngươi, bịt kín huyết sắc chi quang, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn hiển hiện ra, mà theo ma văn hiển hiện, khí thế của hắn đột nhiên kéo lên đi lên. Ma đạo thân ở không trung Tử Bào lão giả, đôi mắt nhắm lại thoáng cái. Trong cơ thể hắn lại có ma tộc huyết mạch. Thật đúng là thượng thương chiếu cố. Sau khi khiếp sợ, Tử Bào lão giả lại lộ ra vẻ tham lam, chân hỏa, ma tộc huyết mạch, hôm nay chú định ta phải lớn bội thu, so với những này, kia phệ huyết nguyên linh đan đáng là gì? Oanh! Hắn nói chuyện thời khắc, phía dưới Diệp Thiên, đã sinh sinh giải khai cái kia huyết sắc đại thủ áp chế. Giết! Theo Diệp Thiên một tiếng chấn thiên gào thét, hắn vậy mà nghịch thiên giết đi lên, xuất thủ càng là cuồng bạo, bát hoang một quyền nghịch thiên oanh ra, trốn vào ma đạo trạng thái hắn. Chiến lực tăng vọt không chỉ một đẳng cấp. Muốn chết? Lão giả tóc tím cười lạnh, một trường ép xuống hư không. Oanh! Quyền trưởng va chạm, Diệp Thiên rơi xuống hư không. Mặc dù kia Tử Bào lão giả sừng sững không động, nhưng hắn trưởng ấn vậy mà cũng bị Diệp Thiên một quyền oanh vỡ nát. Ma đạo lực lượng quả nhiên cường đại. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Tử Bào lão giả càng là hưng phấn, bởi vì không lâu sau đó, Diệp Thiên ma đạo huyết mạch liền là hắn, kia cuồng bạo lực lượng ngẫm lại đều để người tiên huyết sôi trào. Giết! Phía dưới, vang lên lần nữa Diệp Thiên tiếng giống, chân hắn đạp chân hỏa đám mây, nhất phi trùng thiên, xuất thủ vẫn như cũ là bát hoang quyền, toàn thân tiên huyết sôi trào như lửa thiêu đốt, tựa như mảy may không biết đau đớn, có chỉ là thị huyết sát niệm. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật chứ? Tử Bào lão giả cười âm trầm, tùy ý xuất thủ, một trường đem Diệp Thiên phun máu lui lại. Giết! Vừa mới bị đánh bay Diệp Thiên, sau một khắc tựa lại giống là một cái đại ma trùng sát đi qua, không chút nào thêm né tránh, có chỉ là công kích tại công kích. Tựa như tại không biết đau đớn cùng là, cũng không chút nào biết dã rời. Phốc, 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 khắp thiên đều tung tóe đầy tiên huyết, Diệp Thiên đã là một cái huyết nhân, cũng đã nhìn không ra hình người, hình thái rất là bi thảm. Quả thật, trốn vào ma đạo hắn, chiến lực mặc dù tiêu thăng, nhưng Tử Bào lão giả cường hoành, viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, coi như trốn vào ma đạo trạng thái, tại Tử Bào lão giả trong mắt, nhưng như cũ chẳng phải là cái gì. Oanh, theo một tòa cứng cáp sơn phong sụp đổ, Diệp Thiên không biết lần thứ mấy rơi xuống hư không. Lần này, thiên địa ở giữa không còn có kia chấn thiên gào thét, hắn không còn có xông vào hư không, huyết xương tuôn hắn, bị Tử Bào lão giả sinh sinh theo ma đạo trạng thái đánh về nguyên bản hình thái. Nằm tại đống đá vụn bên trong, Diệp Thiên khí tức yếu ớt, miệng đầy tuôn ra lấy đều là tiên huyết, đầy mắt bộc lộ đều là vẻ bất đắc dĩ, lần này thất bại. Vậy mà, hắn lời nói vừa dứt, hắn đan hải tiên hỏa tự vèo một tiếng vọt ra.
không chỉ là tiên hỏa, lần này tự liền cái kia màu đen thiên lôi cũng cùng một chỗ giết ra. Thiên lôi nhìn thấy cái kia, màu đen lôi điện, tử bào lão giả đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt lại là không ức chế được cuồng hỉ, tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Lại còn có thiên lôi, ha ha ha. Ông, tử bào lão giả cười to thời điểm, kim sắc tiên hỏa vù vù run lên, nho nhỏ hỏa miêu hóa thân thành kim sắc hỏa diễm hải dương, hướng về hắn liên tục mà tới. Tới đồng thời, cái kia màu đen thiên lôi cũng không có nhàn rỗi, chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn lôi điện, vậy mà cũng gấp nhanh trở nên khổng lồ, cuối cùng huyễn hóa thành lôi điện chi hải, mà lại cùng kia chân hỏa biển lửa tan tại một chỗ. Biển lửa cùng lôi hải tương dung, phát ra chói tai vù vù, càng có một loại cường đại lực lượng tại giao chức, chân hỏa lôi hải liên tục ép tới hư không vù vù mà rung động. Thiên lôi cùng chân hỏa lại còn có thể dung hợp lại cùng nhau. Phía dưới Diệp Thiên hiển nhiên không ngờ tới chính mình chân hỏa cùng thiên lôi lại còn hội tự hành dung hợp, mà lại dung hợp bên trong tuôn ra lực lượng còn không thể khinh thường. Nhưng đây hết thảy rơi vào tử bào lão giả trong tay, tự chẳng phải là cái gì. Chỉ gặp tử bào lão giả cắn nát đầu lưỡi, phun ra một giọt tiên huyết, mà giọt này tiên huyết huyết mang hừng hực, cũng gấp nhanh trở nên khổng lồ, cho đến cuối cùng huyễn hóa thành một mảnh huyết sắc hải dương, trong đó lại còn có lệ quỷ tiếng kêu rên. Oanh! Chân hỏa lôi hải cùng huyết sắc hải dương trong nháy mắt va chạm, nhưng kết quả lại là không khó đoán trước. Chân hỏa lôi hải, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kia huyết sắc hải dương nuốt mất, căn bản chính là một cái bản nghiền ép xu thế. Mờ mịt hư không, Thượng quan Ngọc Nhi khống chế lấy linh kiếm, một đường lung la lung lay, thời khắc đều có rơi xuống nguy hiểm. Tam thúc công, tam thúc công. Trên đường đi, Thượng quan Ngọc Nhi đều đang nóng nảy hô hoán, hy vọng có thể nghe được hồi âm. Nàng chỉ muốn mau chóng tìm tới bọn hắn Thượng quan gia người đi cứu Diệp Thiên. Quả nhiên, hắn kêu gọi đạt được đáp lại, một đạo thân ảnh quen thuộc tại nàng hiện lên ở mi mắt của nàng. Tam thúc công. Thấy là tam thúc của mình công, Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt khống chế phi kiếm. Có lẽ là linh lực hao tổn hầu như không còn, mà thương thế của nàng lại quá mức nghiêm trọng, cứ thế tại ở vừa bay ra không có một trượng, tự theo linh kiếm bên trên ngã xuống. Ngọc Nhi, ngàn trượng bên ngoài, Thượng quan Bác phi tốc mà đến, tại Thượng quan Ngọc Nhi sẽ rơi xuống hư không trước một giây bị hắn kéo lại. Ngọc Nhi cô nương, đồ nhi ta đâu cùng nhau tới còn có Sở Huyên Nhi bọn hắn, cũng mặc kệ lỗ mãng không lỗ mãng, Sở Huyên Nhi tiến lên liền tóm lấy Thượng quan Ngọc Nhi tay, chờ mong nhìn xem Thượng quan Ngọc Nhi. Hy vọng có thể theo trong miệng nàng đạt được xác định tin tức. Kia, cái hướng kia. Thượng quan Ngọc Nhi đưa tay, chỉ phía xa một phương. Cảm ơn. Sở Huyên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, một khắc không dám dừng lại, một đường như cầu vồng, xẹt qua thương khung. Ngọc Nhi, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Thượng quan Bác nhìn xem trong ngực Thượng quan Ngọc Nhi. Không minh cảnh, chỉ ít đệ bát trọng. Thứ đệ bát trọng. Bên này, mắt thấy tiên hỏa cùng thiên lôi hội tụ hải dương bị tử bào lão giả huyết hải. Mặc dù nuốt hết, Diệp Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là tiên hỏa cùng thiên lôi không đủ mạnh, chỉ vì làm chủ nhân hắn quá yếu, đến mức bị chủ nhân tu vi cùng thực lực áp chế, tiên hỏa cùng thiên lôi xa xa không phát huy ra hắn chân chính. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Trấn áp chân hỏa lôi hải, tử bào lão giả lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, lộ ra kia sâm bạch răng. Diệp Thiên răng cắn đến rắc văng lên, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, hắn tất cả thủ đoạn ra hết, nhưng như cũ giống như là một hạt cát bụi. Tại tử bào lão giả mảnh này khổng lồ trong hải dương lật không nổi nửa điểm bọt nước. Diệp Thiên biết, nếu không phải hôm nay có kỳ tích phát sinh, hắn không có gì bất ngờ xảy ra, liền muốn chết thảm tại tử bào lão giả trong tay. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đã không có gì thủ đoạn, vậy ngươi thân thể, chính là của ta. Tử bào lão giả âm trầm cười một tiếng, nhô ra bàn tay gầy guộc, huyễn hóa thành khổng lồ huyết sắc đại thủ, lăng thiên đè xuống. Nhìn xem lăng thiên mà xuống huyết sắc đại thủ, Diệp Thiên nắm đấm nắm chặt, cái trán gân xanh một sợi lộ ra ngoài ra, hai con ngươi lộ ra, hiện đầy tơ máu. Ta không cam lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm tử bào lão giả, ba chữ theo Diệp Thiên trong kẽ răng băng phát ra. Vậy mà, ngay tại hắn rất gần tuyệt vọng thời điểm, hắn mắt trái tiên luân nhãn có ba động, vậy mà tự hành mở ra, con ngươi màu đen biến thành huyết sắc, con ngươi bên trên kia một đạo tiên luân ấn ký cũng theo đó chuyển động thoáng cái. Bỗng nhiên, một cỗ để Diệp Thiên chính mình cũng thật sâu kiêng kỵ tịch diệt lực lượng tại hắn mắt trái tiên luân, nhãn bên trên cấp tốc hội tụ, tự liền hốc mắt chung quanh không gian cũng vì đó bóp méo. Kia đồng, tử, cảm giác được không đúng, không trung tử bào lão giả con mắt bỗng nhiên nhắm lại thoáng cái, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chuẩn xác hơn tới nói là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên mắt trái tiên luân nhãn. Cách rất xa, tử bào lão giả lờ mờ còn có thể nhìn thấy Diệp Thiên, mắt trái trở nên hạo hãn như tinh không. Thâm thúy vô biên, dù hắn một chút cũng nhìn không thấy cuối cùng,
đặc biệt là con ngươi cái kia đạo tiên luân ấn ký, ẩn chứa vô tận đạo uẩn. Đó là cái gì đồng tử? Tử bào lão giả đầy mắt vô pháp tin. Bỗng nhiên, Diệp Thiên mắt trái con ngươi khổng tiên luân ấn ký lần nữa chuyển động thoáng cái, mà trong hốc mắt lại có một nhóm máu tươi đen ngòm chảy xuôi ra. Thiên chiếu. Tử bào lão giả chấn kinh thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm tại thiên địa ở giữa vang vọng ra. Đột nhiên, tử bào lão giả cảm giác chính mình cánh tay xuất hiện hai cỗ thần bí lực lượng, hai cỗ thần bí lực lượng quấn quanh ở cùng một chỗ, vậy mà sinh sôi ra một loại màu đen hỏa diễm. Cái này, màu đen hỏa diễm quỷ dị xuất hiện, để tử bào lão giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. A, lúc này, tử bào lão giả kêu thảm, hắn phát hiện cánh tay của mình một khi lây dính này quỷ dị màu đen hỏa diễm, lại bị hóa thành vô hình. Không chỉ có như thế, tử bào lão giả còn kinh hãi phát hiện, này quỷ dị màu đen hỏa diễm lại còn có thể hóa giải hắn tu vi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi đang thong thả hạ xuống. Đây là bí thuật gì đây là, cái gì hỏa diễm vậy mà có thể hóa giải tu vi cảnh giới? Cho ta phong. Dưới tình thế cấp bách, tử bào lão giả vận dụng phong ấn thuật, muốn đem này quỷ dị màu đen hỏa diễm cho phong ấn. Nhưng, chuyện càng quái dị phát sinh, tại phong ấn màu đen hỏa diễm đồng thời, hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia màu đen hỏa diễm chỉ là có lửa hình thái, nhưng lại không phải chân chính hỏa. Hắn phong ấn thuật vậy mà đối hắn không có hiệu quả. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Tử bào lão giả gào thét, vạn phần hoảng sợ, ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian, cánh tay của hắn liền đã bị màu đen hỏa diễm hóa đi gần nửa. Theo tốc độ này, không ra một phút, thân thể của hắn cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Phía dưới, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn hư không, trong mắt tràn đầy vô pháp tin kinh hãi, cái này đây chính là Khương Thái Hư, tiền bối trong miệng nói tới tiên luân cấm thuật thiên chiếu sao, tốt thật bá đạo. Kinh hãi sau khi, hắn cũng phát hiện một chuyện khác, cái kia chính là bị động thi triển cái này tiên luân cấm thuật thiên chiếu về sau, hắn giống như đã mất đi thứ gì. Hắn biết, kia là tuổi thọ của hắn. Khương Thái Hư từng nói qua, thi triển tiên luân nhãn cấm thuật thiên chiếu, là dùng tự thân thọ nguyên làm đại giá, nó cố nhiên có được bá đạo năng lực, nhưng bá đạo đồng thời, cũng có được bá đạo tiêu hao. A, trong hư không, tử bào lão giả còn tại hoảng sợ gào thét, cánh tay của hắn đã bị hóa đi hơn phân nửa. Tốt cơ hội. Diệp Thiên giáng chống đỡ lấy thân thể bỏ lên, sau đó dẫm lên tiên hỏa đám mây, điên cuồng hướng về một mới bay đi. Lưu lại cho ta. Tử bào lão giả thấy thế, đại thủ huy động, quét ngang hư không, một tòa nguy nga sơn phong, bị hắn một trường bình định mà vừa mới bay ra ngoài không bao xa Diệp Thiên, tại chỗ tự bị đánh bay ra ngoài, như một đường vòng cung rơi xuống. Phù phù. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được chỉ có Diệp Thiên rơi xuống nước thanh âm. Tử bào lão giả vừa định giết đi qua. Nhưng trên người hỏa diễm để hắn lại bỗng nhiên dừng bước. Phốc, hắn một phát hung ác, xinh xinh đem chính mình còn lại một nửa cánh tay chém rụng xuống tới, mà theo cánh tay của mình bị chém xuống, cái kia quỷ dị màu đen hỏa diễm mới hoàn toàn rời đi hắn thân thể. A, giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, tử bào lão giả nổi điên, một chưởng đem một ngọn núi lớn áp sập, liền muốn hướng về Diệp Thiên cái hướng kia đánh tới, cũng là bị một đạo nhảy lên không mà tới bóng hình xinh đẹp chặn đường đi. Đồ nhi ta đâu, người tới tự nhiên là chạy đến cứu viện Sở Huyên Nhi, gặp tử bào lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức nghiêm nghị khẽ kêu. Bị ta giết. Tử bào lão giả cắn răng nghiến lợi một mặt dữ tợn. Người đáng chết. Sở Huyên Nhi thân thể run lên, trong đôi mắt đẹp hàn mang hiển thị rõ, xuất thủ chính là cường đại thần thông. Thấy thế, tử bào lão giả hừ lạnh một tiếng, một trường quét ngang mà ra. Oanh. Một kích ngạnh hám, Sở Huyên Nhi bị chấn động đến lui lại. Su su su. Rất nhanh. Hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao mà tới, đem tử bào lão giả vây ở trung ương. Đan quỷ. Đợi cho nhìn thấy tử bào lão giả hình dáng, Dương Đỉnh Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, tựa như nhận ra tử bào lão giả. Ngươi tên bại hoại này, lại còn sống. Thân là luyện đan sư Tử Phúc, hiển nhiên cũng là nhận ra tử bào lão giả cái này tà ác luyện đan sư, hắn dường như nhớ tới chuyện năm đó, sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Đan quỷ, ngươi thật sự là thật to gan, ta Thượng Quan gia người đều dám động. Thượng Quan Bác bọn, hắn cũng đánh tới, ba người hàn mang chợt hiện, sát khí lạnh như băng cũng theo đó trong nháy mắt quét sạch thương khung. Trung ương, tử bào lão giả nhìn chung quanh một chút bốn phía, âm trầm cười một tiếng, Dương Đỉnh Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền, Từ Phúc, Thượng Quan Bác, hôm nay thật đúng là khéo léo, để cho ta nhìn thấy nhiều như vậy ngày xưa hảo hữu. Ta nhổ vào, lão tử không có ngươi hảo hữu như vậy. Mọi người nhao nhao quát lạnh, đưa ta đổ nhi. Bên này, bị lửa giận che đậy tâm trí Sở Huyên Nhi phát điên, còn đâu thèm tử bào người là lai lịch gì, tại chỗ một đạo đầy trời đại ấn áp sập nửa cái hư không. Hừ, đan quỷ ánh mắt lạnh lẽo, huyết sắc đại thủ quét ngang, Sở Huyên Nhi lần nữa bị chấn động đến lui lại.
đẩy lui Sở Huyên Nhi, đan quỷ quay người muốn đi. Nhiều cường giả như vậy ở đây, dù hắn cũng không dám một mình ứng đối. Một nước vô ý, bị diệt ở chỗ này, cũng là hoàn toàn có khả năng. Lưu lại đi. Đan quỷ vừa mới quay người lui lại, gánh vác trường kiếm Phong Vô Ngân tự chặn đường đi của hắn lại. Sau lưng, Từ Phúc, Đạo Huyền chân nhân cũng tới trước tới gần. Phong bế đan quỷ đường lui, bên trái, Dương Đỉnh Thiên nghiễm nhiên mà đứng. Không minh cảnh đỉnh phong khí thế cường đại đã hiện ra. Bên phải, Thượng Quan Bác ba người cũng từng cái tế ra cường đại linh khí. Thế nào, muốn lấy nhiều khí ít sao thấy thế, đan quỷ thần sắc nghiêm nghị, cuống quýt tế ra huyết sắc đan lô lơ lửng lên đỉnh đầu. Khinh người lại như thế nào? Thượng Quan Bác quát lạnh, lúc này giết tới trước, không nói lời gì xuất thủ chính là cường đại thần thông, xem xét liền là một cái bạo tính khí. Con! Thượng Quan Bác về sau, Phong Vô Ngân tế ra gánh vác tuyệt thế sát kiếm, xuất thủ chính là kinh thế kiếm mang, mà cả người hắn khí chất cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải một người, mà là một cái ra khỏi vỏ sát kiếm. Ông! Hư không chiến minh, Từ Phúc cùng Đạo Huyền cũng xuất thủ, hai người hợp lực tế ra một tòa kim sắc lò luyện đan. Lò luyện đan cấp tốc biến lớn khổng lồ, tràn đầy lấy vàng rực, bạo dũng lấy kim sắc khí vụ, uy lực vô cùng cường đại. Hừ! Đan quỷ thần sắc đại biến, cuống quýt ngự động huyết sắc đan lô che lại chính mình. Bàng! Âm vang! Loảng xoảng! Ba đợt công kích không phân trước sau đánh vào kia huyết sắc trên lò luyện đan, đánh huyết sắc đan lô vù vù lắc lư, phía trên huyết sắc thần mang cũng theo đó lờ mờ đi rất nhiều, thân là huyết sắc đan lô chủ nhân đan quỷ, cũng bị chấn động đến ho ra đầy máu. Lấy nhiều khí ít, có gì tài ba? Đan quỷ gầm thét. Hắn bây giờ cũng không tại đỉnh phong trạng thái, vừa mới tự chém một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, mà vây công Phong Vô Ngân bọn hắn, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh lục trọng thiên, mà lại bên cạnh còn đứng lấy một cái chưa từng xuất thủ, tu vi cảnh giới lại là tại không minh cảnh đỉnh phong Dương Đỉnh Thiên. Cùng ngươi còn cần giảng đạo nghĩa? Thượng Quan Bác hét to, phất tay liền là một đạo khổng lồ trường ấn. Uổng chú ý mạng người, hôm nay không chu ngươi. Dùng cái gì cảm thấy an ủi chết oan chi nhân tại Thiên Chi Linh? Từ Phúc cùng Đạo Huyền chân nhân thần sắc băng lãnh, không chút nào thêm lưu thủ, hợp lực ngự động kim sắc đan lô mỗi lần xuất kích, đều sẽ để đan quỷ bị thương. Con! Cũng chỉ có trầm mặc ít nói Phong Vô Ngân, không nói lời nào, trong tay sát kiếm lại là chiến minh chói tai, kinh thế kiếm mang càng là uy lực vô song. Oanh! Ầm ầm! Chúng cường đại chiến, tràng cảnh phá lệ hùng vĩ, mỗi lần xuất thủ, đều để thương khung oanh minh. Ba động khủng bố cùng uy áp, có thể dùng từng tòa sơn phong ẩm vang sụp đổ, toàn bộ thiên địa đều bị đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Phốc, 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 tiên huyết bắn tung tóe, đan quỷ không ngừng bị thương, bị ép tới không ngóc đầu lên được, có mấy lần muốn mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây, nhưng đều bị Dương Đỉnh Thiên cường thế chặn lại trở về, cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị diệt sát. Một bên khác, Sở Huyên Nhi tản ra cảm giác lực, không hạn chế lan tràn. Diệp Thiên. Sở Huyên Nhi sắc mặt tái nhợt, phát điên đồng dạng, một tấc tìm, chân chính biết muốn mất đi, nàng cũng mới chân chính minh bạch, cái kia nhìn như không đứng đắn đồ nhi, nàng mà nói, là bực nào trọng yếu, người chết cũng muốn chết trong tay ta. Cách đó không xa, Sở Linh Nhi cũng tản ra linh hồn lực, bao trùm phương viên gần vạn trượng cự ly. Oanh, ầm ầm, hư không đại chiến vẫn còn tiếp tục, bị vây công đan quỷ, hình thái đã vô cùng thê thảm, liền bảo hộ hắn huyết sắc đan lô đều bị Dương Đỉnh Thiên bọn hắn đánh cho băng liệt. A, đan quỷ gầm thét, thần sắc dữ tợn như là ác ma. Hắn không cam lòng. Lúc đầu hết thảy đều nằm trong tay hắn, lúc đầu hắn có thể đoạt xá Diệp Thiên thân thể, được kia chân hỏa, thiên lôi, bao quát Diệp Thiên hết thảy tất cả, kia là một trận thiên đại tạo hóa. Chỉ là, người tính không bằng trời tính, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, cái kia quỷ dị màu đen hỏa diễm xuất hiện, để tình thế chuyển tiếp đột ngột. Chẳng những không có bắt được Diệp Thiên, ngược lại chính mình cũng bị chúng cường vây quanh. Con! Trong tiếng giống giận dữ, Phong Vô Ngân đã đánh ra kinh thế một kiếm. Phốc! Tại chỗ, tiên huyết bắn tung tóe, trọng thương không địch nổi đan quỷ. Nửa cái huyết nhục chi khu đều bị đánh mở ra, còn chưa chờ khép lại. Thượng Quan Bác dùng một đạo thần quang sát đến, không nói hai lời chính là một trưởng. Phốc! Đan quỷ lần nữa bị thương, còn chưa chờ ổn định thân hình. Đạo Huyền cùng Từ Phúc hợp lực ngự động kim sắc đan lô, liền đem hắn ép tới huyết xương băng liệt. A, đan quỷ gào thét, lại là vô lực hồi thiên. Tạo ra ác nghiệt, cuối cùng là phải trả. Dương Đỉnh Thiên xuất thủ, thân ở cửu thiên, phảng phất giống như thần vương, một trưởng che trời, ầm vang mà xuống. Phốc, đan quỷ không có sức chống cự, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung, bị ép thành một vũng máu thịt, từ hư không rớt xuống dưới. Hô, diệt sát đan quỷ, mọi người mới hung hăng chậm rãi thở dài một hơi.
đan quỷ cường đại viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Cái này đan thần duy nhất một sư đệ, thực lực không là bình thường cường hoành. Nếu không phải Dương Đỉnh Thiên cái này không minh cảnh đỉnh phong tọa chấn, chỉ sợ thật đúng là bắt không được hắn. Đan quỷ bị diệt, đông đảo cường giả nhao nhao từ không trung rơi xuống. Diệp Thiên, đồ nhi của ta. Sở Huyên Nhi còn tại khổ khổ tìm. Sư muội. Dương Đỉnh Thiên nhẹ giọng kêu một tiếng. Chỉ là, Sở Huyên Nhi giống như không nghe thấy, còn tại điên cuồng đem từng khối đá vụn gỡ ra, hy vọng có thể nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Liền ngươi trúng vào đan quỷ một trưởng đều sẽ thụ thương, huống chi là nhân nguyên cảnh Diệp Thiên. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, trong cõi u minh tự có định số, đây chính là hắn mệnh, ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Không, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Sở Huyên Nhi còn tại đem từng khối thạch đầu gỡ ra, coi như biết mình là lừa mình dối người, nhưng nàng cũng vẫn là không muốn tin tưởng Diệp Thiên đã chết. Cuối cùng, nàng tại nặng nề đá vụn phía dưới, bới ra kia cơ hồ bị đánh thành sắt vụn khối lỗi Tử Huyên. Trong lúc nhất thời, Sở Huyên Nhi ngừng lại, triệt để tuyệt vọng, ngốc ngốc quỳ gối nơi đó, trong mắt ôm sau cùng một tia hy vọng chi quang cũng tiêu tán xuống dưới, liền địa cấp khôi lỗi đều bị đánh tàn phế, huống chi là một cái nhân nguyên cảnh. Là vi sư tới chậm, là vi sư hại ngươi. Sở Huyên Nhi ngọc thủ hung hăng nắm lên, thật sâu hối hận, kia tràn đầy hốc mắt nước mắt, cuối cùng hóa thành hai hàng nước mắt. Nếu không phải nàng đối Diệp Thiên yêu cầu quá hà khắc, cũng sẽ không để hắn độc tự đến cái này Triệu Quốc, càng thêm sẽ không tao ngộ vô cùng cường đại đan quỷ, đến mức đến cuối cùng liền thi thể đều hóa thành bụi bặm. Ai? Mọi người nhao nhao âm thầm thở dài một tiếng. Chẳng biết lúc nào, nơi này lâm vào yên lặng, Thượng Quan Bắc bọn hắn mang theo hôn mê Thượng Quan Ngọc Nhi đi chính Dương Tông, mà Dương Đỉnh Thiên bọn hắn cũng mang theo thất hồn lạc phách Sở Huyên Nhi, bước lên hồi trở lại Hằng Nhạc Tông đường về. Thiên địa ung dung, rất là yên tĩnh. Cho đến một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, mới phá vỡ thiên địa ở giữa yên tĩnh. Thanh âm xuất từ đại địa bên trên một vũng máu thịt, chính là đã chết đan quỷ hóa thành kia bảy huyết nhục, nó đang ngọ nguậy, ngưng tụ ra một cái viên thịt. Viên thịt hiện ra huyết quang, dường như sống, còn có hô hấp, nâng lên hạ xuống. Nếu là Dương Đỉnh Thiên bọn hắn còn ở nơi này, tất nhiên sẽ chấn kinh, bởi vì đây là một cái kế hoạch nham hiểm. Kế hoạch nham hiểm mà nói, truyền lại từ thượng cổ, tương truyền phệ huyết ác nhân, thể nội tụ tập tụ vô tội oán linh, mà những này oán linh chi khí có lẽ có thể dựng dục ra kế hoạch nham hiểm. Như loại này người sau khi chết, kế hoạch nham hiểm mới có thể xuất sinh, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể mượn nhờ kế hoạch nham hiểm trùng sinh. Mà đan quỷ chính là người như vậy, tuy là luyện đan sư, nhưng là vô cùng người tà ác, thể nội từ lâu dựng dục ra kế hoạch nham hiểm. Như thế biến cố, hiển nhiên là Dương Đỉnh Thiên bọn hắn chưa từng dự liệu được. Sư, huyết quang phồn thịnh tới cực điểm kế hoạch nham hiểm, như một đạo huyết mang sông vào hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đạo vô cùng âm trầm dữ tợn lời nói mờ mịt tại thiên địa ở giữa, Hằng Nhạc Tông, Thượng Quan gia, đợi ta trùng sinh, sẽ làm cho các ngươi gà chó không yên. Cái này một đầu đại hà, hướng đông liên tục mà chảy, nếu có rãnh bên trong góc nhìn xuống, giống như một đầu phủ phục ở trên mặt đất một đầu cự long. Nước sông bọt nước lật qua lật lại, nhưng cẩn thận đi ngưng xem, sẽ phát hiện bên trong có một cái hôn mê người, chính theo đại hà chi thủy hướng về đông lưu đi, khi thì cũng sẽ bởi vì cùng trung ương nhô ra đá ngầm mà có một chút dừng lại. Không sai, người này liền là Diệp Thiên. Đối tích, hắn không có chết, mà là bị đan quỷ một, trưởng đánh bay đến đầu này liên tục đại hà bên trong. Tại Sở Huyên Nhi bọn hắn tìm kiếm hắn thời điểm, hắn đã theo con sông lớn này bị xông về phương xa, cũng chính là bởi vì không có tìm kiếm hắn, tất cả mọi người mới đều cho rằng hắn đã chết. Có lẽ là thụ thương quá nặng, đến mức hắn vẫn còn đang hôn mê trạng thái bên trong. Trường Hà liên tục, chảy qua Sơn Lâm, vượt qua Thương Nguyên, không có cuối cùng, chỉ biết hướng phía đông phương mà đi. Như thế, Diệp Thiên không biết qua bao lâu, cũng không biết bị vọt tới chỗ nào. Ao ao, ao ao. Chẳng biết lúc nào, tiền phương truyền đến nước sông đập nham thạch ào ào âm thanh, một cái chừng trên trăm dài cao thác nước hiển hiện, mà Diệp Thiên liền theo sông kia nước bị lao xuống thác nước. Nhắc tới cũng khéo léo, thác nước trung ương, có một khối nhô ra đá ngầm, bị lao xuống Diệp Thiên, công bằng rơi vào phía trên, tự như thế bị mang theo, mặc cho chảy xiết nước sông cọ rửa, nhưng như cũ không có rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đêm, Hằng Nhạc Tông Ngọc Nữ Phong. Sở Huyên Nhi lặng lẽ đứng lặng tại tiểu trong rừng trúc, đảm nhiệm hàn phong lạnh thấu xương, nhưng như cũ sừng sững bất động, trước mặt nàng vẫn là một tòa thấp bé mộ bia phía trên còn rõ ràng khắc lấy bốn chữ cái chữ, Diệp Thiên chi mộ. Nếu ta không chọn ngươi làm đồ đệ, hiện tại ngươi có lẽ còn sống thật tốt nếu ta đối ngươi chẳng nhiều hà khắc, ngươi có lẽ cũng sẽ không chết nếu ta không phái ngươi đi Triệu Quốc. Ao ao ao, ao ao ao. Thiên địa tĩnh lặng, nhưng nước sông đập nham thạch thanh âm lại là bên tai không dứt.
Trên đá ngầm, Diệp Thiên thân thể nhuyễn động thoáng cái, chậm rãi mở hai mắt ra. 2-3 giây về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta còn sống, cảm giác được nước sông mát mẻ, Diệp Thiên có chút ngạc nhiên. Con mắt tả hữu lay động thoáng cái, hắn lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước, cùng Thượng Quan Ngọc Nhi cùng một chỗ bị tà ác luyện đan sư bắt đi luyện đan, sau đó bị đuổi giết, một kích cuối cùng đánh bay, cuối cùng đã rơi vào đại hà bên trong. Ta vậy mà còn sống. Diệp Thiên nhảy dựng lên, kinh hỉ vạn phần, đúng là mẹ nó kỳ tích. Lâu như vậy đều không có đuổi theo, kia Tử Bào lão giả cũng đã đi. Không biết được Thượng Quan Ngọc Nhi có hay không đào thoát người kia ma trưởng, lần này cũng là nhân họa đắc phúc, tu vi thậm chí ngay cả khai trương cái tiểu cảnh giới, hắc hắc hắc. Lẩm bẩm vài tiếng, Diệp Thiên lúc này mới phát hiện chính mình còn ghé vào một khối nhô ra trên đá ngầm. Đây là đâu? Lúc này, hắn chờ mình nhảy dựng lên, sau đó đứng tại trên đá ngầm rất gần nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy liền là liên tục trường hà, dù là lịch duyệt phong phú hắn, cũng không biết mình bị nước sông vọt tới cái gì địa phương. Phải nhanh một chút trở về, không phải vậy sư phó nên lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên liền muốn nhảy xuống đá ngầm. Vậy mà, ngay tại hắn muốn nhảy đi xuống thời điểm, một đạo yếu ớt ánh sáng theo tà chắc bên trong lấp lóe mà đến, công bằng lung lay thoáng cái ánh mắt của hắn. A một tiếng nhẹ kêu, Diệp Thiên con mắt nhắm lại thoáng cái, cẩn thận ngưng xem. Mới ngạc nhiên phát hiện cái này trên vách đá còn có một cái lỗ nhỏ, mà trước đó cái kia đạo yếu ớt ánh sáng liền là theo kia trong nham động bắn ra. Có bảo bối sờ lên cái cằm, Diệp Thiên chờ mình vượt tiến vào kia trong nham động. Vừa mới tiến hang, liền có một cỗ man hoang chi khí tức nhào tới trước mặt, để cho người ta có một cái chớp mắt ảo giác, cái kia chính là đặt chân cổ lão man hoang chi địa. Lấy ra chiếu sáng linh châu, Diệp Thiên cất bước hướng về bên trong đi đến, quan sát hai bên, bốn phía trên vách động cũng không có cái gì kỳ dị địa phương. Nham đạo không hề dài, mà hang cuối không gian lại là chừng phương viên gần ngàn trượng. Đập vào mắt, hắn thấy được một mũi tên. Đúng, liền là một mũi tên, nghiêng cắm ở cứng rắn trong vách đá, có lẽ là tuổi tác quá xa xưa, đến mức tiễn trên thân bịt kín một lớp cho bụi. Diệp Thiên nhíu mày, có chút đi tới gần, nơi này tại sao có thể có một mũi tên? Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nghiêng ngẩng đầu nhìn về phía trên, sờ lên cằm trầm ngâm hồi lâu. Mũi tên này hẳn là bị người bắn tới, mà lại là xuyên thủng vách đá, cắm vào nơi này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn không khỏi đưa tay ra, bắt lấy trường tiễn, muốn rút ra hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ là, hắn quá coi thường cái này trường tiễn, trọng lượng của nó, viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của hắn, lực khí toàn thân đều sử xuất, vậy mà không thể dung chuyển trường tiễn nửa phần. Lão tử cũng không tin. Diệp Thiên lúc này vén lên ống tay áo, đan hải chân khí một loạt mà ra, lần nữa vào tay cầm trường tiễn, khí lực đều xem trọng, trên trán rất nhanh liền hiện đầy gân xanh. Thật đúng là đừng nói, kia trường tiễn hoàn toàn chính xác buông lỏng, mà lại một tấc bị hắn rút ra. Đi ra cho ta. Theo Diệp Thiên giống to một tiếng, kia trường tiễn ông một tiếng bị rút ra. Loảng xoảng. Lúc này, vừa mới bị rút ra trường tiễn, bởi vì quá nặng, rơi xuống đến trên mặt đất, liên đới lấy Diệp Thiên cũng bị kéo nằm trên đất. Ầm ầm. Trường tiễn thật sự là quá nặng đi, rơi trên mặt đất, đem mặt đất ném ra khe hở, một cái tiễn hình hố trong nháy mắt hiển hiện, bởi vì khổng lồ chấn động. Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được cả tòa núi đều lắc lư. Tối thiểu có nặng 3 vạn cân. Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, trong mắt đều là hãi nhiên, liền là một mũi tên, trọng vô pháp vô thiên. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thiên nằm trên đất, hai mắt nhìn chừng chừng lấy kia trường tiễn, thẳng đến lúc này, hắn đan hải thiên lôi cùng tiên hỏa mới không phân trước sau vù vù một tiếng. Hai người khó được như thế nhất trí. Diệp Thiên thần sắc kinh ngạc, lườm đan hải thiên lôi cùng tiên hỏa. Lần nữa đem mục quang đặt ở cái mũi tên này trên thân, có thể gây nên thiên lôi cùng tiên hỏa chú ý, ngươi nếu không phải bảo bối, vậy liền kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trực tiếp nằm lên, tiên luân nhãn mở ra, cẩn thận nhìn chăm chú. Hắn lúc này mới phát hiện, mũi tên này phía trên, vậy mà khắc họa lấy rất nhiều phù văn cổ xưa, lít nha lít nhít. Vu văn. Diệp Thiên khẽ giật mình, tựa như nhận ra kia phù văn. Khắc họa có vu văn, hẳn là vu tộc đồ vật. Diệp Thiên sờ lên cái cằm. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn lần nữa đưa tay chạm đến cái mũi tên này. Mũi tên này tài chất rất là cổ lão, dù hắn cũng không từng gặp, cũng khó trách sẽ như thế nặng nề. Vu tộc đồ vật mọi thứ đều là bảo bối. Lần nữa sờ lên cái cằm, Diệp Thiên vạch phá ngón tay, đem một giọt tiên huyết nhỏ ở cái mũi tên này phía trên. Giọt máu kia lúc này tự bị hấp thu, nhưng một giây sau ở giữa tự bị phun ra. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mũi tên này. Rất nhanh, hắn đem tiên hỏa kêu gọi ra. Toàn bộ liền đem cái mũi tên này bao vây lại, hết sức nung khô. Chỉ là, nửa canh giờ trôi qua về sau, cái mũi tên này nhưng như cũ sừng sững không động,
cùng không có chuyện người tựa như. Diệp Thiên không làm, đem thiên lôi cũng làm ra, để nó cùng chân hỏa dung hợp, hy vọng có thể đem mũi tên này luyện hóa. Rất nhanh, thiên lôi cùng tiên hỏa dung hợp ở cùng nhau, sau đó đem cái mũi tên này bao khỏa ở cùng nhau, mà hắn tự trừng mắt hai tròn căng mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm. Thời gian chậm chạp đi qua. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ thẳng đến sau ba canh giờ, cái mũi tên này mới vù vù rung động một tiếng. Oa! Mặc dù là rất nhỏ rung động, nhưng nằm ở chỗ này Diệp Thiên, tại chỗ tự bị đánh bay ra ngoài, bay ngược thân thể, đem sau lưng cứng rắn vách đá đều đâm đến xuất hiện từng đạo khe hở. Phốc! Vừa mới ra đời, Diệp Thiên một ngụm máu tươi liền phun tới, não hải cũng bị chấn động đến tiếng ầm ầm không ngừng. Mạnh như vậy! Diệp Thiên cắn răng, lung la lung lay bò lên, hoảng sợ nhìn xem cái mũi tên này. Cái mũi tên này còn tại rung động, chấn động đến cả tòa núi đều lắc lư, có lẽ là bởi vì thiên lôi cùng tiên hỏa nung khô, chạm đến tiễn bên trong cấm chế, một bộ tàn phá lại thật lớn chẳng diện hiển hiện ra. Trong tấm hình, một vòng cực nóng thái dương treo ở cao thiên, ức vạn thần mang nổ bắn ra, quang mang chiếu xạ ra, hoa cỏ khô héo, đại xuyên khô cạn, nhân loại đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho tàn. Cái này Diệp Thiên sắc mặt xoát thoáng cái trắng bệch, kia luân thái dương, là muốn diệt thế sao oanh. Kinh hãi thời khắc, hình ảnh kia run rẩy một chút, một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, đứng lặng tại mặt đất bao la phía trên, gánh vác lấy thần cung, tay nắm lấy thần tiễn, căm tức nhìn thương thiên, vĩ ngạn thân thể, một nửa thiêu đốt lên hỏa diễm, một nửa quanh quẩn lấy lôi đình, như là chiến thần. Viễn cổ vu tộc đại vu Diệp Thiên gắt cao nhìn chằm chằm người kia, bởi vì người kia cái trán khắc họa lấy vu văn. Vạn vật tịch diệt thời khắc, kia vu tộc đại vu đã dương cung như trăng tròn, bắn ra kinh thế một tiễn, mũi tên kia như diệt thế thần mang, ngăn cách vạn cổ thương khung, một tiễn bắn thủng kia chói mắt thái dương. Oanh! Trong lúc mơ hồ, Diệp Thiên còn có thể nghe được chấn thiên tiếng oanh minh, kia treo cao hư thiên thái dương, ẩm vang nổ tung. Đến tận đây, kia thật lớn hình tượng sụp đổ, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Diệp Thiên xem thần sắc kinh hãi, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Hình tượng thật sự là quá mức rung động. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn cái mũi tên này, tiễn bên trong còn sót lại lấy chủ nhân khi còn sống lạc ấn, bị chân hỏa cùng thiên lôi bị rèn đốt đi ra, không phải vậy hắn như thế nào nhìn thấy kia cổ lão hình tượng. Viễn cổ thời đại, vu tộc cái kia đại vu vậy mà như thế nghịch thiên, liền thái dương đều cho bắn xuống tới. Diệp Thiên tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi là đang chờ mình chủ nhân sao? Nhìn xem cái mũi tên này, trong lòng cũng tràn đầy kính sợ. Thời đại viễn, cổ cự ly hiện tại thật sự là quá xa xưa, cái kia bắn xuống thái dương đại vu, chỉ sợ đã sớm hóa thành tuế nguyệt bụi bặm, mà hắn năm đó bắn ra thần binh, nhưng như cũ tại cái này u ám trong sơn động chờ hắn trở về. Ai? Trong lòng một tiếng thầm than, Diệp Thiên không tiếp tục đi lấy cái mũi tên này, không chỉ có là bởi vì nó quá nặng, càng quan trọng hơn là đối hắn kính sợ. Người trước tiên ở nơi này đi. Diệp Thiên tiến lên, nhẹ nhàng đi trong hố chôn thổ, đợi ta cường đại, sẽ đến mang ngươi đi. Nếu là có thể, năm nào, ta nhất định giúp ngươi tìm được chủ nhân của mình. Ông, kia tiễn hình như có linh tính, rất nhỏ chấn động một cái, lần thứ nhất tỏa ra sáng ngời, sau đó liền yên diệt xuống dưới, mặc cho Diệp Thiên đem nó vùi lấp. Hằng Nhạc Tông, sáng sớm, ngày mới bày ra, Hãng Vũ Tông nội môn đệ tử đã tụ tập đến một tòa khổng lồ dưới đài cao. Trên đài cao, Hằng Nhạc trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên nghiễm nhiên mà đứng, bên cạnh thân chính là Ngự Kiếm Phong chủ Phong Vô Ngân cùng nội môn chấp pháp Điện Đạo Huyền Chân Nhân, cùng Vạn Bảo Các Bàng Đại Xuyên, Liền Ngọc Nữ Phong Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi cũng thân ở trong đó. Phía sau bọn họ, đứng đấy 9 cái trẻ tuổi đệ tử, chính là Nhiếp Phong cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn mấy cái này Hằng Nhạc chân truyền đệ tử. Hôm nay, chính là Tam Tông thi đấu một ngày trước, Hằng Nhạc 9 đại chân truyền muốn, tại trưởng giáo cùng liệt vị trưởng lão dẫn đầu xuống sớm đi Chính Dương Tông, để chuẩn bị trời sáng Chính Dương Tông, Hằng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông Tam Tông ở giữa tỉ thí. Những người khác vẫn còn tốt. Chỉ là Sở Huyên Nhi thần sắc có chút thất hồn lạc phách, khi thì cũng sẽ đảo mắt thoáng cái phương xa, hy vọng có thể nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Thẳng đến lúc này, nàng cũng đều còn không nguyện ý tin tưởng Diệp Thiên đã chết, vẫn như cũ hy vọng nàng cái kia không chỉ sáng tạo qua một lần kỳ tích đồ nhi, có thể tại cái này thời khắc quan trọng nhất hiện thân ra. Chỉ là, trong trí nhớ đạo thân ảnh quen thuộc kia, từ đầu đến cuối cũng không từng lại xuất hiện. Tỷ, trong cõi U Minh chú định hắn có cái này nhất kiếp. Biết Sở Huyên Nhi đang suy nghĩ gì, Sở Linh Nhi không khỏi cầm Sở Huyên Nhi tay. Đều là lỗi của ta. Xuất phát. Dương Đỉnh Thiên Đại Bào đã huy động, tế ra một cái linh kiếm, trở nên chừng 20 mấy trượng khổng lồ. Mọi người nhao nhao đi đến linh kiếm, tại vạn chúng chú mục phía dưới,
chậm rãi bay lên không, sau đó như một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, biến mất tại rất nhiều nội môn đệ tử trong mắt. Vùi lấp cái mũi tên này, Diệp Thiên quay người đi ra sơn động. Rất gần nhìn ra xa một chút, hắn mới triệu hoán ra chân hỏa, chân đạp chân hỏa đám mây hướng về phương bắc mà đi. Hẳn là không dự được đi. Tiên hỏa đám mây bên trên, Diệp Thiên không khỏi gãi đầu một cái. Ngẫm lại cũng thế, tính toán một ít thời gian, hôm nay chính là Tam Tông thi đấu trước cuối cùng một ngày, Hằng Nhạc chín đại chân truyền đệ tử muốn tại trưởng giáo cùng liệt vị trưởng lão dẫn đầu xuống dưới đi Chính Dương Tông. Mà hắn, đánh bại Tề Dương, lẽ ra đi tham gia Tam Tông thi đấu, nhưng thay vào đó trước đó biến cố quá nhiều, đến mức vô pháp tại trong thời gian quy định chạy về Hằng Nhạc Tông. Sư phó bọn hắn cũng đã đi Chính Dương Tông. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, còn theo bản năng nhìn thoáng qua Chính Dương Tông phương hướng. Tiên hỏa đang suy nghĩ, vạn trượng bên ngoài hư không bên trên, truyền đến một tiếng kinh dị, đánh thức Diệp Thiên trầm ngâm. Diệp Thiên nhíu mày, liếc qua cái hướng kia, mới phát hiện kia là một cái ngự không phi hành xám y lão giả, hiển nhiên là một cái không minh cảnh, mà lại, kia xám y lão giả tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn bên này gần lại gần. Không ổn. Diệp Thiên âm thầm một tiếng, không nói hai lời, xoay người chạy, như một đạo kim sắc thần hồng xẹt qua chân trời. Đi đâu? Ông lão tóc xám kia cười lạnh, tốc độ càng nhanh, thân hình như thần mang, tại sau lưng đuổi theo Diệp Thiên, không cần phải nói chính là ngấp nghé Diệp Thiên chân hỏa, muốn làm giết người cướp của hoạt động. Tiền phương, cảm giác được ông lão tóc xám tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo, Diệp Thiên không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được ông lão tóc xám tràn ra sát cơ, để hắn toàn bộ lưng đều là lạnh sưu sưu. Cái này chim không thèm ý địa phương vậy mà cũng có không minh cảnh. Diệp Thiên bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, cái này nếu như bị bắt được, chắc chắn sẽ bị diệt. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Gặp Diệp Thiên tăng nhanh tốc độ, ông lão tóc xám kia lộ ra âm trầm nụ cười, cũng bỗng nhiên tốc độ tăng lên. Như thế, hai người một đuổi một chạy, một cái như kim sắc thần hồng, một cái như màu xám thần mang, liên tiếp xẹt qua hư không. Lão tử thật sự là không may hài tử chuyển thế sao? Diệp Thiên hận đến nghiến răng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trước có kia tà ác luyện đan sư, để hắn cửu tử nhất sinh, lúc này mới một ngày mà thôi, vậy, mà lại bị không minh cảnh để mắt tới, hắn đã nghiêm trọng hoài nghi mình nhân phẩm. Tiểu tử, ngoan ngoãn dừng lại, có thể để ngươi chết dễ chịu chút ít, không phải vậy, hừ hừ hừ. Hậu phương, truyền đến ông lão tóc xám kia tiếng cười âm trầm. Có loại đuổi kịp ta. Diệp Thiên quay đầu gào một cuống họng, hắn đã gần đến làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Mà lại, hắn cũng đã chuẩn bị tiêu hao thọ nguyên lần nữa thi triển kia tiên luân, cấm thuật thiên chiếu. Muốn chết. Ông lão tóc xám đã mất đi tính nhẫn nại, chỉ một cái chỉ phía xa Diệp Thiên, lúc này liền có một đạo thần mang bắn ra mà ra. Diệp Thiên nghiêm nghị, lật tay lấy ra thiên khuyết, nằm ngang ở trước người. Bàng. Cái kia đạo thần mang công bằng đánh vào thiên khuyết phía trên, còn cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa. Nhưng, Diệp Thiên mặc dù chặn cái kia đạo thần mang, bất quá kia kinh khủng chấn động vẫn là để hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều như một cái như diều đứt dây theo trong hư không rơi xuống. Đợi cho hắn ra đời, đã là vũng máu một mảnh. Không hề nghĩ ngợi, hắn cuống quýt bỏ lên, xoay người chạy, tại rậm rạp núi rừng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Chạy, tiếp lấy chạy, ta xem ngươi có thể chạy được bao xa. Sau lưng, ông lão tóc xám kia không nhanh không chậm đuổi theo, khi thì cũng sẽ xuất thủ. Nhưng mỗi lần xuất thủ đều có thể áp sập một tòa nguy nga sơn phong. Oanh, ầm ầm, thiên địa ở giữa tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Thiên ở phía trước chật vật đảo mệnh, sau lưng từng tòa núi cao sụp đổ. Ông lão tóc xám thực lực mặc dù cùng đan quỷ kém rất xa, nhưng cũng là hàng thật giá thật không minh cảnh, thực lực cũng không là bình thường cường hoành. Hai người một đuổi một chạy, đảo mắt hơn 10 dặm. Diệp Thiên đã vết thương trùng chất, bộ pháp đều lảo đảo không chịu nổi. Lưu lại đi. Sau lưng, xám y lão giả vừa sải bước ra trăm trượng, nhô ra bàn tay, theo hướng phía dưới, một ngọn núi tại chỗ sụp đổ, Diệp Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Bức ta động đại chiêu, chật vật bò dậy, Diệp Thiên một mặt điên cuồng, mắt trái tiên luân nhãn đồng đã trải qua rồi chuyển động, chỉ đợi ông lão tóc xám kia tiến vào công kích, của hắn phạm vi liền cho hắn lôi đình một kích. Tiên luân cấm thuật thiên chiếu, mặc dù bá đạo, nhưng làm sao bị hắn tu vi áp chế, còn lâu mới có thể phát huy nhất cường đại. Liền lấy cự ly tới nói, bên ngoài trăm trượng, là rất khó mệnh chung. Hắn, mẹ nó, chỉ là, không động Diệp Thiên chân chính phát động tiên luân cấm thuật, kia bắn bay đá vụn phía dưới, liền vang lên một đạo mắng to âm thanh. Diệp Thiên sững sờ, nhìn chăm chú mà đi, mới phát hiện cục đá vụn kia phía dưới, vậy mà leo ra ngoài một người, chuẩn xác hơn nói là một cái tử y lão đầu nhi, quần áo không chỉnh tề, tóc rối bời, toàn thân càng là chật vật không chịu nổi. Nhìn kỹ lại, Diệp Thiên lại là sững sờ,
bởi vì kia Tử Y lão đầu nhi hắn vẫn là nhận biết, hắn nhưng chính là tại U Minh Hắc Thị, bán hắn huyền thiết cùng huyền cương cái kia Gia Cát lão, đầu nhi sao không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được. Diệp Thiên biểu lộ kỳ quái, nếu là ngẫm lại, hắn mua Gia Cát lão đầu nhi huyền cương cùng huyền thiết, cũng còn không đưa tiền đâu so sánh Diệp Thiên, ông lão tóc xám kia sắc mặt tựu đặc sắc nhiều hơn, hắn ngược lại là ngư bức hống hống một trường áp sập một tòa đại sơn, lại nơi nào sẽ nghĩ đến tòa kia trong núi lớn còn có một người. Ngươi một trưởng này bổ xuống ghê gớm, trực tiếp cho người ta chôn sống. Ngươi, cho ta xuống tới. Cách đó không xa Gia Cát lão đầu nhi đã bão nổi, đầy bụi đất chỉ vào hư không ông lão tóc xám, lão tử vừa chợp mắt, tự bị ngươi nha cho chôn sống, ngươi chán sống rồi đúng không? Không nghĩ, ông lão tóc xám kia nhìn thấy Gia Cát lão đầu nhi về sau, không nói hai lời, xoay người chạy. Còn muốn chạy Gia Cát lão đầu nhi sói chu một tiếng, đại thủ lập tức nhô ra, quét ngang hư không, ông lão tóc xám kia vừa chạy ra vài chục trượng. Tự bị Gia Cát lão đầu nhi một tay cho bắt trở lại. Ưng ực. Bên này Diệp Thiên, nhìn xem kia xám y lão giả giống như tiểu kê, bị Gia Cát lão đầu nhi xách trở về, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cả kinh hai mắt đăm đăm, kia Gia Cát lão đầu nhi cái này như thế sâu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối chính là vô tâm chi thất. Diệp Thiên hãi nhiên thời điểm, ông lão tóc xám kia đã cả người đều phủ phục trên mặt đất cầu xin tha thứ, hắn tựa như nhận ra Gia Cát lão đầu nhi, càng thêm biết Gia Cát lão đầu nhi kinh khủng. Dễ nói, dễ nói. Gia Cát lão đầu nhi cười có chút hèn hạ có chút gian, xoa xoa tay trực tiếp tự nhào tới. Sau đó chẳng cảnh, tự không đành lòng nhìn thẳng, không minh cảnh ông lão tóc xám, tại chỗ tự bị Gia Cát lão đầu nhi cho đánh phủ đi qua. Sau đó tên kia giở trò, đem ông lão tóc xám toàn thân bảo bối đều đoạt sạch sành xanh. Thấy thế, Diệp Thiên không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Đoạt đều đoạt, cũng không kém ngươi một cái. Sau lưng, truyền đến Gia Cát lão đầu nhi hèn hạ tiếng cười, vừa mới bước ra bước chân Diệp Thiên, tại chỗ tựa như tiểu kê giống như bị ôm trở về. Khi thấy Diệp Thiên khuôn mặt, kia Gia Cát lão đầu nhi không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Tiểu tử, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Gia Cát lão đầu nhi dứt khoát đưa tay ra, nhanh, trơn tru, lão tử thế nhưng là tìm ngươi rất lâu. Minh bạch, Diệp Thiên gọn gàng mà linh hoạt lấy ra mấy vạn linh thạch đưa đi qua. Cười ha hả nói, mua tiền bối huyền cương cùng huyền thiết, tự nhiên là phải trả tiền, ta cứ như vậy nhiều, đều cho tiền bối ngài. Cái này còn tạm được. Gia Cát lão đầu nhi phất tay thu kia linh thạch. Tiền bối nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Diệp Thiên nói, quay người liền muốn chuồn đi, nhưng sau một khắc tự lại bị Gia Cát lão đầu nhi ôm trở về. Tiền bối, ta đừng nói chuyện. Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp cắt ngang Diệp Thiên lời nói, sau đó toàn bộ xông tới. Cái mũi nhún nhún, tại Diệp Thiên trên thân ngửi tới ngửi lui, giống như một đầu chó xù tựa như. Ngửi một vòng về sau, Gia Cát lão đầu nhi mới trừng mắt Diệp Thiên, tiểu tử, ngươi có chân hỏa không có. Diệp Thiên đầu dao động cùng trống lúc lắc tựa như. Nói mò, ta đều ngửi thấy. Tiền bối nếu là nói như vậy, vậy ta thật là có. Diệp Thiên mặt biến không là bình thường nhanh. Ta đã nói rồi. Không phải vậy cái kia tóc xám tiểu oa, làm sao nhàn rỗi không chuyện gì truy ngươi một cái nhân nguyên cảnh. Gia Cát lão đầu nhi sờ lên cái cằm, sau đó hèn hạ lão nhãn đối Diệp Thiên chớp chớp, đến, dạng gì chân hỏa, cho ra ra ta xem một chút. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên biết không tránh khỏi, rơi vào đường cùng liền triệu hoán ra chính mình tiên hỏa, lơ lửng tại bàn tay trong lòng. Kim kim sắc, chân hỏa vừa hiện, Gia Cát lão đầu nhi một đôi mắt, trong nháy mắt trở nên sáng loáng ánh sáng ngói bày ra, trong giọng nói rõ ràng còn mang theo kinh ngạc, lão tử ta tung hoành đại sở mấy trăm năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc chân hỏa. Nói, kẻ này dứt khoát đem Diệp Thiên chân hỏa nắm ở trong tay, hai mắt sáng lên chăm chú nhìn. Oa, rất nhanh, hắn tự nhe răng trợn mắt một tiếng bị đau, bàn tay bị chân hỏa đốt không rõ. Ngươi cái này chân hỏa lại còn có linh trí, tính khí cũng còn không nhỏ mà. Lần này, Gia Cát lão đầu nhi hai mắt chừng đến căng tròn, nhìn xem Diệp Thiên dưới bụng, bởi vì Diệp Thiên tiên hỏa đã một hàng vọt về tới hắn đan hải. Tiền bối, ngài không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, không có chuyện. Gia Cát lão đầu nhi khoát tay áo, nhưng vẫn là chờ lấy gian rảo hai mắt, nhìn chừng lấy Diệp Thiên dưới bụng. Bên này, Diệp Thiên bị Gia Cát lão đầu nhi chằm chằm đến toàn thân không tự tại, cảm giác tại Gia Cát lão đầu nhi trước mặt, tự cùng không mặc quần áo, bí mật gì đều giấu không được, mà lại tùy thời cũng đều có bị cướp có thể. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này chân hỏa ở đâu ra? Cuối cùng, Gia Cát lão đầu nhi mục quang vẫn là theo Diệp Thiên, dưới bụng rời đến Diệp Thiên trên mặt. Trời sinh tự có. Trời sinh tự có. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo chính mình ria mép, ở một bên nói nhỏ, tiểu tử này chân hỏa vậy mà so đan thần tam muội chân hỏa phẩm giai tốt cao hơn,
Bất quá ta thế nào chưa từng nghe qua thế gian này còn có kim sắc chân hỏa, là ta cô lậu quả văn cái này kim sắc chân hỏa, nói không chừng thật có thể luyện hóa vu chú cũng khó nói. Gặp Gia Cát lão đầu nhi một người nói nhỏ, một bên Diệp Thiên thăm dò tính kêu một tiếng, tiền bối chỉ là, Gia Cát lão đầu nhi chưa có tiếng đáp lại, vẫn như cũ nói nhỏ. Thấy thế, Diệp Thiên con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, sau đó lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng quay người, liền muốn chuồn đi. Đi đâu? Kịp phản ứng Gia Cát lão đầu nhi, lần thứ ba đem Diệp Thiên ôm trở về. Tiền bối còn có chuyện đại sự không có, chuyện nhỏ ngược lại là có một kiện. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo cằm ria mép, theo lý thuyết đâu ta hẳn là đem ngươi đánh được, sau đó đem ngươi bảo bối toàn bộ cướp đi, bất quá lão gia gia tâm ta thiện, tha cho ngươi một cái mạng, nha. Để báo đáp lại, ngươi phải giúp ta một chuyện. Nghe nói như thế, Diệp Thiên giật giật khóe miệng, cái này hắn, mẹ cái gì logic. Bất quá, Diệp Thiên cũng là trong lòng oán thầm, tự nhiên không dám nói ra, người đều nói không đoạt, còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu cái kia, tiền bối. Hỗ trợ có thể hay không qua mấy ngày, cái này mấy ngày ta có việc bận. Diệp Thiên cười ha hả nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, ta muốn đi tham kiến Tam Tông thi đấu, đi trễ coi như không dự được. Tam Tông thi đấu Gia Cát lão đầu nhi lông mày nhướng lên, trên dưới đánh giá Diệp Thiên một chút, người một cái nhân nguyên cảnh, Tam Tông thi đấu cùng ngươi lông quan hệ. Vậy ta đi Chính Dương Tông tìm ta sư phó. Không có chuyện, tới cùng, nếu là thuận lợi, nửa ngày thời gian là đủ, xong việc chúng ta cùng đi Chính Dương Tông, ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong huyền. Linh chi thể. Nói như vậy, tiền bối ngươi cũng nhận Chính Dương Tông mời Diệp Thiên, thăm dò tính nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi. Thế thì không có. Gia Cát lão đầu nhi vén lỗ tai một cái, không đi qua nhìn một chút náo nhiệt, bọn hắn cũng không thể ngăn đón ta đi. Dù sao ta cũng là đại sở nhân vật có mặt mũi, không nể mặt ta, có bọn hắn đẹp mắt. Nghe nói như thế, Diệp Thiên khóe miệng co giật thoáng cái, cảm giác chính mình giống như rớt xuống hố. Trải qua nói chuyện xuống tới, hắn xem như xem minh bạch, trước mặt cái này hèn hạ lão đầu nhi, nào chỉ là không đứng đắn, vậy đơn giản liền là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Cái này nếu là đi Chính Dương Tông, chỉ sợ Chính Dương Tông lại phái 180 cái trưởng lão đi theo hắn, không phải vậy mất đi bảo bối, vậy coi như được không bù mất. Đi đi. Gia Cát lão đầu nhi đã một tay bắt lấy Diệp Thiên, một bước bước vào hư không, như một đạo thần hồng biến mất tại chân trời. Đứng ở Gia Cát lão đầu nhi bên người, Diệp Thiên chỉ cảm thấy quanh thân gió hô hô, Gia Cát lão đầu nhi tốc độ quá nhanh, thật như thần hồng, đến mức góc nhìn xuống phía dưới Đại Xuyên Sơn Hà, đều là một đạo hắc ảnh xẹt qua. Cái này lão đầu nhi tu vi so trước đó cái kia tà ác luyện đan, sư còn cao hơn. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát lão đầu nhi. Kẻ này nhìn không đứng đắn, nhưng lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiểu tử, quên hỏi ngươi, ngươi là Thanh Vân Tông đệ tử, vẫn là Hằng Nhạc Tông đệ tử. Diệp Thiên xem Gia Cát lão đầu nhi thời điểm, Gia Cát lão đầu nhi cũng trùng hợp nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên một chút. Hằng Nhạc Tông, Diệp Thiên không có giấu giếm, thành thật trả lời. Ừm, Hằng Nhạc Tông tốt. Gia Cát lão đầu nhi nhéo nhéo ria mép, so Chính Dương Tông Thành Côn cùng Thanh Vân Tông Công Tôn Trí, ta càng ưa thích các ngươi Hằng Nhạc trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên. Kia tiểu oa người đúng vậy, thật sự là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Thiên lần nữa theo bản năng nhìn thoáng qua Gia Cát lão đầu nhi, Hằng Nhạc Tông trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên trong mắt hắn đều chỉ là tiểu oa, cái này lão đầu nhi bối phận là nên cao bao nhiêu. Để cho người ta hoảng hốt coi là cái này lão đầu nhi là, theo trong quan tài bò ra tới. Cái này lão đầu nhi sẽ không phải đã tiến giai đến thiên cảnh đi. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nói, không phải thiên cảnh, còn kém như vậy một chút, à không đúng. Nói đúng ra hẳn là ném một cái ném. Để Diệp Thiên kinh ngạc chính là, Gia Cát lão đầu nhi dường như có thể nghe được Diệp Thiên trong lòng nói cái gì. Chuẩn chuẩn thiên cảnh. Diệp Thiên hoàn toàn chính xác bị kinh đến. Bát ngát đại sở, không minh cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết, không minh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng không minh cảnh đỉnh phong liền thiếu đi nhiều hơn. Chớ nói chi là chuẩn thiên cảnh, đây chính là phượng ngò lân giác, để hắn không nghĩ tới chính là, bên cạnh hắn tự có một vị. Khó trách một trưởng cựu trấn áp cái kia không minh cảnh ông lão tóc xám. Diệp Thiên trong lòng âm thầm thổn thức. Chuẩn thiên cảnh, mặc dù là một chân đã bước vào thiên cảnh, nhưng nhất định trên ý nghĩa vẫn là thuộc về không minh cảnh phạm trù. So với bình thường không minh cảnh, kia mạnh cũng không liền là một chút điểm. Ngươi cũng là luyện đan sư đi. Gia Cát lão đầu nhi một bên ngự không phi hành, một bên xem xét Diệp Thiên một chút. Ách ách, Diệp Thiên cuống quýt nhẹ gật đầu. Kia cùng Gia Gia nói một chút, ngươi bây giờ có thể luyện ra mấy văn linh đan. Gia Cát lão đầu nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. Một văn. Diệp Thiên suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định ẩn giấu thực lực. Huyền cảnh cấp bậc linh hồn, vậy mà mới có thể luyện ra một văn linh đan,
ngươi cái này luyện đan thiên phú cũng quá kém một chút đi. Uổng công ngươi cái này chân hỏa. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên lần nữa kinh hãi. Hắn khiếp sợ là, tự liền Từ Phúc cùng Sở Linh Nhi bọn hắn muốn xem linh hồn của hắn cấp bậc, đều muốn mượn nhờ linh hồn bia những này đến trắc nghiệm, mà ra Cát lão đầu như vậy mà một chút xem thấu. Cái này chuẩn thiên cảnh tu vi cũng không phải bày biện xem. Bất quá nói đến linh hồn, ngươi Hằng Nhạc thật là có một cái để cho ta lo mắt mà nhìn người. Gia Cát lão đầu nhi rất có thâm ý nói một câu. Diệp Thiên biết, Gia Cát lão đầu nhi nói là Sở Linh Nhi, linh hồn cấp bậc đã tiến cấp tới thiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ ra nguyên thần, mà liền là một bước kia, tự phảng phất giống như thiên tiệm khó có thể vượt qua. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi cũng không có lời nói, hai người tạm thời rơi vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới mở miệng phá vỡ yên lặng, nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, vấn đạo, lão đầu nhi, hỏi ngươi hỏi thăm người. Nói một chút, hắn là một cái luyện đan sư. Diệp Thiên nói, trong đầu nổi lên dùng anh hài tinh hồn luyện đan cái kia tà ác luyện đan sư. Nghĩ đến cái kia tà ác luyện đan sư, Diệp Thiên, trong lòng tự rụt rè, nếu không phải bước ngoặt nguy hiểm tiên luân nhãn cấm thuật thức tỉnh, hắn hiện tại có lẽ đã bị đoạt xá nhục thân, như thế một cái địch nhân cường đại. Hắn rất muốn biết lai lịch của hắn, để ngày sau cường đại, tìm hắn tính tổng nợ. Luyện đan sư có nhiều lắm, ngươi hỏi là cái nào? Gặp Diệp Thiên nhíu mày, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi lườm Diệp Thiên một chút. Hắn đối luyện đan tạo nghệ rất cao, hoàn toàn chính xác rất cao. Theo ta nhìn, so ta Hằng Nhạc Từ Phúc trưởng lão còn cao hơn, nhưng hắn là tà ác, muốn dùng anh hài tinh hồn luyện chế thị huyết nguyên đan. Thị huyết nguyên đan nghe được cái này đan dược danh tự, Gia Cát lão đầu nhi con mắt nhắm lại thoáng cái. Tiền bối biết Diệp Thiên cuống quýt hỏi. Ngươi nói hẳn là đan quỷ. Gia Cát lão đầu nhi một mặt trầm ngâm, đại sở luyện đan sư vốn là thưa thớt, luyện đan tạo nghệ cao hơn Từ Phúc càng là lác đác không có mấy, mà dám tự mình luyện chế thị huyết nguyên đan luyện đan sư, hẳn là đan thần duy nhất sư đệ, đan quỷ. Đan thần sư đệ. Diệp Thiên ánh mắt lóe lên, thì thào một tiếng, khó trách, luyện đan tạo nghệ cao như vậy, thực lực cũng kinh khủng dọa người. Ngươi gặp qua đan quỷ. Gia Cát lão đầu nhi rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thiên. Ta cũng chỉ là nghe nói. Còn tốt chỉ là nghe nói. Gia Cát lão đầu nhi nói, ngày sau nhìn thấy người này, tốt nhất đi vòng, năm đó hắn tự mình luyện chế thị huyết nguyên đan, bị đan thần trục xuất đan thành, chưa từng nghĩ nhiều năm như vậy đi qua, lại còn dám luyện chế tà ác như vậy linh đan, tiểu tử này đảm lượng tăng trưởng. Hai người ngươi một lời ta một câu, không biết bay vùn vụt bao lâu, mới tại một mảnh cánh hoa bay tán loạn thế ngoại đảo nguyên rơi xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là cái gì địa phương? Diệp Thiên một mặt mới lạ nhìn xem mảnh này rừng hoa. Vạn hoa cốc. Gia Cát lão đầu nhi tùy ý trở về một tiếng, liền dẫn đầu một bước đi vào rừng hoa. Không nghĩ tới đại sở còn có dạng này một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, một bên đuổi theo Gia Cát lão đầu nhi bước chân, một bên lại vẫn nhìn bốn phía. Vạn hoa cốc bốn bề toàn núi, mười phần che giấu, mà lại cùng nhau đi tới. Hắn dùng tiên luân nhãn thấy được không chỉ một tòa che giấu trận pháp. Hai người một trước một sau, chẳng biết lúc nào mới dừng lại thân thể. Diệp Thiên lúc này mới phát hiện, tại rừng hoa thấp thoáng chỗ sâu, là một chỗ tiểu các lâu. Tiểu các lâu toàn bộ đều tại cánh hoa tản mạn phía dưới. Để Diệp Thiên kinh ngạc là, tiểu các lâu lại là lơ lửng ở giữa không trung, mà lại lần đầu tiên nhìn lại, trả lại người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lão bà tử, ta ngàn dặm xa xôi mà đến, ngươi tự không định ra nghênh tiếp một chút không Gia Cát lão. Đầu nhi ngửa mặt nhìn lấy tầng 2 tiểu các lâu. Kẹt kẹt. Rất nhanh, tầng 2 tiểu các lâu cửa phòng mở ra, một người mặc tố y người chậm rãi đi tới trước lan can. A ngửa mặt nhìn một chút kia người mặc tố y người, Diệp Thiên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Hắn coi là Gia Cát lão đầu nhi trong miệng lão bà tử, hẳn là một cái chống quải trượng lão ẩu. Nhưng trên thực tế, Gia Cát lão đầu nhi trong miệng lão bà tử, là một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử. Nhìn cũng chỉ có chừng 20 tuổi, dung mạo không tính là tuyệt thế, có chút điềm tĩnh, để cho người ta mới lạ là, mái tóc dài của nàng là màu tuyết trắng. Phục Linh, ngươi là đẹp như vậy. Một bên Gia Cát lão đầu nhi đã xoa xoa tay cười hắc hắc, mặc dù không đứng đắn, nhưng Diệp Thiên có thể nhìn ra, cái này hèn hạ lão đầu nhi trong mắt kia trần trụi trắng trợn ái mộ chi ý, gọi là Phục Linh tóc trắng nữ tử, đứng lặng tại hai tầng lầu các trước lan can, thần sắc lại là không vui vô ưu. Tựa như thế gian hết thảy đều để hắn nổi lên nửa điểm liên y, tựa như nàng giống như một cái trích tiên, không nhiễm phàm thế trần thế. Phục Linh lặng im, không để cho Gia Cát lão đầu nhi cảm giác được xấu hổ, tựa như đối nàng phản ứng như vậy đã thành thói quen. Ta mang cho ngươi tới một người. Gia Cát lão đầu nhi đem bên cạnh thân Diệp Thiên kéo lên trước. Như thế, gọi là Phục Linh tóc trắng nữ tử mới có chút trong mắt,
không vui vô ưu hai con ngươi, đặt ở Diệp Thiên trên thân. Vãn bối Diệp Thiên, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cuống quýt tiến lên chắp tay thi lễ một cái, có thể làm cho Gia Cát lão đầu nhi như thế hâm mộ nữ tử, nghĩ đến cùng Gia Cát lão đầu nhi cũng là một cái cấp bậc lão tiền bối. Chỉ là, đối với Diệp Thiên hành lễ, gọi là phục linh tóc trắng nữ tử, vẫn như cũ không vui vô ưu. Thấy thế, Gia Cát lão đầu nhi cuống quýt nói, tiểu tử này có chân hỏa, kim sắc. Đến tận đây, gọi là phục linh tóc trắng nữ tử đôi mắt đẹp, mới lần thứ nhất nổi lên liên y, sư. Chỉ nghe gió mát một trận, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, một khắc trước còn tại tầng 2 các lâu phục linh, giờ khắc này đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Diệp Thiên, trong lòng kinh hãi, dù là có được tiên luân nhãn hắn, đều không thể nhìn ra cái này gọi phục linh bạch y, nữ tử là thế nào xuất hiện tại trước người hắn, quỷ dị như vậy thân pháp, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gọi là phục linh tóc trắng nữ tử, lặng lặng đứng lặng tại trước người hắn, tự như thế lặng lặng nhìn hắn. Diệp Thiên bị xem toàn thân mất tự nhiên, cuống quýt triệu hoán ra chính mình tiên hỏa, lơ lửng tại lòng bàn tay của mình. Tiền bối, cái này đây cũng là vãn bối chân hỏa, nếu dùng đến lấy vãn bối chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Phục linh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn kia chập chờn kim sắc ngọn lửa chân hỏa, xinh đẹp lông mày cũng lần thứ nhất khẽ nhăn mày lên, không biết qua bao lâu, nàng mới nhẹ môi hé mở. Đây không phải chân hỏa. Không phải chân hỏa nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi sững sờ, không có khả năng, tiểu tử này chân hỏa, phẩm giai so đan thần tam muội chân hỏa còn cao hơn, làm sao có thể không phải chân hỏa. Rất hiển nhiên, Gia Cát lão đầu nhi là hiểu lầm Phục Linh lời nói, hắn coi là Phục Linh là đem Diệp Thiên chân hỏa xem thành địa hỏa. Nhưng một bên Diệp Thiên lại là trong lòng minh bạch, hắn chân hỏa hoàn toàn chính xác không phải chân hỏa, mà là chưa từng thức tỉnh tiên hỏa, lời này, đã chết Khương Thái Hư đã từng nói. Người ở bên ngoài xem ra, đều tưởng rằng chân hỏa. Bây giờ, bị Phục Linh một chút nhìn ra, vẫn là để Diệp Thiên chấn kinh không nhỏ. Cái này tóc trắng nữ tiền bối, là lai lịch gì? Khiếp sợ trong lòng, để Diệp Thiên không khỏi nhìn một chút trước mặt Phục Linh. Cái này xem xét, để hắn không khỏi con mắt nhắm lại thoáng cái, bởi vì hắn tại Phục Linh mi tâm, thấy được một đạo tựa như ẩn tựa như hiện phù văn, a à, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói, hẳn là một loại cổ lão vu chú chú văn. Vu chú. Có lẽ là hơi kinh ngạc, Diệp Thiên theo bản năng thốt ra. A lời này vừa nói ra, một bên Gia Cát lão đầu nhi lần nữa khẽ di một tiếng, kinh dị nhìn xem Diệp Thiên, tiểu tử, ngươi vậy mà có thể nhìn ra trên người nàng có vu chú tiểu hữu, ngươi có phải hay không gặp qua vu chú? Gọi là phục linh tóc trắng nữ tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại như tiếng trời mỹ diệu. Gặp qua, Diệp Thiên nhẹ gật đầu, ngược lại là không có giấu giếm, vài ngày trước, đi U Minh Hắc Thị tham kiến đấu giá lúc. Tại một cái thiên huyền môn tiền bối trên thân gặp qua, vẫn là ta giúp hắn luyện hóa kia vu chú. Thật để Diệp Thiên không nghĩ tới, Gia Cát lão đầu nhi so thân chúng vu chú Phục Linh càng kích động, một đôi lão thủ nắm lấy Diệp Thiên tiểu bả vai, kia hèn hạ lão nhãn, chán phóng lửa nóng tinh quang. Ừ, Diệp Thiên nhe răng trợn mắt nhẹ gật đầu, Gia Cát lão đầu nhi ra tay không nhẹ không nặng, chính mình tiểu bả vai kém chút bị hắn bị bóp nát. Đạt được Diệp Thiên chính miệng thừa nhận. Gia Cát lão đầu nhi lúc này mới kích động nhìn về phía một bên Phục Linh. Phục Linh, ta cứ nói đi. Thượng thương sẽ không như thế vô tình, tiểu gia hỏa này trong số mệnh liền nên là ngươi cứu tinh. Gọi là Phục Linh tóc trắng nữ tử, khó được lộ ra một tia cười yếu ớt. Lão đầu nhi, ngươi đem ta làm ra, là muốn giúp cái này nữ tiền bối luyện hóa vu chú đúng không hả? Diệp Thiên nhìn về phía Gia Cát lão đầu nhi. Nói nhảm. Vậy thì nhanh lên. Xong việc ta còn muốn đi Chính Dương Tông đâu. Diệp Thiên đã vén lên ống tay áo. Không phải vậy không dự được. Hảo hảo, ta chuẩn bị một chút. Gia Cát lão đầu nhì cũng không bút tích, lật tay lấy ra một tòa tế đàn, sau đó lại lấy ra 6 cái nho nhỏ trận kỳ, cắm vào tế đàn 6 cái phương hướng. Sau đó một khắc đồng hồ, Gia Cát lão đầu nhì vẫn tại 6 cái trận kỳ ở giữa bận rộn, từng nét bùa chú bị khắc họa ra, sau đó phù văn được thắp sáng, liên thành từng đạo trận văn. Làm xong những này, Gia Cát lão đầu nhì mới nhìn hướng về phía cái kia gọi phục linh tóc trắng nữ tử. Phục Linh nhẹ nhàng gật đầu, một bước đi lên tế đàn, khoanh chân ngồi ở phía trên, chỉ gặp kia rườm rà phù văn, vận chuyển, vây quanh thân thể của hắn chuyển động. Luyện hóa vu chú, còn cần cái này tế đàn. Diệp Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi, ta giúp thiên huyền môn cái kia tiền bối luyện hóa vu chú lúc, nhưng không có như thế rườm rà trình tự. Ngươi biết cái gì? Gia Cát lão đầu nhi vừa nói, một bên đem Diệp Thiên đẩy lên tế đàn, thiên huyền môn người tùy ý xách ra một cái, tu vi đều cao hơn ta. Bọn hắn loại kia cấp bậc người, tự nhiên không sợ vu chú phản phệ, mà bọn ta gia phục linh tự không giống với lúc trước, một khi vu chú phản phệ, rất có thể sẽ bỏ mình, ta sớm bố trí phong ấn đại trận, cũng là vì vạn vô nhất thất,
nếu ngươi chân hỏa vô pháp luyện hóa trong cơ thể nàng vu chú, ta hội trước tiên khởi động phong ấn trận, đưa nàng phong ấn. A nha! Diệp Thiên lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi ở Phục Linh đối diện. Tiền bối, có lẽ có ít đau nhức, ngươi chống đỡ điểm. Nói, Diệp Thiên đã giơ tay lên, một chỉ điểm tại Phục Linh mi tâm, sau đó dẫn ra chân hỏa. Để chân hỏa theo ngón tay rót vào Phục Linh mi tâm, bao khỏa cái kia đạo vu chú. Chân hỏa vừa mới tràn vào, cái kia đạo vu chú liền lên chấn động kịch liệt, đang liều chết phản kháng. Điều này cũng làm cho Phục Linh trên gương mặt nổi lên một chút vẻ thống khổ. Tiểu tử, ngươi được hay không? Nhìn thấy Phục Linh lộ ra vẻ thống khổ, tế đàn Hạ Gia Cát lão đầu nhi giống như một cái trên lò lửa kiến tộc, đang đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Ngươi đừng ở nơi đó lung lay được hay không? Tới hỗ trợ. Diệp Thiên không có tự như nhìn thoáng qua Gia Cát lão đầu nhi. Tốt tốt tốt. Gia Cát lão đầu nhi cuống quýt nhảy lên tế đàn, một tay khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai, tiếp theo bàng bạc linh lực rót vào Diệp Thiên thể nội. Còn tốt, Phục Linh tiền bối thể nội vu chú, không có Thiên Huyền môn vị tiền bối kia thể nội vu chú cường. Diệp Thiên âm thầm nới lỏng một cái. Sau ba canh giờ, Diệp Thiên cùng Gia Cát lão đầu nhi không phân trước sau buông xuống bàn tay. Mà đối diện Phục Linh lại là thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Mi tâm cái kia đạo tựa như ẩn tựa như hiện vu chú cũng đã triệt để biến mất. Ông! Lặng lẽ một tiếng chiến minh, theo trên người nàng truyền ra, kia màu tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, màu tuyết trắng vầng sáng hiển hiện, quanh quẩn lấy thân thể của nàng. Nàng giống như kia các lâu, trở nên tựa như ảo mộng. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, phía sau của nàng, lại có một đôi hư ảo màu tuyết trắng cánh chậm rãi triển khai. Diệp Thiên sững sờ, rụi rụi con mắt, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, lại đi nhìn lên. Cặp kia hư ảo màu tuyết trắng cánh đã biến mất, mà lúc này, chỉ gặp gọi là Phục Linh tóc trắng nữ tử đã hít một hơi thật sâu, trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt động lòng người nụ cười, màu tuyết trắng vầng sáng nhao nhao liễm trong cơ thể nàng, mà khí thế của nàng lại là một đường kéo lên, tựa như toàn bộ đào hoa lâm tản mát cánh hoa, đều tùy theo biến thành cánh hoa hải dương. Cái này tóc trắng nữ tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Thiên trong lòng không khỏi hãi nhiên, thân ở Phục Linh bên người, hắn cảm giác ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vu chú rốt cục bị phá ra. Một bên Gia Cát lão đầu nhi hiển nhiên rất kích động, già nua khuôn mặt đều thoáng cái trẻ vài tuổi. Lão đầu nhi, cái này tóc trắng nữ tiền bối, đến cùng cái gì lai lịch? Diệp Thiên cực độ hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía Gia Cát lão đầu nhi. Nghe vậy, Gia Cát lão đầu nhi không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, vuốt vuốt sợi râu, vấn đạo, nghe chưa nghe nói qua Đao Hoàng? Đao Hoàng nghe được cái danh hiệu này, Diệp Thiên biến sắc, đầy mắt đều là vẻ kính sợ. Đao Hoàng, cỡ nào bá đạo truyền kỳ, đã từng là nhân viên tình báo hắn, tự nhiên là nghe qua, truyền thuyết kia bên trong nam nhân, dùng đao ngộ đạo, cuối cùng đến đại thành, chính là đại sở ít có hùng kiệt một trong, danh xưng thiên cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Đối với Đao Hoàng, Diệp Thiên nghe được nhiều nhất vẫn là năm đó Đông Lăng Cổ Uyên một trận chiến, Đao Hoàng lực lượng một người, giết thị huyết điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, chấn kinh đại sở. Nàng liền là Đao Hoàng thân muội muội. Diệp Thiên trầm tư thời điểm, Gia Cát lão đầu nhi ung dung nói một câu. Nàng là Đao Hoàng muội muội. Diệp Thiên không khỏi kinh hô một tiếng. Người thấy ta giống nói đồ công che thiên hạ Đao Hoàng, lại còn có một người muội muội. Biết Gia Cát lão đầu nhi không phải nói đùa, Diệp Thiên kinh ngạc thời điểm, không khỏi lại đem mục quang lần nữa đặt ở Phục Linh trên thân. Như thế nào nghĩ đến chính mình cứu người, lại còn có như thế lớn lai lịch. Kia Đao Hoàng tiền bối đâu? Nhìn thoáng qua Phục Linh, Diệp Thiên lại đem mục quang đặt ở Gia Cát lão đầu nhi trên thân. Gia Cát lão đầu nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ai biết đâu biến mất gần trăm năm, đều không biết còn ở đó hay không nhân thế. Kia Phục Linh tiền bối thể nội tại sao có thể có vu chú? Ngươi a nhiều như vậy vấn đề. Ách, Diệp Thiên khóe miệng giật giật, dứt khoát không nói. Sau đó nửa canh giờ, tế đàn bên trên Phục Linh, khí thế không ngừng kéo lên, nhìn như nhu nhược nữ tử, nhưng thực lực tuyệt đối là đỉnh phong liệt kê, so với kia Gia Cát lão đầu nhi bất phân cao thấp. Lại là nửa canh giờ. Gọi là Phục Linh tóc trắng nữ tử mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khôi phục Gia Cát lão đầu nhí cuống quýt đi lên trước. Phục Linh khẽ gật đầu, muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, còn cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Cát lão đầu nhí đến tận đây mới hung hăng thở dài một hơi. Một bên khác, Diệp Thiên xông tới, nhìn xem Gia Cát lão đầu nhí, xoa xoa tay cười hắc hắc. Cái kia, Phục Linh tiền bối vu chú đã bị luyện hóa, chúng ta có phải hay không nên lên đường đi Chính Dương Tông? Gấp cái gì? Gia Cát lão đầu nhi một bên thu thập tế đàn phong ấn trận, một bên lại rất tùy ý nói một câu. Ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta, không muốn đi? Nói mò, ta là hạng người như vậy sao? Ta xem ngươi tựa như... Diệp Thiên hận hận nói một câu, chính ta đi. Nói,
Diệp Thiên quay người hướng về cốc bên ngoài đi đến, hắn xem như đã nhìn ra, Gia Cát cái này lão đầu nhí quá không lấy điều, nếu như chờ lấy hắn, trời mới biết sẽ chờ tới khi nào mới có thể đi Chính Dương Tông. Hắn cũng coi là minh bạch, hết thảy, còn được dựa vào chính mình. Uy, ngươi gấp cái gì? Sau lưng chuyển đến Gia Cát lão đầu nhí kêu gọi, nhưng lại bị Diệp Thiên không nhìn thẳng. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, Diệp Thiên rời đi phương hướng, liền chuyển đến tiếng oanh minh. Oa! Tiếp theo, cái hướng kia liền chuyển đến oa oa tiếng kêu to. Sau một khắc, toàn thân chật vật không chịu nổi Diệp Thiên, lộn nhào chạy trở về. Phía sau hắn còn có một mảnh cánh hoa hải dương đuổi theo hắn. Ngươi thế nào lại trở về? Gia Cát lão đầu nhí kinh ngạc nhìn xem Diệp Thiên. Diệp Thiên cười khan một tiếng, sau đó trơn tru chạy tới Gia Cát lão đầu nhí sau lưng, nhìn về phía một cái phương hướng. Ta vừa đi ra đi không bao lâu, tự gặp được một cái nữ nhân điên, không nói hai lời liền muốn đánh ta. Rất nhanh, Diệp Thiên chỗ xem phương hướng, cánh hoa tản mạn, sau đó một người mặc thanh y nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan tuyệt thế, dáng người nhẹ nhàng, nhưng một tấm tuyệt mỹ gương mặt lại là lạnh lùng như băng xương. Gia Cát Gia Gia. Kia thanh y nữ tử đi ra về sau, một chút liền thấy được Gia Cát lão đầu nhi, lúc này liền thi lễ một cái. Sau đó, nàng kiếm chỉ chư trốn ở Cát lão đầu nhi sau lưng Diệp Thiên, lạnh lùng một tiếng, ngươi, đi ra cho ta. Kia ta trước tiên nói rõ, không cho phép lại đánh ta. Gia Cát lão đầu nhi sau lưng, lộ ra Diệp Thiên nửa cái đầu. Có thể. Kia thanh y nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Thanh y nữ tử nói như vậy, Diệp Thiên mới ho khan một tiếng theo Gia Cát lão đầu nhi sau lưng đi ra. Chỉ gặp thanh y nữ tử đã vươn ngọc thủ, ngữ khí mang theo lãnh ý, đem của ta vạn hoa linh phù, giao ra. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Gia Cát lão đầu nhi, tự liền gọi là phục linh, tóc trắng nữ tử cũng không khỏi phải xem hướng về phía Diệp Thiên, tình cảm ngươi bị đuổi giết cũng không phải không có nguyên do, trộm cầm đồ của người ta, không bị truy sát mới là lạ. Bị Gia Cát lão đầu nhí cùng phục linh nhìn chằm chằm, Diệp Thiên không khỏi cười khan một tiếng, lúc này mới từ trong ngực móc ra một tấm ngũ thải tân phân linh phù. Ta là nhìn xem đẹp mắt, sở dĩ lấy tới nghiên cứu một chút. Diệp Thiên cười không cần mặt mũi, nhưng vẫn là đem linh phù đưa đi qua. Thanh y nữ tử hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ phất qua, đem kia vạn hoa linh phù thu vào túi chữ vật, trong lúc đó vẫn không quên dùng băng lãnh mục quang trừng Diệp Thiên một chút. Bích Du, ngươi làm sao xuất quan? Một cái tiểu sáp khúc trôi qua về sau, Phục Linh nhìn về phía thanh y nữ tử. Bà, ta muốn đi Chính Dương Tông. Gọi là Bích Du thanh y nữ tử mím môi. À, ngươi cũng muốn đi Chính Dương Tông? Diệp Thiên xông tới, xoa xoa tay cười ha ha, kia đúng lúc, ta cũng đi Chính Dương Tông. Chỉ là, đối với Diệp Thiên lời nói, gọi là Bích Du thanh y nữ tử trí nhược không nghe thấy, giống như một cái băng điêu, toàn thân đều bốc lên để cho người ta đánh dùng mình hơi lạnh. Ngươi còn muốn đi tìm kia huyền linh chi thể Phục Linh? Nhìn thoáng qua gọi là Bích Du thanh y nữ tử. Ta thua không phục. Bích Du hít sâu một hơi. Hai người đối thoại, để Diệp Thiên con mắt lăn lông lốc chuyển động thoáng cái. Không khỏi đem mục quang đặt ở gọi là Bích Du thanh y trên người nữ tử. Nàng hẳn là cùng Cơ Ngưng Xương đánh qua một trận, nhưng lại thua. Lần này bế quan ra, đây là muốn lại đi tìm Cơ Ngưng Xương đánh nhau. Ai? Phục Linh thở dài một tiếng, ta biết ngăn không được ngươi, tùy ngươi vậy. Đa tạ bà. Thua thì thua, không cần thiết cưỡng cầu. Hai người nói chuyện thời khắc, Gia Cát lão đầu nhi chậm rãi đi ra, đã dạng này, ta đưa Bích Du đi qua đi. Còn có ta. Diệp Thiên cuống quýt xông tới, sợ Gia Cát lão đầu nhi cho hắn ném ở nơi này. Không thể thiếu ngươi. Hư không mờ mịt, thương khung hạo hãn. Một cái khổng lồ phi kiếm vút qua không trung, mà Gia Cát lão đầu nhi, Diệp Thiên cùng Bích Du tự xếp bằng ở phía trên. Trên đường đi, Gia Cát lão đầu nhi ngồi, ở phía trước ôm một cái hồ lô rượu uống hữu tư hữu vị. Ngược lại là bên cạnh Bích Du, một đường không nói gì, tuyệt mỹ trên gương mặt, nhìn không ra mảy may tình cảm ba động, luôn là một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Diệp Thiên từ cảm giác chán, liền lấy ra Thiên Khuyết kiếm, không ngừng lau, dùng đuổi nhàm chán thời gian. Bích Du, ngươi cùng huyền linh chi thể quyết đấu qua, ngươi thấy thế nào kia nghịch thiên huyết mạch? Cuối cùng, vẫn là ngồi tại phía trước Gia Cát lão đầu nhi một câu phá vỡ yên lặng. Nghe vậy, ngay tại lau Thiên Khuyết kiếm Diệp Thiên, cũng dựng lên lỗ tai. Rất mạnh. Bích Du hít sâu một cái, lại chỉ nói hai chữ. Nàng gần như không có sơ hở, có thể trưởng khống gió, nước, mộc ba loại thiên địa chi, lực, huyền linh thiên phú thần thông, mỗi một cái đều huyền ảo tuyệt luân. Bích Du nói lần nữa, ngọc thủ còn không khỏi nắm lên, lần trước cùng với nàng đại chiến, ta đều không thể chống nổi 20 chiêu. Không có chống nổi 20 chiêu không đợi Gia Cát lão đầu nhi nói chuyện, Diệp Thiên tự hô to gọi nhỏ một tiếng. Không thể đi.
Diệp Thiên trên dưới quan sát một chút Bích Du, ngươi đường đường chân dương cảnh để ngũ trọng, liền 20 chiêu đều không có chống nổi, ngươi biết cái gì? Bị Diệp Thiên kiểu nói này, Bích Du bỗng nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng khẽ quát một tiếng, ngươi căn bản cũng không minh bạch kia huyền linh chi thể đến cùng khủng bố đến mức nào, ngươi lại chỗ nào hiểu được kia nghịch thiên huyết mạch là đáng sợ cỡ nào? Bị chửi cầu huyết lâm đầu, Diệp Thiên nhếch miệng, đã biết nàng đáng sợ như vậy, vậy ngươi lần này đi tìm nàng đánh nhau, không phải không sự tình tìm vui vẻ sao, ai cần ngươi lo? Ta chỉ nói là nói, người khác kích động như vậy. Ai? Phía trước Gia Cát lão đầu nhi không khỏi thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, buồn bã nói, chỉ trách các ngươi sinh không gặp thời, hết lần này tới lần khác cùng huyền linh chi thể sinh ở một thời đại, cùng nàng tại một thời đại, chú định các ngươi chỉ là vật làm nền. Bích dù lặng lẽ, chỉ là chăm chú nắm chặt ngọc thủ. Ngược lại là Diệp Thiên, đuôi to khó vẫy vén lỗ tai một cái, ta không thích làm vật làm nền, nói không chừng ta có thể đánh bại nàng đâu, không biết lượng sức. Bích Du lườm Diệp Thiên một chút, lạnh lùng ngôn từ, không chút nào thêm tị húy. Ta nói chính là thật, vạn nhất ngày nào huyền linh chi thể ngã bệnh, thật đưa tại trong tay của ta cũng khó nói, lại nói. Tiểu gia hỏa, đến, trông thấy ngọn núi kia sao, Gia Cát lão đầu nhi trực tiếp cắt ngang Diệp Thiên lời nói, sau đó một tay khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai, một tay chỉ phía xa lấy phương xa một tòa 8.000 trượng cao đại sơn. Diệp Thiên sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi nếu có thể đánh bại huyền linh chi thể, Gia Gia ta liền đem tòa kia đại sơn từng ngụm nuốt vào trong bụng. Gia Cát lão đầu nhi vuốt râu, một mặt ngữ trọng tâm trường nói một câu. Làm ta không nói. Diệp Thiên giật thoáng cái khóe miệng, dứt khoát tiếp tục vùi đầu lau sạch lấy thiên khuyết kiếm. Ba người lần nữa rơi vào trầm mặc, Bích Du vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, mà Gia Cát lão đầu nhi vẫn như cũ khẽ hát nhi uống rượu. Ông, chẳng biết lúc nào, bên cạnh thân truyền đến chiến minh âm thanh, để cúi đầu xoa kiếm Diệp Thiên không khỏi ngẩng đầu. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Bích Du, nàng huyết mạch cũng không là bình thường đặc thù. Tiên luân nhãn phía dưới, Diệp Thiên thì thào một tiếng, dường như có thể nhìn ra Bích Du huyết mạch kỳ dị, hắn thậm chí có thể theo Bích Du, trong đan điền nhìn thấy một đóa tràn ra phù dung tốn. Khó trách hội không phục huyền linh chi thể. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, đồng dạng là đặc thù huyết mạch, cái này Bích Du cũng có nàng cao ngạo. Bất quá nói đến huyền linh chi thể, Diệp Thiên ánh mắt lại trở nên sáng tối chập chờn. Đồng dạng là đặc thù huyết mạch Bích Du, tu vi tại chân dương cảnh đệ ngũ trọng, vậy mà không thể tại huyền linh chi thể cơ ngưng xương trong tay chống nổi 20 chiêu. Hắn có lý do tin tưởng cơ ngưng xương, thực lực đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Không cho phép nhìn ta. Nhắm mắt Bích Du, lạnh lùng một tiếng, dường như biết Diệp Thiên tại nhìn lén nàng. Ách! Diệp Thiên rời mục quang, còn không khỏi giật mình một cái. Bích Du lạnh băng băng để hắn cảm giác toàn thân đều lạnh sưu sưu. Ta nghe nói chính Dương Tông lần này, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Tiền phương, Gia Cát lão đầu nhi duỗi cái lưng mệt mỏi. Ý gì? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đầu nhi. Không có nghe nói sao, lần này tham kiến Tam Tông thi đấu đệ tử, ai chiếm hạng nhất, khi lấy được ban thưởng bên trong, hội khác thêm một viên ngũ văn linh đan. Gia Cát lão đầu nhi nói xong không ngừng thổn thức tắc lưỡi. Ngũ văn linh đan. Lần này, dù là Diệp Thiên định lực cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Tự liền nhắm mắt dưỡng thần Bích Du, cũng không khỏi đến mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tam Tông thi đấu, mỗi lần 3 năm một lần, là bởi Tam Tông thay nhau làm chủ đạo chủ, mà mỗi một lần tại Tam Tông thi đấu đoạt được độc đắc đệ tử, đều sẽ có tương ứng ban thưởng, mà phần thưởng này, là bởi làm chủ đạo chủ một phương tiến hành phát ra. Lần này Tam Tông thi đấu, chủ nhà là chính Dương Tông, bởi vậy lần này tại Tam Tông thi đấu thủ thắng đệ tử, ban thưởng tự nhiên là bởi chính Dương Tông cấp cho. Để Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, chính Dương Tông vậy mà như thế lớn quyết đoán, lại đem ngũ văn linh đan làm ban thưởng. Làm luyện đan sư hắn, như thế nào không biết cái này ngũ văn linh đan ý vị như thế nào. Hằng Nhạc Tông Từ Phúc từng nói, hắn một mình có khả năng luyện chế tối cao cấp bậc linh đan là 4 văn linh đan, mà duy nhất một viên ngũ văn linh đan, hay là hắn cùng đan thần cùng một chỗ hợp tác mới luyện chế ra tới. Bây giờ, chính Dương Tông kia ngũ văn linh đan làm ban thưởng, làm sao không để cho người ta chấn kinh. Chính Dương Tông thật là lớn quyết đoán. Diệp Thiên cũng như Gia Cát lão đầu nhi đồng dạng, thổn thức tắc lưỡi cái không để yên. Là thật lớn quyết đoán. Gia Cát lão đầu nhi ực một hớp rượu, bất quá tên thứ nhất này giống như cùng các ngươi Hằng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông, không có gì quan hệ, bọn hắn dám bắn tiếng ban thưởng ngũ văn linh đan, đương nhiên sẽ không để Hằng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông chiếm hạng nhất, có huyền linh chi thể tại, Hằng Nhạc cùng Thanh Vân đệ tử, không đùa. Sở dĩ lạc. Gia Cát lão đầu nhi ung dung nói, cái này ngũ văn linh đan, từ vừa mới bắt đầu tự cùng Hằng Nhạc cùng Thanh Vân không có nửa xu quan hệ, chính Dương Tông cử động lần này đơn giản là đang khoe khoang hắn chính Dương, Tông ra một cái huyền linh chi thể.
bất quá không có cách nào. Gia Cát lão đầu nhi thổn thức một tiếng, nhân gia có khoe khoang vốn liếng, cuồng vọng. So sánh Gia Cát lão đầu nhi, Diệp Thiên nghĩ đến lại là hai chữ này. Dùng hắn xem ra, kia ngũ văn linh đan liền là một tảng mỡ dày, bị chính Dương Tông treo lên thật cao, mà Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông đệ tử chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà hắn sở dĩ nói chính Dương Tông cuồng vọng, là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình đặt tới so Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông cao hơn địa vị, có huyền linh chi thể, để bọn hắn trở nên không ai bì nổi, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người. Ta hiện tại ngược lại là ủng hộ cảm tạ Lữ Chí, ngày đó đem hắn đan điền đánh nát, cũng hẳn là cảm tạ ngày đó bị Ngô Trường Thanh đuổi xuống chính Dương Tông. Diệp Thiên trong lòng tự mình lẩm bẩm, không phải vậy tại dạng này một cái cuồng vọng trong tông môn, ta sớm muộn đều là bị vứt bỏ người. Đến chính Dương Tông, trầm tư chi gian, Gia Cát lão đầu nhi đã lười biếng đứng lên. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi dương mắt. Xa xa, hắn liền thấy được một mảnh dị sắc dâng lên linh sơn, bọn chúng toàn bộ đều bao phủ đang lượn lờ mây mù phía dưới, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Thời gian qua đi 3 tháng, ta lại trở về. Lặng lặng nhìn mảnh này dãy núi, Diệp Thiên còn có một loại cảm giác không chân thật. 3 tháng thời gian mặc dù ngắn, nhưng với hắn mà nói, lại là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ngày đó hắn giống như rác rưởi bị đuổi xuống sơn, sư môn ghét bỏ, sư huynh đệ xem thường, người yêu lạnh lùng, tựa như cương châm đem hắn đâm thủng 100.000 lỗ. Trước kia một vài bức hình tượng, bây giờ rõ mồn một trước mắt, lần nữa trở về. Tâm cảnh là phức tạp, không thể nói hận, nhưng này phân oán hận, lại là vĩnh viễn không cách nào ma diệt tổn thương. Ngươi cái này biểu tình gì? Diệp Thiên trầm mặc, để một bên Gia Cát lão đầu nhi hơi kinh ngạc. Không có việc gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang khi nói chuyện, khổng lồ phi kiếm đã xẹt qua vài tòa linh sơn. Quan sát phía dưới, Diệp Thiên bỗng cảm thấy trong lòng một trận làm đau, chính Dương Tông một bông hoa một cọng cỏ đều như trước kia, để hắn có chút hoảng hốt, nhưng thân thể lại là càng phát lạnh như băng. Rất nhanh, khổng lồ phi kiếm rơi vào chính Dương Tông trước đại điện. Mà giờ khắc này, chính Dương Tông trưởng giáo Thanh Côn, chấp pháp điện trưởng lão Ngô Trường Thanh các loại một đám trưởng lão đã ra đón. Chỉ là, khi thấy người đến là Gia Cát lão đầu nhi thời điểm, mọi người lông mày nhao nhao nhíu một cái. Lần này Tam Tông thi đấu, chúng ta mời Gia Cát Vũ sao? Thanh Côn nhìn thoáng qua bên cạnh thân Ngô Trường Thanh. Không có. Ngô Trường Thanh trả lời rất khẳng định. Không mời tự đến. Thanh Côn hai mắt nhắm lại thoáng cái. Nhíu lại lông mày nói, các ngươi cho ta nhìn kỹ Gia Cát Vũ, miễn cho sinh ra sự cố. Nói, Thành Côn trầm mặt, trong nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười, có chút tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, Gia Cát tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ta là tới xem náo nhiệt, không biết thuận tiện hay không. Gia Cát Vũ phật tay đem phi kiếm thu vào bào bên trong, không biết vì cái gì, tại trong mắt người khác, hắn một đôi hèn hạ lão nhãn, thấy thế nào đều là gian dảo. Gia Cát tiền bối chuyện này. Thành Côn hàn huyên cười một tiếng, tiền bối giá lâm, ta chính Dương Tông bồng tất sinh huy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia Cát lão đầu nhi một bên sờ lên cằm, một bên vẫn nhìn bốn phía, tựa như đang tìm vật gì tựa như. Diệp Thiên Thành Côn sau lưng Ngô Trường Thanh, thoáng nhìn Gia Cát lão đầu nhi sau lưng Diệp Thiên, thần sắc không khỏi trở nên kinh ngạc, không hề nghĩ tới ngày đó bị hắn đuổi xuống sơn đệ tử, vậy mà lại cùng Gia Cát lão đầu nhi một khối tới đây. Chỉ là, không biết được khi hắn biết Diệp Thiên liền là U Minh Hắc Thị. Đấu giá chỉnh hắn người kia, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Vãn bối Diệp Thiên, gặp qua Ngô trưởng lão. Bên này, Diệp Thiên tự biết tránh không khỏi, liền có chút tiến lên, đi một cái vãn bối đối tiền bối nên làm được cấp bậc lễ nghĩa. Ta nhớ được ngày đó ta nói rất rõ ràng, ngươi cả đời không phải lại đặt chân chính Dương Tông Linh Sơn. Ngô trưởng thanh con mắt nhắm lại thoáng cái, ánh mắt càng là sắc bén, ngữ khí cũng là nói không ra âm trầm, bây giờ lần nữa đến đây. Là coi thường chính Dương Tông sao? Trường Thanh, ngươi biết hắn. Thành Côn liếc qua Diệp Thiên, vừa nhìn về phía bên cạnh thân Ngô Trường Thanh. Bẩm trưởng giáo, hắn đã từng chính là ta chính Dương Tông đệ tử ngoại môn, bởi vì đan điền vỡ tan, bị ta trục xuất tông môn. Thì ra là thế. Thành Côn không khỏi vuốt vuốt sợi râu. Nhưng Ngô Trường Thanh dứt lời tại Gia Cát lão đầu nhi cùng Bích Du, trong tay cũng không phải là kia chuyện nhi. Ngươi đã từng là chính Dương Tông đệ tử. Gia Cát lão đầu nhi sắc mặt có chút đặc sắc. Đến lúc này hắn mới biết, cùng hắn một đường mà đến nhân nguyên cảnh tiểu bối, vậy mà đã từng là chính Dương Tông đệ tử. Diệp Thiên khẽ gật đầu một cái. Vậy sao ngươi không nói với ta? Ngươi cũng không có hỏi ta. Tốt. Thành Côn tiếng cười đã tham dự, hắn cũng không muốn nghe Diệp Thiên cùng Gia Cát lão đầu nhi nói bậy nhạt. Gia Cát tiền bối, xem nhẹ tông đã vì tiền bối chuẩn bị xong chỗ ở, còn xin tiền bối di giá tạm thời nghỉ ngơi một đêm, trời sáng Tam Tông thi đấu mới chính thức bắt đầu.
Thành Côn nhìn xem ra Cát lão đầu nhi, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Như thế, ta liền không làm phiền. Gia Cát lão đầu nhi nói, liền dẫn Bích Du rời đi. À đúng rồi. Gia Cát lão đầu nhi đi ra hai bước, lại quay đầu chỉ Diệp Thiên. Tiểu tử này là tìm đến sư phó, ân, cũng chính là Hằng Nhạc Tông Sở Huyên, làm phiền các ngươi phái một người tiễn hắn đi qua đi. Nói, Gia Cát lão đầu nhi liền một bước vào hư không. Hắn sau khi đi, Thành Côn đối bên cạnh thân mấy cái trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người hiểu ý, liền lặng lẽ đi theo Gia Cát lão đầu nhi mà đi, thật đúng là như Diệp Thiên sở liệu, Gia Cát lão đầu nhi cái này không an phận chủ đi vào Chính Dương Tông, tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm giám thị đối tượng. Mấy người sau khi đi, Thành Côn lúc này mới liếc qua còn đứng tại chỗ Diệp Thiên, tư thái trong nháy mắt biến thành cao cao tại thượng, khí thế cường đại uy áp để Diệp Thiên thở không nổi tức, ngươi gia nhập Hằng Nhạc Tông, Diệp Thiên thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Chính Dương Tông trưởng giáo. Trước kia hắn cũng chỉ là tại Chính Dương Tông ngoại môn, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy Thành Côn, nhưng bây giờ nhìn thấy, Thành Côn cùng Ngô Trường Thanh đều là kẻ giống nhau, đều là tự xưng là cao cao tại thượng cái loại người này. Bên này, Thành Côn con mắt nhắm lại thoáng cái, rất là tùy ý phân phó một tiếng, người tới, tiễn hắn đi Hằng Nhạc Tông chỗ nghỉ ngơi, Vọng Nguyệt Các, để ta đi. Rất nhanh liền có âm thanh vang lên, kia là Ngô Trường Thanh sau lưng một người đệ tử. Hắn diện mục trắng nõn, hai mảnh khinh bạc bờ môi hiển lộ rõ ràng cay nghiệt, sinh coi như tuấn lãng, lại vẫn cứ mọc một đôi mắt phượng. Người này, nhìn kỹ cũng không chính là Triệu Khang mà. Ngày đó Diệp Thiên bị đuổi xuống Chính Dương Tông lúc, hắn nhưng là không ít làm khó dễ Diệp Thiên. Diệp Thiên bị đuổi xuống Chính Dương Tông một tháng sau, hắn thông qua khảo hạch tiến vào Chính Dương Tông nội môn. Sớm tại trước đó, khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên đến lúc tự không khỏi kinh ngạc một tiếng, trở ngại trưởng giáo cùng Gia Cát lão đầu nhi nói chuyện. Hắn không có xen vào, bây giờ muốn phái người đưa Diệp Thiên đi Vọng Nguyệt Các, hắn lúc này mới xung phong nhận việc đi ra. Diệp sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Khang cười nhìn Diệp Thiên, trong tươi cười vẫn, như cũ mang theo trước kia loại kia để cho người ta chán ghét hí ngược chi sắc. Đa tạ Triệu sư đệ nhớ mong. Diệp Thiên hai con ngươi không hề bận tâm, nói đúng ra là không vui vô ưu. Triệu Khang nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức đưa bàn tay ra, Diệp sư huynh, xin mời. Diệp Thiên không nói. Chỉ là theo Triệu Khang hướng về Thành Côn trong miệng Vọng Nguyệt Các mà đi, nghĩ đến Sở Huyên Nhi bọn hắn liền là được an bài ở nơi đó. Diệp Thiên cùng Triệu Khang sau khi đi, Thành Côn nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Trường Thanh, vấn đạo, người mới vừa nói, hắn là bởi vì đan điền vỡ tan bị trục xuất tông môn đúng là như thế. Ngô Trường Thanh nhẹ gật đầu, đó mới là lạ. Thành Côn vuốt vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đan điền vỡ tan, lại còn có thể phục hồi như cũ, thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ lại là Gia Cát Vũ giúp hắn chữa trị đan điền trưởng giáo, có muốn hay không ta đi thăm dò một chút? Ngô Trường Thanh thăm dò tính nhìn xem Thành Côn. Không cần. Thành Côn khoát tay áo, nói, chậm chút thời điểm, ngươi phái một người đi Vọng Nguyệt Các, tìm tới Diệp Thiên, tự nói với hắn, hắn có thể lần nữa hồi trở. Lại Chính Dương Tông. Trưởng giáo, hắn một cái nhân nguyên cảnh, chúng ta cần gì phải lại để cho hắn trở về? Ngô Trường Thanh có chút không hiểu nhìn xem Thành Côn. Ngươi làm thật sự cho rằng ta là coi trọng hắn sao? Thành Côn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lời nói lại là rất có thâm ý, ta coi trọng chính là hắn cùng Gia Cát Vũ quan hệ, có thể cùng Gia Cát Vũ một khối đến đây, quan hệ của hai người nhất định không tầm thường, thông qua hắn, chúng ta có lẽ có thể đem Gia Cát Vũ dẹp đi ta Chính Dương Tông trận doanh. Vẫn là trưởng giáo sư huynh mưu tính sâu xa. Một tòa linh sơn chân núi, Triệu Khang đong đưa chiếc phiến, đi ở phía trước, Diệp Thiên lẳng lặng theo sau lưng. Trong lúc đó, Triệu Khang không chỉ một lần nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng Diệp Thiên, khóe miệng tổng hội phát ra loại kia, để cho người ta cực độ chán ghét nghiền ngẫm cùng hí ngược. Diệp sư huynh có thể lần nữa tu luyện, sư đệ ta thật vì ngươi cao hứng. Cuối cùng, vẫn là Triệu Khang một câu phá vỡ hiện trường yên lặng. Hy vọng thật như lời ngươi nói. Diệp Thiên sắc mặt không gợn sóng, lời nói cũng là bình bình đạm đạm, hắn từng không chỉ một lần muốn xuất thủ giáo huấn Triệu Khang, nhưng hắn hiện tại là Hằng Nhạc Tông đệ tử, nơi này là Chính Dương Tông. Hắn vẫn là xinh xinh đè xuống xuất thủ xúc động. Bên này, Triệu Khang lườm Diệp Thiên một chút, lại là cười khinh bỉ. Không biết qua bao lâu, Triệu Khang mới tại một tòa xinh đẹp dưới ngọn núi có chút ngừng chân. Sau đó, xem ngoạn vị nhìn về phía Diệp Thiên, chỉ vào xinh đẹp Sơn Phong cười nói, Diệp sư huynh, có biết cái này là ai tu luyện Sơn Phong sao? Nghe được Triệu Khang nói, Diệp Thiên không khỏi ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh ngọn núi này. Không thể không nói, ngọn núi này cao vút trong mây, toàn thân được hoa mỹ thần hà. Cơ bản so Chính Dương Tông bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn, đứng ở nơi đây, tựa như là một cái Chính Dương Tông một cái biểu tượng. Mà lại, đang nhìn Sơn Phong thời điểm,
Diệp Thiên còn cảm giác được Sơn Phong bên trong không chỉ một cỗ khí tức cường đại, mỗi một cỗ đều không kém gì Sở Huyên Nhi. Thấy thế, Triệu Khang nhẹ lay động chiếc phiến, hí ngược cười một tiếng, ngọn núi này tên là Huyền Linh Phong, chính là ta Chính Dương Tông Huyền Linh chi thể chuyên môn tu luyện Sơn Phong. Không cần Triệu Khang nói, Diệp Thiên cũng đã đoán được. Ngọn núi này rõ ràng liền là thân phận 10 phần tôn quý chi nhân tu luyện Sơn Phong, mà Sơn Phong bên trong lại có rất nhiều cường giả trong bóng tối thủ hộ. Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có Chính Dương Tông Huyền Linh chi thể, cũng chính là nàng ngày xưa người yêu, Cơ Ngưng Xương. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thiên cũng còn có thể xuyên thấu qua mờ mịt mây mù, nhìn thấy sừng sững đỉnh núi Cơ Ngưng Xương, thân là Huyền Linh chi thể nàng, thánh khiết vô hạ, vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng thần sắc, giống như là tại thương xót chúng sinh. Diệp sư huynh tự không có ý định nói cái gì sao? Nhìn xem Diệp Thiên, Triệu Khang khóe miệng động đến một vòng hí ngược nụ cười, như thế ngửa mặt nhìn chính mình ngày xưa người yêu, cảm giác này hẳn là trước nay chưa từng có. Diệp Thiên lặng lẽ, lại là không nói gì, chỉ là lặng lặng thu hồi mục quang. Một bên, Triệu Khang liếc qua Diệp Thiên, khóe miệng vẫn như cũ mang theo hí ngược nụ cười, nhẹ lay động lấy chiếc phiến rời đi. Đi thôi Diệp sư huynh, bây giờ thân phận của ngươi, còn muốn con cóc ăn thịt thiên nga thật sự là chê cười. Diệp Thiên không có phản bác, cũng lời cùng Triệu Khang lý luận, bởi vì hắn khinh thường, bởi vì bây giờ Triệu Khang cùng hắn đã sớm không phải một cái cấp bậc người. Nhưng, hắn nhẫn nại, lại thành Triệu Khang phách lối vốn liếng, trên đường đi mỉa mai lời nói, không chút nào thêm tị húy. Coi như ngươi bây giờ có thể tu luyện, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Hàng Nhạc Tông, thật sự là chê cười, có thể cùng ta Chính Dương Tông so sánh ngươi cuối cùng vẫn là cái phế vật. Một đường trào phúng, Triệu Khang đã đem Diệp Thiên đợi cho một tòa không cao lắm dưới ngọn núi, lúc này mới nhẹ lay động chiếc phiến nhìn xem Diệp Thiên, rất là tùy ý nói, Vọng Nguyệt Các ngay tại phía trên. Diệp Thiên nhìn không chớp mắt, muốn đi lên đỉnh núi, nhưng lại bị Triệu Khang cản lại. Diệp sư huynh chớ đi. Triệu Khang duỗi ra chiếc phiến ngăn cản Diệp Thiên, tựa như ngày đó Diệp Thiên bị đuổi ra Chính Dương Tông lúc như vậy. Ngươi còn có việc? Diệp Thiên liếc qua Triệu Khang. Ta nghe nói ngươi Hằng Nhạc Tông có Tam Đại Linh Phủ. Triệu Khang có nhiều ngoạn vị nhìn xem Diệp Thiên, không biết được Diệp sư huynh có thể hay không cho ta một đạo. 100 vạn linh thạch, Tam Đại Linh Phủ đủ số dâng lên. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng. 100 vạn, ngươi khẩu khí thật là lớn. Triệu Khang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn làm sao lại nhìn không ra Diệp Thiên đây là đang trêu cợt hắn. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua Hằng Nhạc Tam Đại Linh Phủ, ba đạo. Linh Phủ cộng lại cũng liền giá trị 10 mấy vạn. Mua không nổi sao? Mua không nổi tự không bàn nữa. Diệp Thiên nói, liền muốn cất bước. Tại ta Chính Dương Tông địa bàn bên trên còn dám đồ nghịch ta, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy tiện nghi để cho ngươi đi? Triệu Khang một bước vượt ngang lại chặn Diệp Thiên đường đi, lạnh quát một tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ thân phận của ngươi, xem ra ta hôm nay cũng có cần phải để ngươi nhận rõ ràng. Nói, Triệu Khang khí thế đột nhiên kéo lên, tu vi vậy mà đã tiến cấp tới nhân nguyên cảnh đỉnh phong, cũng khó trách sẽ như thế phách lối. Diệp Thiên không động, như một pho tượng đứng lặng. Hắn coi thường, để Triệu Khang sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Triệu Khang lúc này xuất thủ, một chưởng chém chéo xuống. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát Triệu Khang một chưởng, mà hắn cũng trong cùng một lúc vung lên bàn tay, đối Triệu Khang gương mặt trắng noãn kia bàng hung hăng hô đi qua. Ba, vang dội đem tiếng vỗ tay là phá lệ thanh thúy, một khắc trước còn phách lối không ai bì nổi Triệu Khang, giờ khắc này tự bị Diệp Thiên một chưởng xoay lật ra. Cả khuôn mặt đều bị Diệp Thiên cho không thích sai lệch. Triệu Khang bị đánh mộng, như thế nào nghĩ đến hắn nhân nguyên đỉnh phong thực lực, vậy mà lại bị Diệp Thiên nhân nguyên ngũ trọng thực lực một bàn tay xoay lật ra. Hắn sợ run thời điểm, Diệp Thiên đã một tay bắt lấy hắn cổ áo, sau đó đem nó ném ra ngoài. Ẩm, chỉ nghe vách đá một tiếng phanh oanh minh, còn tại mộng trạng thái Triệu Khang, đem cứng rắn vách đá đều đâm đến nứt ra khe hở, sau khi rơi xuống đất, còn chưa đứng dậy, một ngụm máu tươi liền phun mạnh ra. Ngươi! Triệu Khang một mặt vô pháp tin nhìn xem Diệp Thiên. Đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, ta không để tâm diệt ngươi. Diệp Thiên lời nói từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm, mà lại nói lúc, căn bản cũng không có đi xem Triệu Khang. Hắn bộ này tư thái, rơi vào Triệu Khang trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Đây là cái gì? Đây là trần trụi trắng trợn coi thường. Diệp Thiên! Triệu Khang răng cắn đến rắc văng lên, muốn đứng dậy, nhưng làm sao cả người xương cốt đều đứt gãy không chỉ một cái. Đành phải tại nguyên chỗ giữ tợn nhìn xem Diệp Thiên, giống như một cái ác quỷ. Nhưng Diệp Thiên cũng đã chậm rãi cất bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Giờ phút này, đỉnh núi có hơn 10 đạo thân ảnh, giống như Nhiếp Phong đám này chân truyền đệ tử, lúc này chính ngồi vây quanh ở một bên, đàm luận tu luyện tâm đắc. Mà giống như Dương Đỉnh Thiên,
Phong Vô Ngân cùng Sở Huyên Nhi những này lại là tập hợp một chỗ, sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Trời sáng liền là tam tông tỷ thí, không biết được ta Hằng Nhạc Tông lại có mấy người đánh vào trận chung kết. Đạo Huyền chân nhân một bên nhấp một miếng nước trà, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Có thể có mấy người đánh vào trận chung kết ta biết, nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là hạng nhất, nhất định là hắn Chính Dương Tông. Sở Linh Nhi một bên xoa mi tâm, vừa nói, cái này công việc tốt thế nào không bày tại ta Hằng Nhạc Tông trên thân. Bàng Đại Xuyên không ngừng oán thầm. Ai? Dương Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, xem ra ta Hằng Nhạc Tông, nhất định bị Chính Dương Tông ép tới vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Trong cõi U Minh tự có định số, thắng bại, không cưỡng cầu được. Luôn luôn kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân mở miệng, nói xong không quên nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt bọn hắn, đám này tiểu gia hỏa cùng huyền linh chi thể chung sống một thời đại, cũng nhất định là cả đời vật làm nền. Mấy người ngươi một lời ta một câu đàm luận, nhưng ngồi ở một bên Sở Huyên Nhi lại là từ đầu đến cuối không nói một lời. Nàng vẫn như cũ không quan tâm, có lẽ nói nàng theo Diệp Thiên chết một khắc này, vẫn là thất hồn lạc phách trạng thái, tựa như tam tông thi đấu thắng bại, tựa như Hằng Nhạc Tông thảm bại, nàng mà nói, đều là không quan trọng tựa như. Nàng bộ dáng này, xem mọi người cũng là nội tâm âm thầm thở dài, ái đồ bỏ mình, luôn luôn cho người ta thích ứng thời gian. Trong lúc nhất thời, mấy người đều bởi vì Sở Huyên Nhi mà dần dần thiếu đi lời nói, cho đến lâm vào yên tĩnh. Móa, chẳng biết lúc nào, cách đó không xa Tư Đồ Nam sói chu một tiếng. Bên này, Đạo Huyền chân nhân vừa mới uống vào trong miệng nước trà, bị cả kinh một mạch toàn bộ nôn Bàng Đại Xuyên kia trương mặt to lên. Gào cái gì gào, nhất kinh nhất dạ. Đạo Huyền chân nhân đen mặt mò đứng lên, trừng Tư Đồ Nam một chút. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Sơn Phong Khẩu vừa mới bò lên một bóng người về sau, lại không khỏi vuốt vuốt lão nhãn. Như hắn như vậy, Bàng Đại Xuyên cũng tại dụi mắt, mà Dương Đỉnh Thiên, cùng Phong Vô Ngân mà là một mặt ngơ ngác nhìn xem một cái phương hướng. Ngược lại là Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp, trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết, ánh mắt đều càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Còn như Sở Huyên Nhi, nhìn người tới về sau, bỗng nhiên liền đứng lên. Người các ngươi đây đều là biểu tình gì? Vừa mới bò lên Diệp Thiên, có chút sững sờ, nhìn thấy một đám người đều tại nhìn chừng chừng lấy hắn, mà lại thần sắc một cái so một cái kỳ quái, lập tức không hiểu ra sao. Ngươi lại còn sống. Hiện trường yên lặng, vẫn là bị Tư Đồ Nam cái này tên dở hơi cho phá vỡ. Ta đương nhiên còn sống. Diệp Thiên nghe được có chút không rõ. Ngươi không phải chết đã chết rồi sao? Dạ Vô Tuyết thần sắc cũng là vô cùng phấn khích. Ta sống hảo hảo địa, làm sao lại? Diệp Thiên bị chỉnh mơ mơ hồ hồ, mà lại một câu chưa nói xong, liền gặp trước mắt một bóng người xinh đẹp hiển hiện, không đợi kịp phản ứng, hai đầu cánh tay ngọc đã ôm lấy hắn. Ách! Đột nhiên xuất hiện một màn, xem Dương Đỉnh Thiên bọn hắn con mắt tại chỗ đăm đăm. Sư phó cho là ngươi chết đâu, ôm lấy Diệp Thiên tự nhiên là Sở Huyên Nhi. Có lẽ là quá kích động, nghiễm nhiên đã quên đi thân phận của mình. Lại nhìn Diệp Thiên, bị mỹ nữ của mình sư phó tại chỗ ôm lấy, trong nháy mắt tự có một loại mộng bức cảm giác. Tại Sở Huyên Nhi trước mặt, hắn cho tới bây giờ đều chỉ có bị đòn phần, chưa từng bị dạng này ôm qua, mà lại cái này ôm cũng đột nhiên, mà lại lực đạo cũng không là bình thường đại. Hắn cái này tiểu thân bản, kém chút bị ôm thành một đống. Ngơ ngác ở giữa, Diệp Thiên cảm thấy quần áo ướt át, lúc này mới phát hiện. Thấm ướt áo quần hắn, chính là Sở Huyên Nhi gương mặt dứt lời lệ thủy. Sư phó ngươi là đang vì ta chảy nước mắt sao? Diệp Thiên kinh ngạc một tiếng. Lời này vừa nói ra, Sở Huyên Nhi mới cuống quýt buông ra Diệp Thiên, liền nàng đều không ngờ tới khi thấy Diệp Thiên một khắc này vậy mà lại rơi lệ, cảm giác được sự thất thố của mình, trong mắt kia sẽ dứt lời lệ thủy, cũng trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, một tấm tuyệt mỹ gương mặt, còn có một tia đỏ ửng hiện lên. Ngươi còn sống, vì cái gì không trở về tông môn? Có lẽ là vì che giấu ngượng ngùng, Sở Huyên Nhi lần nữa khôi phục xưa nay thần thái, hung hăng trừng mắt Diệp Thiên. Ta là nghĩ hồi trở lại tông tới, chỉ bất quá. Diệp Thiên muốn giải thích, nhưng đối diện một cái ngọc thủ đã quạt tới, hắn một câu chưa nói xong, tự bị Sở Huyên Nhi một bàn tay hất tung ở mặt đất. A! Sau đó, quỷ khóc sói gào thanh âm liền vang vọng sơn phong, lâu chưa từng bị đánh Diệp Thiên, lại bị hung hãn Sở Huyên Nhi cho nhấn trên mặt đất, lâu chưa từng đánh Diệp Thiên Sở Huyên Nhi. Lần này ra tay cũng là không nhẹ không nặng, cũng có lẽ chỉ có chân thật như vậy đánh Diệp Thiên, mới có thể để nàng càng thêm xác định Diệp Thiên còn sống. Không được, ta cũng đến đạp hắn hai cước, hại tỷ ta lo lắng. Sở Linh Nhi cũng kéo ống tay áo đánh tới, mũi tử không là cái mũi mặt không phải mặt một trận loạn đạp, một bên đạp còn một bên mắng to, để ngươi còn sống không trở về nhà, để ngươi còn sống không trở về nhà, để ngươi hại chúng ta lo lắng, để ngươi đây là một bộ kiểu gì tràng cảnh, tràn đầy một cái tiểu viên người. Cứ như vậy khóe miệng co giật nhìn xem Sở Gia Hoa tỷ muội đại triển thần uy. Sau nửa canh giờ,
Sở Huyên Nhi cùng Sở Linh Nhi mới thở hổn hển thở phì phò dừng tay. Lại nhìn Diệp Thiên, mọi người đã không đành lòng nhìn thẳng. Hắn tựa như một đầu lợn chết đằng đằng một chữ to dán tại trên mặt đất, toàn thân trên dưới loại trừ dấu chân vẫn là dấu chân, đợi cho đứng lên về sau, gương mặt kia đã không phải là mặt, mặt mũi bầm dập mắt gấu mèo, bị đánh liền mẹ ruột đều không nhận ra. Ta có phải hay không tự không nên tới? Diệp Thiên lệ rơi đầy mặt, lại bị đánh khóc. Để ngươi hại chúng ta lo lắng. Sở Huyên Nhi tức giận nói một câu, chúng ta đều cho là ngươi chết đâu, ai nói ta chết đi. Khụ khụ. Giờ phút này, Dương Đỉnh Thiên ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, nhìn xem Diệp Thiên, nghi ngờ vấn đạo, tiểu gia hỏa, có thể nói cho ta, ngươi là thế nào chạy thoát sao? Ta đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ, bị một cái tà ác luyện đan sư bắt đi, bọn ta cửu tử nhất sinh trốn thoát, nghĩ thầm đánh không lại liền chạy thôi. Chạy trước, tự bị tên kia một trưởng không thích đến đại hà bên trong, cũng không biết được bị nước sông vọt tới chỗ nào. Diệp Thiên trách trách hô hô nói một tràng, có quan hệ Triệu Quốc sự tình, bị hắn phun chính là thiên hoa loạn trụy. Đương nhiên, có một số việc hắn là cố ý che giấu, tựa như lò luyện đan kia xinh đẹp từng màn. Bên này, mọi người nghe xong Diệp Thiên nói, mới chợt hiểu ra, khó trách bọn hắn tìm không thấy Diệp Thiên, liền Diệp Thiên thi thể đều không có gặp, tình cảm tại bọn hắn chạy đến thời điểm, Diệp Thiên liền đã bị đại hà cuốn đi. Bất quá, tuy là may mắn, nhưng mọi người vẫn là đầy mắt khiếp sợ. Đan quỷ, thế nhưng là hàng thật giá thật không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ. Dương Đỉnh Thiên từng nói, tự liền Sở Huyên chịu hắn một trưởng đều sẽ bị thương nặng, huống chi là nhân nguyên cảnh Diệp Thiên, nhưng hết lần này, tới lần khác Diệp Thiên tự sống tiếp được, cái này như thế nào để cho người ta không khiếp sợ. Tiểu tử, ngươi sâu tạc thiên. Sau khi khiếp sợ, Bàng Đại Xuyên miệng đầy tắc lưỡi một trận thổn thức. Cái này đều có thể trốn tới, ngươi so ta ngư bức. Nhìn ra, tiểu tử ngươi có tiền đồ. Tốt, nghe Bàng Đại Xuyên bọn hắn không ngừng thổn thức tắc lưỡi. Dương Đỉnh Thiên lần nữa tham gia, cười nói, đã Diệp Thiên trở về, kia trời sáng tam tông thi đấu, cũng không cần tìm người thay thế hắn ra trận. Nói, Dương Đỉnh Thiên vẫn không quên nhìn bên cạnh thân một tên đệ tử áo tím. Hắn gọi Lý Chí, cũng là Hằng Nhạc Tông một cái không kém đệ tử, thực lực hơi kém Hằng Nhạc chân truyền thứ 9 Thạch Nham, bởi vì Tề Dương bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế, mà bọn hắn lại sai coi là Diệp Thiên chết rồi, lúc này mới theo nội môn chọn lựa hắn thay thế. Bây giờ, Diệp Thiên trở về, thực lực không bằng Diệp Thiên hắn, tự nhiên là muốn bị thay đổi đi. Diệp Thiên sư huynh có thể đánh bại Tề Dương, thực lực tự nhiên trên ta xa, đem ta thay đổi đi, ta tự nhiên giơ hai tay tán thành. Lý Chí cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, cũng không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Sự tình quyết định như vậy đi. Dương Đỉnh Thiên vuốt vuốt sợi râu, nhìn xem Diệp Thiên, Nhiếp Phong, Nam Cung Nguyệt bọn hắn chín người, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù biết rõ là thua. Nhưng các ngươi cũng muốn toàn lực ứng phó, thua cũng muốn thua không thẹn với lương tâm. Kia nhất định, ta hiện tại thế nhưng là nhiệt tình nhi 10 phần. Tư Đồ Nam nói xong không quên bẻ bẻ cổ. Mấy người khác, cũng là ma quyền sát trưởng, chiến ý rất là cao. Như thế rất tốt. Dương Đỉnh Thiên ôn hòa cười một tiếng, lần nữa về tới lúc đầu chỗ ngồi. Mấy người khác cũng đều về tới vị trí cũ, ngược lại là Sở Huyên Nhi chạy. Vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên một chút, trong mắt rõ ràng viết, đợi chút nữa thu thập ngươi. Diệp Thiên khóe miệng không khỏi khẽ động thoáng cái. Đến, ta cho tiểu sư đệ giới thiệu một chút. Bên này, Tư Đồ Nam đem Diệp Thiên túm đi qua, mà lại xung phong nhận việc là Diệp Thiên giới thiệu. Đầu tiên là chỉ vào Hằng Nhạc thứ 9 Thạch Nham, nói, cái này ngốc đầu ngốc não là Thạch Nham, Thiên Sơn Phong đại đệ tử, cũng chính là Hằng Nhạc chân truyền thứ 9. Gặp qua Thạch Nham sư huynh. Diệp Thiên ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Gọi ta Thạch Nham liền tốt. Cái kia cũng không cần ta giới thiệu đi. Tư Đồ Nam lại chỉ hướng Dương Bân. Quen biết một chút. Diệp Thiên xem xét Dương Bân một mặt, phát hiện kia hàng mặt đã đen, nếu không phải Dương Đỉnh Thiên bọn hắn ở chỗ này, hắn chỉ sợ sớm đã giật mình cao ba trượng. Tại Hàng Nhạc nội môn, hắn toàn thân bảo bối thế nhưng là bị Diệp Thiên bọn hắn cướp một kiện không dư thừa. Hừ. Dương Bân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay lưng đi. Đừng để ý đến hắn, đến, xem vị mỹ nữ kia, nàng gọi Dạ Như Tuyết, Ngọc Tâm Phong đại đệ tử. Hằng Nhạc chân truyền bài danh thứ 6 tiếp xuống liền là Đoạn Ngự, Thiên Tuyển Phong đại đệ tử, Hằng Nhạc bài danh thứ 5 ta đây cũng không cần giới thiệu, gọi ta Nam Ca liền tốt cái này, Ngọc Linh Phong Nam Cung Nguyệt, Hằng Nhạc chân truyền bài danh thứ 3, xinh đẹp đi. Nhiếp Phong sư huynh chắc hẳn ngươi là gặp qua, Ngự Kiếm Phong đại đệ tử, Hằng Nhạc bài danh thứ 2. Giới thiệu đến nơi đây, Tư Đồ Nam mới cuối cùng đi đến một thanh niên bên cạnh, đầu tiên là hắng giọng một cái, rồi mới lên tiếng. Vị này, Huyền Thiên Phong đại đệ tử, ta Hằng Nhạc trưởng giáo thân truyền đệ tử, cũng là ta Hằng Nhạc tông 9 đại chân truyền xếp hạng thứ nhất đệ tử, Liễu Dật. Gặp qua Liễu Dật sư huynh. Diệp Thiên tiến lên, chắp tay thi lễ một cái.
Diệp sư đệ không cần như thế khách sáo, gọi ta Liễu Giật là được. Liễu Giật mỉm cười, nụ cười cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm giác, hắn ngược lại là sinh ngọc thụ lâm phong, rất có nho nhã khí chất, trọng yếu nhất chính là hắn không làm bộ, khí chất cùng Dương Đỉnh Thiên có chút giống nhau, bằng phẳng mà không mất đi nội liễm. Người này không đơn giản. Đây là Diệp Thiên đối Liễu Giật ấn tượng đầu tiên, nội liễm khí tức, so Nhiếp Phong càng mịt mờ. Khó trách có thể làm Hằng Nhạc chân truyền đệ nhất bảo tọa, trưởng môn dạy dỗ nên đệ tử, quả nhiên không phải bình thường. Diệp Thiên thì thào một tiếng, không biết được hắn đối đầu Cơ Ngưng Xương, lại có mấy phần thắng. Đang suy nghĩ, Tư Đồ Nam đã chuyển ra vài hũ rượu ngon, khó được chân truyền tề tụ, thích rượu hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ là, không chờ mấy người khai uống, Sơn Phong nơi cửa, lại có mấy người hiện lên ở mọi người tầm mắt. Những người kia, nhìn kỹ, cũng không chính là Đông Nhạc Thượng Quan gia người mà. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi thật còn sống không chờ Thượng Quan Bắc bọn hắn cùng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn hàn huyên, Thượng Quan Ngọc Nhi liền đã đi lên phía trước, như nước đôi mắt đẹp, rất nhanh liền tại đông. Đảo chân truyền đệ tử bên trong khóa chặt Diệp Thiên. Nàng cũng như Sở Huyên Nhi bọn hắn đồng dạng, coi là Diệp Thiên chết rồi. Vì thế, đón lấy bên trong mấy ngày, nàng còn có chút áy náy. Nếu không phải Diệp Thiên là vì cứu nàng, cũng không trở thành chết thảm. Nhưng ở vừa mới không lâu, nàng không biết từ nơi nào biết được Diệp Thiên còn sống, liền vô cùng lo lắng chạy đến. Ta đương nhiên còn sống. Diệp Thiên cười khan một tiếng, sau đó chỉ lo cúi đầu sờ lấy chóp mũi. Hắn này quỷ dị động tác vừa ra, để Thượng Quan Ngọc Nhi gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bên. Hai người là ngầm hiểu lẫn nhau, cũng rất giống đều nhớ tới tại lò luyện đan một màn. Đều bởi vì một loại nào đó xà đạm nguyên nhân, thấy hết thân thể của đối phương, bây giờ lại gặp nhau, bầu không khí tại chỗ quỷ dị tới cực điểm. Có lẽ là thân là nữ tử thẹn thùng, để Thượng Quan Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên một chút, trong đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa chợt lóe lên. Bị Thượng Quan Ngọc Nhi như thế chừng một cái, Diệp Thiên vùi đầu đến sâu hơn, hắn coi là ngày đó hắn sẽ chết, cho nên mới vò đã mẻ không sợ rơi, mặt dày mày dạn thấy hết Thượng Quan Ngọc Nhi thân thể, nếu là biết có thể còn sống sót, hắn tình nguyện thận trọng một chút. Diệp Thiên tiểu hữu, hôm đó sự tình, Ngọc Nhi đã nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu. Bên này, không rõ ràng cho lắm Thượng Quan Bác tự mình đáp tạ, chỉ là không biết được để hắn biết lò luyện đan sự tình, hắn có thể hay không tại chỗ bóp chết Diệp Thiên. Chỉ là miệng nói một chút tựu không có gì thực tế Diệp Thiên, gật gù đắc ý nhìn về phía nói chuyện không đâu Tinh Không. Lời vừa nói ra, Thượng Quan Bác khẳng khái cười một tiếng, Diệp Thiên tiểu hữu, Đông Nhạc Thượng Quan gia thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ngày khác, nếu có cần phải chúng ta địa phương, cứ mở miệng, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Còn không cảm ơn Thượng Quan tiền bối. Sở Huyên Nhi lúc này trừng Diệp Thiên một chút. Cảm ơn Thượng Quan tiền bối. Diệp Thiên cúi mặt, trong nháy mắt trở nên cười ha hả. Đông Nhạc Thượng Quan ra thế nhưng là một phương cự kình. Tam Tông cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nhà bọn hắn ân tình, đó cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Mọi người chính nói ở giữa, Sơn Phong khẩu lại có người đi tới. Là một cái tuổi vừa 17-18 tuổi nữ đệ tử, mặc chính Dương Tông đạo bào, dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng thực chất bên trong lại là không che giấu được loại kia vênh váo tự đắc. Thật đúng là đừng nói, cô gái này đệ tử Diệp Thiên vẫn là nhận biết, gọi Lý Thơ Mạn, trước kia tại chính Dương Tông lúc, nàng cùng Diệp Thiên đều là tình báo các đệ tử. Diệp Thiên vừa mới đi tới, Lý Thơ Mạn cũng còn chưa kịp hướng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn hành lễ, tựu sững sờ tại nơi đó, không hề nghĩ tới sẽ ở lúc này. Nơi đây nhìn thấy ngày xưa bị đuổi xuống sơn Diệp Thiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải bị đuổi xuống núi sao Lý? Thơ Mạn dùng cực độ nghi ngờ ánh mắt nhìn Diệp Thiên. Lời này vừa nói ra, ở đây hết thảy mọi người mục quang đều nhìn về Diệp Thiên, đặc biệt là Sở Huyên Nhi, thần sắc cũng biến thành vô cùng phấn khích. Lý Thơ Mạn lời nói rất rõ ràng, nàng đồ nhi Diệp Thiên, đã từng là chính Dương Tông đệ tử. Tựa như biết mọi người nghi hoặc, Diệp Thiên biết chuyện này sớm tối đều là không gạt được, dứt khoát nói thẳng ra. Ta đã từng là chính Dương Tông đệ tử, bởi vì chấp hành tông môn nhiệm vụ, nửa đường bị người ám toán, đan điền bị người đánh vỡ, lúc này mới bị chính Dương Tông xem như rác rưởi đuổi ra khỏi tông môn, may mắn được một vị tiền bối cứu, mới làm Hằng Nhạc Tông đệ tử. Diệp Thiên nói bình bình đạm đạm, nhưng trong giọng nói lại là mang theo bi thương. Mọi người mặc dù kinh ngạc, lại là lặng lẽ, không hề nghĩ tới Diệp Thiên còn có như thế bi thảm kinh lịch, bọn hắn có thể tưởng tượng đến ngày đó Diệp Thiên bị đuổi ra tông môn cái chủng loại kia tâm cảnh. Có thể đi đến hiện tại, cũng là rất không dễ dàng. Bên này, Diệp Thiên đã yên lặng quay người, trốn đến một bên, chỉ lo chính mình uống vào liệt tử. Gặp không khí hiện trường trở nên kỳ quái, Lý Thơ Mạn đảo mắt một vòng, rồi mới lên tiếng, là Cơ Ngưng Xương sư tỷ phái ta tới là muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không một cái gọi Trần Dạ đệ tử.
Trần Dạ Tư Đồ Nam lông mày nhướng lên, sau đó rất thẳng thắn lưu loát trả lời một câu, bọn ta cái này không có người này. Không có khả năng. Lý Thơ Mạn có chút không tin tưởng, cơ sư tỷ nói Trần Dạ liền là các ngươi Hằng Nhạc Tông người na. Mà lại nàng còn nói, Trần Dạ nhất định trở về tham kiến Tam Tông thi đấu. Ha ha, ta nói ngươi cái này tiểu cô nương, không có chính là không có, chúng ta còn có thể lừa gạt ngươi không thành. Bàng Đại Xuyên liếc qua Lý Thơ Mạn. Kia khả năng này là ta nhớ lầm. Lý Thơ Mạn cuống quýt thi lễ một cái, sau đó quay người hướng về dưới ngọn núi đi đến, trước khi đi vẫn không quên nhìn chung quanh mọi người. Một cái, mục quang tại Diệp Thiên trên thân dừng lại thêm 2 giây. Lý Thơ Mạn sau khi đi, tất cả mọi người rất nhất trí nhìn thoáng qua ở nơi đó một mình uống rượu Diệp Thiên, lại đều không có nhiều lời. Ngược lại là Sở Huyên Nhi, xem Diệp Thiên ánh mắt có chút thâm ý, nàng là càng ngày càng xem không hiểu nàng tên đồ nhi này, liền lấy hắn đã từng là chính Dương Tông chuyện này tới nói, nàng từ đầu đến giờ đều bị mơ mơ màng màng, nếu không phải Lý Thơ Mạn gặp được, chỉ sợ đến trời sáng Tam Tông thi đấu lúc nàng đều sẽ không biết được. Trên ngọn núi cũng không bình tĩnh, Lý Thơ Mạn sau khi đi không bao lâu, lại một người lên núi phong, lại không phải từ phía dưới bò lên, mà là rơi xuống từ trên không tới, giống như một khối vẫn thạch, đập toàn bộ sơn phong đều một trận lay động. Nha, nơi này thật náo nhiệt. Người tới chính là Gia Cát Lão Đầu Nhi, đợi đang nghỉ ngơi chỗ rất là nhàm chán, chạy đến thông cửa tới. Thấy là Gia Cát Lão Đầu Nhi, Dương Đỉnh Thiên bọn người cuống quýt đứng dậy, đối hắn cung kính thi lễ một cái, gặp qua Gia Cát tiền bối. Đều là hơn 100 tuổi lão điểu, không cần khách khí như thế. Gia Cát Lão Đầu Nhi khoát tay áo, sau đó nhìn chung quanh thoáng cái bốn phía, lúc này mới trong góc tìm được Diệp Thiên thân ảnh. Gia Cát Lão Đầu Nhi bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Diệp Thiên bên cạnh, gặp Diệp Thiên sưng mặt sưng mũi, không khỏi đập tắc lưỡi, làm sao cái tình huống, một hồi này không gặp, thế nào tự bị đánh thành bộ này hùng dạng nhi. Nghe vậy, mọi người lại là sững sờ, thế nào, Gia Cát tiền bối nhận biết Diệp Thiên kia nhất định phải nhận biết. Gia Cát Lão Đầu Nhi rất tùy ý nói một câu, tiểu tử này chính là ta cho mang đến chính Dương Tông. Lời này vừa nói ra, mọi người mục quang lại là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt phần lớn là vẻ kinh ngạc, ám đạo Diệp Thiên cái này tu vi không cao, cất giấu cố sự thật đúng là không ít, vậy mà cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi còn có giao tình. Ngươi uống rượu không? Bên này, Diệp Thiên ỉu xìu không kéo mấy đem rượu đàn đưa cho Gia Cát Lão Đầu Nhi. Uống cái gì uống, đi, ra ra dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Gia Cát Lão Đầu Nhi trực tiếp đẩy ra vò rượu, sau đó một tay mang theo Diệp Thiên liền lên hư không, như một làn khói nhỏ biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn sau khi đi, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn rõ ràng thấy được mấy đạo bóng đen cấp tốc đuổi theo, hiển nhiên là Thành Côn phái tới giám thị Gia Cát Lão Đầu Nhi. Người muốn dẫn ta đi? Bị Gia Cát Lão Đầu Nhi một tay nhấc, Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Gia Cát Lão Đầu Nhi. Kia nhất định phải là tốt địa phương. Gia Cát Lão Đầu Nhi nói còn rất thần bí. Nói xong không quên liếc qua sau lưng mấy đạo bóng đen, cười lạnh một tiếng, bất quá tiền đề trước tiên cần phải vứt bỏ sau lưng mấy cái kia theo đuôi. Dứt lời, Gia Cát Lão Đầu Nhi tốc độ tăng mạnh, như một đạo thần mang xẹt qua chân trời, sau đó bay ra chính Dương Tông. Bọn hắn về sau, chính Dương Tông mấy đại trưởng lão nhao nhao đuổi theo. Sau đó, Gia Cát Lão Đầu Nhi mang theo Diệp Thiên, vòng quanh chính Dương Tông đi vòng vo mười mấy giới, lúc này mới lại lặng lẽ chạy về chính Dương Tông. Chằn chọc vài tòa chim không thèm ị ngọn núi nhỏ về sau, cuối cùng một đầu đâm vào lòng đất. Cái này đây là cái gì địa phương? Nhìn xem dị sắc dâng lên bốn phía, Diệp Thiên hơi kinh ngạc, vốn cho rằng lòng đất là vô cùng u ám, nhưng hắn trước mắt lại là sáng rực một mảnh. Nơi này là chính Dương Tông cấm địa. Gia Cát Lão Đầu Nhi nhỏ giọng nói một câu. Cấm địa? Diệp Thiên nghe xong, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Nếu là cấm địa, cái này nếu như bị chính Dương Tông cường giả ngăn ở nơi này, kia hạ chẳng cũng không tốt như vậy. Đi đâu? Trở về. Gia Cát Lão Đầu Nhi một cái lại đem Diệp Thiên ôm trở về, mắng, đây chính là tốt địa phương, cất giấu bảo bối đâu có bảo bối ngươi liền tự mình cầm, làm gì nhất định phải mang hộ bên trên ta, ta cũng không muốn bị chính Dương Tông người bắt được. Diệp Thiên không nghe Gia Cát Lão Đầu Nhi mò mẫm linh tinh, đi theo cái này không đứng đắn Lão Đầu Nhi, thời khắc đều có xảy ra chuyện nguy hiểm. Ta cần chân hỏa phá vỡ phong ấn. Gia Cát Lão Đầu Nhi rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Tin ngươi mới là lạ. Vậy ngươi muốn như vậy nói, ta coi như hôn người, dù sao ta chạy nhanh, không ai tóm được ta. Gia Cát Lão Đầu Nhi vén lỗ tai một cái, một câu kém chút bị Diệp Thiên sặc đến thổ huyết. Ngươi thành tâm lừa ta có phải hay không? Nhìn xem Gia Cát Lão Đầu Nhi, Diệp Thiên cái trán đã có hắc tuyến tán loạn. À, ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Gia Cát Lão Đầu Nhi vỗ bộ ngực nói xong không quên từ trong ngực lấy ra hai đạo linh phù. Thấy không, đây là ẩn thiên linh phù, dán tại trên thân có thể ẩn thân,
coi như thành côn ở đây, cũng không phát hiện được chúng ta. Thật hay giả? Diệp Thiên một mặt không tin nhìn xem Gia Cát Lão Đầu Nhi. Tới đi. Nghe ta không sai. Gia Cát Lão Đầu Nhi nói đã đem ẩn thiên linh phù dán tại Diệp Thiên trên thân. Sau đó vẫn không quên đùa trên người mình cũng dán lên một đạo. Hai người thân thể trong nháy mắt hư hóa, cho đến biến mất vô tung vô ảnh. Lợi hại đi. Là thật lợi hại. Diệp Thiên nhìn từ trên xuống dưới thân thể của mình. Toàn bộ thân thể đều bị một cỗ không hiểu vừa thần bí lực lượng cho che đậy. Huyền diệu như thế ẩn thân phù, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói là cái gì bảo bối. Diệp Thiên vừa nhìn về phía Gia Cát Lão Đầu Nhi. Đại địa linh mạch. Gia Cát Lão Đầu Nhi chỉ nói bốn chữ. Đại địa linh mạch chính dương, tông có đại địa linh mạch. Gia Cát Lão Đầu Nhi lời nói, để Diệp Thiên không khỏi chấn kinh một tiếng. Không trách hắn kinh ngạc như vậy, chỉ vì kia đại địa linh mạch địa vị quá lớn. Đại địa linh mạch, tên như ý nghĩa liền là, đại địa rất nhiều tuế nguyệt mới có thể tầm bổ ra một loại linh mạch, có thể nói là đại tinh hoa ngưng tụ thể, ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, nếu là hấp thu nhập thể, lại có không tưởng tượng được thần hiệu. Nhưng đại địa linh mạch quá mức hy hữu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính là các tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Diệp Thiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình ông chủ cũ chính dương tông lòng đất, lại còn có đại địa linh mạch, là bảo bối đi. Gặp Diệp Thiên chấn kinh, Gia Cát Lão Đầu Nhi cười cười. Đích thật là bảo bối. Diệp Thiên hí hư một tiếng, ta còn là quá coi thường chính dương tông, khó trách chính dương tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, tình cảm bọn hắn tọa lạc tại đại địa linh mạch phía trên, ở chỗ này tu luyện, thế nhưng là làm ít công to. Cho nên nói, đi theo Gia Gia ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Gia Cát Lão Đầu Nhi vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, sau đó cái thứ nhất hướng về tiền phương đi đến, theo sát ta. Diệp Thiên cuống quýt đuổi theo, xoa xoa tay cười hắc hắc, cái kia, nếu là được đại địa linh mạch, ngươi chia cho ta một nửa không? Không thể thiếu ngươi. Vậy ta an tâm. Hai người một trước một sau, không ngừng chui vào lòng đất. Nhắc tới hai người cũng gan cũng thật là mập, cũng dám tại chính dương tông ngay dưới mắt gây sự tình, ngẫm lại cũng không có người nào. Đây là một đầu nghiêng hướng xuống thông đạo, trên lối đi khắc đầy phù văn, còn có chiếu sáng linh châu, cùng một chút cổ quái kỳ lạ trận pháp. Nhưng trận pháp này, tại không gì làm không được Gia Cát Lão Đầu Nhi trước mặt, cùng bài trí không có gì khác nhau. Phía trước có người. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên kéo lại trước mặt Gia Cát Lão Đầu Nhi. Vội cái gì, không phải có ta sao? Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận mắng một câu, cho lão tử chấn định một chút. Diệp Thiên cuống quýt gật đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tiền phương cách đó không xa có một tòa cửa đá, trên cửa đá tràn đầy phù văn, trung ương nhất còn có một cái to lớn phong chữ. Mà cửa đá hai bên, phân biệt ngồi xếp bằng một cái lão giả áo bào trắng. Còn như kia hai lão giả áo bào trắng tu vi, hiển nhiên không có Gia Cát Lão Đầu Nhi cao, không phải vậy Gia Cát Lão Đầu Nhi cũng sẽ không như thế không kiêng sợ. Quả nhiên, làm hai người tới trước cửa đá thời điểm, hai cái lão giả áo bào trắng vẫn như cũ khoanh chân nhắm mắt, không có bất kỳ cái gì dị động. Mà vào lúc này, Gia Cát Lão Đầu Nhi động, lại từ trong ngực móc ra hai đạo linh phù. Một đạo cửu chuyển cấm thân chú hơn 100 vạn. Lão tử lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Gia Cát Lão Đầu Nhi một mặt thịt đau hơn 100 vạn. Một bên Diệp Thiên hung hăng nuốt nước miếng một cái, ám đạo Gia Cát Lão Đầu Nhi xa xỉ, vì trộm nhân ra đồ vật, ngươi nhà đây là chạy táng ra bại sản đi. Mặc dù thịt đau, nhưng Gia Cát Lão Đầu Nhi vẫn là 10 phần nhanh chóng đem hai đạo cửu chuyển cấm thân chú dán tại hai cái lão giả áo bào trắng trên thân. Linh phủ kia rất là quỷ dị, tại chỗ tự dung nhập hai lão giả áo bào trắng thể nội. Một bên, Diệp Thiên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên, sợ Gia Cát Lão Đầu Nhi cho cả xiên bổ. Nhưng, Gia Cát Lão Đầu Nhi không để cho hắn thất vọng, kia hai lão giả áo bào trắng bị dán lên linh phù về sau, liền lâm vào ngủ say. Tốt, tiếp xuống liền là đạo phong ấn này. Gia Cát Lão Đầu Nhi đem mục quang đặt ở cửa đá phong ấn bên trên, nếu không phải sợ kinh động chính dương tông đám lão già này, lão tử một trưởng tự đánh nát ngươi nha. Tiểu tử, đem chân hỏa triệu hoán đi ra. Gia Cát Lão Đầu Nhi đem mục quang rời đến Diệp Thiên trên thân, đem trên cửa đá phong chữ luyện hóa, cái khác giao cho ta, nhanh, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian. Diệp Thiên hiểu ý, lúc này triệu hoán ra chân hỏa, sau đó đem trên cửa đá phong chữ cho che đậy kín. Một bên, Gia Cát Lão Đầu Nhi lại lấy ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, trận kỳ, ngọc giản, linh phù, còn có một cái phát sáng bọ cánh cam, lúc này mới bắt đầu tại cửa đá chung quanh bố trí. Một khắc đồng hồ về sau. Trên cửa đá phong chữ tan vỡ, cửa đá cũng theo đó chấn động một cái, dường như phát động cấm chế nào đó, kinh khủng. Gợn sóng trong nháy mắt lan rộng ra ngoài, nhưng lại bị Gia Cát Lão Đầu Nhi bày ra trận pháp cản lại. Thấy thế, Diệp Thiên thở dài một hơi, không phải vậy nơi này gợn sóng lan rộng ra ngoài, nhất định kinh động chính dương tông cường giả. Đi!
đem cửa đá phong ấn phá hết nửa bên, Gia Cát lão đầu Nhi lôi kéo Diệp Thiên, trực tiếp xuyên việt cửa đá. Xuất hiện lần nữa, là một cái minh diệu vô cùng địa để thế giới, vô số quang hoa quanh quẩn bay vụt, bàng bạc linh khí dâng trào, màu trắng mây mù lượn lờ, một đạo vô cùng tráng kiện linh mạch ngang qua đại địa, phảng phất giống như cầu long, giống như thần thụ lão đằng, vô số chi mạch bốn phương thông suốt. Cái này đây chính là đại địa linh mạch Diệp Thiên, ánh mắt rạng rỡ nhìn trước mắt khổng lồ linh mạch, nơi này linh khí đã biến thành thực chất, mỗi một cây đều là tinh thuần nhất đại tinh hoa. Đứng ở đại địa linh mạch bên trên, Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được linh mạch bên trên bàng bạc tinh nguyên theo bàn chân của hắn rót vào thân thể của hắn, như ôn lương thanh tuyền, toàn thân rất cảm thấy dễ chịu thông thấu. Quả nhiên là đại địa linh mạch, ta cảm giác không có sai. Gia Cát lão đầu Nhi cười trong bụng nở hoa. Nơi này chính là tu luyện thánh địa. Diệp Thiên khí thức đã thở hổn hển, cũng đã vén lên ống tay áo, chúng ta bắt đầu đoạt đi. Đoạt muội ngươi. Gia Cát lão đầu Nhi một bàn tay đem Diệp Thiên đập tới trên mặt đất, cái này linh mạch cũng không thể tùy ý phá hư, không phải vậy toàn bộ linh mạch cũng có thể hội sụp đổ. Đến lúc đó, nghĩ không dẫn tới cường giả cũng khó khăn. Vậy làm thế nào? Diệp Thiên che lấy đầu từ dưới đất bò dậy. Dùng vật chứa thu, chủ yếu nhất là không thể phá hư đại địa linh mạch, hiểu được đi. Gia Cát lão đầu Nhi nói, đã lấy ra một cái ba trượng lớn đồng lô, để hắn lơ lửng tại trong giữa không trung. Lúc này, đồng lô tỏa ra thần rực rỡ, lô nơi cửa có vòng xoáy hiển hiện, điên cuồng thôn nạp lấy đại địa linh mạch tràn ra bàng bạc đại tinh nguyên. Thấy thế, Diệp Thiên cũng cuống quýt động thủ, lấy ra cái kia tử kim tiểu hồ lô. Tử kim tiểu hồ lô một khi lấy ra, liền chiến minh thoáng cái, vậy mà tự hành trở nên khổng lồ, trở nên so Gia Cát lão đầu Nhi đồng lô còn muốn đại. Miệng hồ lô chỗ cũng có vòng xoáy hiển hiện, nuốt đại tinh nguyên tốc độ, so kia đồng lô nhanh hơn. Ta nói, ngươi cái này tiểu hồ lô không tệ. Một bên, Gia Cát lão đầu Nhi sờ lên cằm, một đôi hèn hạ lão nhãn sáng lên nhìn xem kia tử kim tiểu hồ lô. Kia là thiên huyền môn tiền bối tặng cho ta, đổi minh hắn còn muốn thu hồi đi. Biết Gia Cát lão đầu Nhi hoa hoa ruột ruột, Diệp Thiên trực tiếp chuyển ra thiên huyền môn tiền bối tới dọa Gia Cát lão đầu Nhi. Thật đúng là đừng nói, nghe được thiên huyền môn danh tự. Gia Cát lão đầu Nhi tỉnh táo lắc đầu, lại lật tay lấy ra 10 cái vật chứa, mà lại một cái so một cái kỳ hoa, giống như chén lớn, nồi sắt lớn, linh khí bao tải, vạc lớn. Diệp Thiên cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, loại trừ tử kim tiểu hồ lô, hắn cũng lấy ra rất nhiều vật chứa, bởi vì chỉ có không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn cũng không muốn có chút lãng phí, tận lực nhiều trộm. Ta nói lão đầu Nhi, ngươi tốn như thế đại đại giới vào đây, đáng giá không? Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Gia Cát lão đầu Nhi. Ngươi kia hai đạo cửu chuyển cấm thân chú liền đáng giá hơn 200 vạn, đồ cái gì? Ngươi biết cái gì? Gia Cát lão đầu Nhi một mặt xem thường, cái này đại địa linh mạch tinh nguyên có thể chân quý đâu đại tinh nguyên, đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ tốt. Có hay không ngươi nói như vậy tà dị? Ngươi đây liền không hiểu được đi. Gia Cát lão đầu Nhi vuốt vuốt sợi râu, đại địa linh mạch chính là đại địa tẩm bổ linh mạch, đây chính là đại địa tinh nguyên, nếu là hấp thu nhập thể, có thể tốt hơn cảm thụ thiên địa. Đối dẫn ra thiên địa chi lực cũng là có lớn lao trợ giúp, tiền không có có thể lại dãy, cái này Đông Tây Lai, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Nghe được Gia Cát lão đầu Nhi nói như vậy, Diệp Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ta phải nhiều cả điểm trở về. Diệp Thiên lại lấy ra mấy cái đại vật chứa, sau đó vẫn không quên há mồm cuồng nuốt lấy đại địa linh mạch tràn ra đại tinh nguyên. Một bên, Gia Cát lão đầu Nhi thì càng kinh khủng, há miệng bỗng nhiên khẽ hấp, kia hơn 10 trượng bên trong đại tinh nguyên tự bị hắn một cái nuốt vào trong bụng. Còn tốt đại địa linh mạch liên tục không ngừng tràn ra đại tinh nguyên, hơn nữa còn dị thường bằng bạc, bằng không thì cũng không đủ Gia Cát lão đầu Nhi một người nuốt. Thời gian chậm chạp đi qua, nhưng tại Diệp Thiên cùng Gia Cát lão đầu Nhi mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là trôi qua quá nhanh. Không sai biệt lắm. Thời gian tới gần một khắc đồng hồ lúc, Gia Cát lão đầu Nhi phất tay đem hắn 10 cái đại vật chứa thu vào trong tay áo. Một bên, Diệp Thiên cũng cuối cùng nuốt một cái đại tinh nguyên. Cũng theo đó đem tử kim tiểu hồ lô bọn hắn thu vào túi chữ vật, đại tinh nguyên tùy tốt, nhưng hắn càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình, quá tham lam, sẽ chết rất thê thảm. Đi, thu thập xong, Gia Cát lão đầu Nhi mang theo Diệp Thiên, nhanh chóng rời đi, nhưng vừa đi hai bước, hắn liền có bỗng nhiên ngừng thân thể. Không ổn, Gia Cát lão đầu Nhi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thế nào? Diệp Thiên cuống quýt nhìn về phía Gia Cát lão đầu Nhi. Có người đi vào rồi, hơn nữa còn không chỉ một. Gia Cát lão đầu Nhi con mắt nhắm lại thoáng cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiên cuống quýt nhìn về phía Gia Cát lão đầu Nhi. Ta đi dẫn ra bọn hắn, ngươi thử cơ chạy đi, ẩn thiên linh phủ cũng là có thời hạn, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 phút. 3 phút bên trong, ngươi vẫn là ẩn thân trạng thái, nói cách khác,
Ta sau khi đi, ngươi nhất định phải tại 3 phút bên trong chạy đi. Làm gì phiền toái như vậy, chúng ta lại dùng hai đạo ẩn thiên linh phù. Không lâu đi Diệp Thiên Nghi hoặc nhìn Gia Cát Lão Đầu Nhi. Ngươi cho rằng ẩn thiên linh phù là rau cải trắng. Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận nhìn Diệp Thiên một chút. Ẩn thiên linh phù so kia cửu chuyển cấm thân chú còn muốn quý. Ta cũng chỉ có hai đạo. Dựa vào. Cứ như vậy, ta đi dẫn ra bọn hắn. Vậy không được, ngươi phải đem ta một khối mang đi ra ngoài. Diệp Thiên dứt khoát kéo lại Gia Cát Lão Đầu Nhi ống tay áo. Cái này nếu như bị ném ở cái này địa để thế giới. Vạn nhất bị ngăn ở nơi này, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Ha ha, ngươi thằng danh con này, làm sao như thế không biết tốt xấu. Gia Cát Lão Đầu Nhi dựng râu trừng mắt, ta mang theo ngươi, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, vẫn là của ta phương pháp tốt. Nhớ kỹ, tận lực đừng có động tĩnh quá lớn, ngươi tại đứng im trạng thái, ẩn thiên linh phù năng lực mới có thể mức độ lớn nhất phát huy. Tại sao ta cảm giác ngươi lại tại lừa ta? Diệp Thiên cái chán hắc tuyến tán loạn. Ta là như thế người sao? Gia Cát Lão Đầu Nhi tức giận nói. Cứ như vậy đi, ngươi nhìn chuẩn cơ hội lại đi ra. Nói, Gia Cát Lão Đầu Nhi như một đạo thần mang sông ra cửa đá, mặc dù tại ẩn thân trạng thái, nhưng cấp tốc di động hắn, vẫn là bại lộ hắn. Người nào? Lúc này, bên ngoài liền chuyển đến hét to âm thanh. Ngăn lại hắn. Diệp Thiên nghe được Thành Côn tiếng hét lớn, nghĩ đến hắn phái đi người mất dấu Gia Cát Lão Đầu Nhi, lúc này mới nhớ tới chính Dương Tông cấm địa xem xét, đúng lúc đụng phải sông ra Gia Cát Lão Đầu Nhi. Oanh! Ầm ầm. Rất nhanh, ngoại giới liền vang lên tiếng oanh minh, dường như có người tại đại chiến. Địa để thế giới. Diệp Thiên nghe phía ngoài tiếng ầm ầm, cũng bỗng nhiên động, vèo một tiếng lẻn đến cửa đá cửa ra vào, trong lòng còn hùng hùng hổ hổ, lão bất tử, ta nếu là treo ở nơi này, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha. Chỉ là, hắn nâng lên cước còn chưa ra đời, một cỗ dị thường khí tức cường đại tựu cấp tốc đến gần. Thành Côn. Diệp Thiên một chút liền nhìn ra người tới, sắc mặt xoát thoáng cái trắng bạch xuống tới. Tự liền nâng lên bàn chân, cũng sinh sinh ổn định ở giữa không trung, không dám có chút động đậy, không phải vậy rất có thể bị phát giác. Lần này thảm rồi. Diệp Thiên sắc mặt trắng bệch, Thành Côn thế nhưng là không minh cảnh đỉnh phong, vài phút có thể miểu sát hắn. Một bên khác, Thành Côn đã một bước bước vào địa để thế giới. Hắn vốn là đuổi theo Gia Cát Lão Đầu Nhi, nhưng chỉ sợ đại địa linh mạch có hại phá hư, lúc này mới nửa đường quay trở lại đến xem xét. Giờ phút này, Diệp Thiên tâm lần nữa nâng lên cổ họng. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, lạnh cả người vô cùng, mồ hôi lạnh ứa ra, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn cự ly Thành Côn cũng bất quá một trượng có thừa, tuy là ẩn thân trạng thái, nhưng thời khắc cũng đều có bị phát hiện nguy hiểm. Gia Cát Lão Đầu Nhi, hy vọng ngươi ẩn thiên linh phủ không giống ngươi như vậy không đứng đắn. Diệp Thiên ứa ra mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngoài một trượng, Thành Côn con mắt nhắm lại vẫn nhìn bốn phía, mục quang đảo qua Diệp Thiên chỗ đứng địa phương, nhưng không có chút nào dừng lại. Diệp Thiên lặng lẽ thở dài một hơi, Thành Côn cũng không có phát hiện hắn. Nhưng, Diệp Thiên vẫn như cũ không dám động, Thành Côn chưa thể phát hiện hắn, là bởi vì hắn không hề động, cái này nếu là động, tất nhiên sẽ bị phát giác. Thành Côn cái này ngó ngó kia nhìn xem, nhìn chung quanh khoảng chừng nửa phút, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi hắn, mẹ nó đến cùng có đi hay không? Ngoài một trượng Diệp Thiên, không khỏi thầm mắng một câu. Mặc dù có ẩn thiên linh phù ẩn thân, Thành Côn không phát hiện được hắn. Nhưng cái này ẩn thiên linh phù cũng là có thời gian hạn chế, tính toán thời gian, cũng chỉ còn lại 2 phút mà thôi, thời gian vừa đến, hắn hội trần trụi trắng trợn bại lộ tại Thành Côn trước mặt, hậu quả như vậy, Diệp Thiên có thể tưởng tượng. Rất nhanh, Ngô Trường Thanh mang theo 3 năm cái trưởng lão cũng tới. Bắt được sao? Sắc mặt âm trầm Thành Côn, nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh. Tốc độ quá nhanh, chạy ra chính Dương Tông. Có biết là người phương nào? Hắn tại ẩn thân trạng thái, nhìn không ra. Ngô Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, có thể khẳng định là, hẳn là cùng lão tổ một cái cấp bậc, bằng không thì cũng sẽ không chạy ra vòng vây của chúng ta. Nghe vậy, Thành Côn con mắt nhắm lại thoáng cái, chẳng lẽ lại là Gia Cát Vũ? Cũng không bài trừ khả năng này. Cha cho ta. Thành Côn hung hăng hít một hơi, sắc mặt vô cùng băng lãnh, đi thăm dò thoáng cái Gia Cát Vũ có phải hay không còn tại chính Dương Tông, còn có Hằng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông chỗ nghỉ ngơi, xem bọn hắn ai không có ở. Đến đây xem lễ tam tông thi đấu thế lực cũng tra một chút, ai như lúc này không tại, nhất định cùng việc này thoát không khỏi liên quan, ta ngược lại muốn xem, là người phương nào lớn mật như thế. Nói, Thành Côn hất lên áo bào đi ra cửa đá, các ngươi ở chỗ này trông coi, đem cửa đá phong ấn chữa trị thoáng cái. Thành Côn sau khi đi, Ngô Trường Thanh mấy người cũng cuối cùng nhìn thoáng qua đại địa linh mạch, cũng đi theo ra ngoài. Ông, rất nhanh, cửa đá chấm dứt đóng, trong cửa đá ương cái kia phong chữ lần nữa hiển hiện. Mà trên cửa đá rườm rà phù văn,
cũng một đạo mượn một đạo phát sáng lên, đem thông hướng địa để thế giới thông đạo, triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Sở dĩ, cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Thiên, bị cùng nhau bị giam giữ lại ở địa để thế giới. Hô! Địa để thế giới lần nữa bị phong ấn, Diệp Thiên hung hăng thở dài một hơi, còn dừng ở giữa không trung gọi trung quy là rơi xuống đất, 3 phút thời hạn cũng đến, hắn trạng thái theo ẩn thân đổi thành chân hình. Lần này thật xong. Diệp Thiên tâm triệt để lạnh thấu. Mặc dù hắn có thể bài trừ cửa đá phong ấn, nhưng không có ra cát lão đầu nhí trận pháp vì đó che đậy ba động. Mà lại, cửa đá một bên khác còn có không chỉ một không minh cảnh trông coi, cái này nghiễm nhiên đã là một cái tử cục. Trừ đó ra, còn có một chuyện khác. Thành Côn trước khi đi từng nói, muốn tra rõ việc này, phàm là đến Chính Dương Tông thế lực, vô luận là Hằng Nhạc Tông, Thanh Vân Tông, vẫn là đến xem lễ các phương tu luyện thế gia, đều tại bị điều tra phạm vi bên trong. Diệp Thiên có thể tưởng tượng đến, nếu là Chính Dương Tông người đi Vọng Nguyệt các điều tra, phát hiện chính mình không tại, tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Gia Cát Vũ, ngươi cái bị hố hàng, lão tử lần này thật bị ngươi hại chết. Diệp Thiên hai tay ôm đầu, trong lòng đã đem Gia Cát Vũ tên kia mắng trăm ngàn lần. Ngươi nha chạy, đem lão tử một người ném tại đây bên trong. Hiện tại tốt, uổng phí trông coi đại địa linh mạch, Diệp Thiên lại là không có chút nào suy nghĩ đi hấp thu. Lúc này như cửa đá tại bị mở ra, mà không tại ẩn thân trạng thái hắn, hạ chẳng rất dễ dàng tưởng tượng. Mà lúc này, bên ngoài cũng loạn thành hỗn loạn. Gia Cát lão đầu nhi hung hãn theo lòng đất xông ra, làm ra động tĩnh rất lớn, kinh động đến tứ phương. Mà Thành Côn cũng ra lệnh, toàn lực điều tra, hộ tông đại trận cũng theo đó mở ra. Chính Dương Tông vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn trưởng lão đều xuất động, từng cái thân phụ linh quang, nhảy lên không mà đi, như từng khỏa tinh thần, có thể dùng đêm đen như mực, trở nên rực rỡ chói mắt. Không chỉ là trưởng lão, rất nhiều thực lực không kém đệ tử, cũng đều bị kêu lên, đem từng cái đường dễ thủ đến nghiêm nghiêm thật thật, có nhiều địa phương có top 5 top 3 đệ tử, tại trưởng lão dẫn đầu xuống nghiêm mật lục soát. Thật sự là thật to gan, vậy mà tại Chính Dương Tông địa bàn bên trên nháo sự. Trên một ngọn núi, Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí không khỏi sờ lên cái cằm, trong mắt còn thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên. Như hắn Thanh Vân Tông như vậy, cái khác đến xem lễ Tam Tông thi đấu thế lực tự nhiên cũng đều đã bị kinh động, Đông Nhạc Thượng Quan gia, Nam Cương Tề gia, Bắc Xuyên Vương gia, Tây Thục Tư Đồ gia Chính Dương Tông địa để thế giới. Diệp Thiên ỉu xìu không kéo mấy ngồi tại một cái tráng kiện linh mạch phía trên, vô kế khả thi hắn, chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Hắn đã nghĩ đến trên trăm loại chạy trốn phương pháp, nhưng kết quả là chỉ có một cái, chết. Lần này thất bại. Diệp Thiên hung hăng xoa mi tâm, hối hận không nên cùng Gia Cát Vũ, cái này không đứng đắn nhi hàng trộm cái gì đại địa linh mạch, đến mức bây giờ bị vây ở cái này địa để thế giới bên trong. Giống, giống. Bỗng nhiên, từng đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, để Diệp Thiên giật mình thoáng cái đứng lên. Lại là thanh âm như vậy. Diệp Thiên nhíu thoáng cái lông mày. Nói đến, hắn đối cái này tiếng long ngâm cũng không lạ lẫm. Bởi vì dạng này tiếng long ngâm hắn từng nghe qua, kia là tại Hằng Nhạc Tông nội môn phía sau núi lúc, cũng chính là hắn cùng Tạ Vân bọn hắn bị Tề Dương bọn hắn vây công đêm hôm đó, hắn liền nghe từng tới dạng này tiếng long ngâm. Một mực đến nay, hắn đều coi là đêm đó là ảo giác, bởi vì Tạ Vân bọn hắn không nghe thấy, chỉ có hắn nghe được. Bây giờ, có thể tại Chính Dương Tông địa để thế giới, nghe được cái này tiếng long ngâm, để hắn cảm thấy kinh ngạc, cái này tiếng long ngâm đơn giản đều là giống nhau như đúc. Mà lại so Hằng Nhạc Tông nội môn phía sau núi một lần kia nghe được rõ ràng hơn. Giống, giống. Trong lúc suy tư, Diệp Thiên lại nghe thấy kia hồn trầm tiếng long ngâm. Theo bản năng, Diệp Thiên bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân, bởi vì kia tiếng long ngâm chính là từ đại địa linh mạch phía dưới truyền đến. Đại địa linh mạch phía dưới lại còn có huyền cơ. Diệp Thiên con mắt nhắm lại thoáng cái, mở ra mắt trái của mình Tiên Luân Nhãn. Tiên Luân Nhãn con người chuyển động thoáng cái. Con người phía trên cái kia đạo tiên luân ấn ký cũng theo đó chớp động, để hắn xuyên thấu qua đại địa linh mạch, thấy rất rõ phía dưới huyền cơ. Cái này xem xét cũng không cần gấp, Diệp Thiên sắc mặt lập tức thay đổi, để hắn theo bản năng lui về sau một bước, bởi vì hắn thấy được một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, kia con ngươi màu đỏ ngòm trừng vạc nước lớn như vậy. Trong lúc khiếp sợ, hắn lúc này mới thấy rõ ràng kia là vật gì, kia là một đầu cự long, chuẩn xác hơn tới nói là một đầu hư ảo cự long, giống như là linh hồn thể. Bị vô số phù văn liên khóa tại một tòa trừng vạn trượng khổng lồ tế đàn bên trên. Kia đó là cái gì? Diệp Thiên sắc mặt xoát thoáng cái trắng bạch xuống dưới, nhìn xem cặp kia cự đồng, có một loại tâm thần muốn bị thôn phệ cảm giác. Chủ yếu nhất là kia hư ảo cự long, thật sự là quá to lớn, so với hắn thấy qua bất luận một loại nào yêu thú còn lớn hơn, quanh quẩn ở nơi đó, giống như một ngọn núi, mặc dù đứng tại nó phía trên, nhưng Diệp Thiên cũng cảm giác chính mình là một con kiến hôi. Đại địa linh mạch phía dưới, lại còn phong ấn dạng này một tôn quái vật khổng lồ. Diệp Thiên bị cả kinh trái tim bịch bịch nhảy lên.
lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thiên xem kia hư ảo cự long đồng thời, kia hư ảo cự long vậy mà nói chuyện, thanh như lôi chấn, chấn động đến Diệp Thiên tâm thần suýt nữa thất thủ. Ngươi tại sao có thể có lục đạo tiên luân nhãn? Hư ảo cự long trong mắt lóe lên một vệt thần quang, một đôi cự đại con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên mắt trái, tựa như có thể xem thấu hết thảy. Diệp Thiên trong lòng run lên, không khỏi sinh lòng cảnh giác, lục đạo tiên luân nhãn bí mật không có người biết, lại bị hư ảo cự long một chút khám phá, để hắn làm sao không chấn kinh. Phía dưới, kia hư ảo cự long không chờ nghe được Diệp Thiên trả lời, liền liếc qua Diệp Thiên, không muốn nói có thể không nói, ta đối với ngươi làm thế nào đạt được lục đạo tiên luân nhãn cũng không có hứng thú, chẳng bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào giao dịch gì. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là nói chuyện, nhìn chăm chú phía dưới hư ảo cự long. Ta có thể an toàn đưa ngươi đưa ra lấy địa để thế giới. Thái hư cổ long u u một tiếng, mà xem như hồi báo, ngươi muốn giúp ta xông phá phong ấn. Nghe vậy, Diệp Thiên hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Không thể không nói, hư ảo cự long lời nói hoàn toàn chính xác đả động hắn, để hắn giống như tại trong đêm đen, thấy được một vòng ánh dạng đông. Bất quá, nghĩ đến hư ảo cự long thân phận, Diệp Thiên lại tạm thời chế trụ kích động tâm tư. Cái này hư ảo cự long bị phong ấn ở đại địa linh mạch phía dưới, mà lại hình thể như thế cự đại, liền xem như linh hồn thể, cũng nhất định kinh khủng dọa người. Cái này nếu là cấp cứu ra ngoài, trời mới biết là phúc hay là họa. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên nhìn về phía hư ảo cự long, giao dịch có thể, nhưng tiền để cũng phải để ta biết ngươi là ai, vì sao lại bị phong ấn ở nơi này. Ta là Thái hư cổ long. Thái hư cổ long Diệp Thiên con mắt trong nháy mắt chừng đến thẳng tắp, khắp khuôn mặt đầy chính là kinh hãi. Thái hư cổ long, cái này lai lịch nhưng lớn lắm đi. Tương truyền, xa xôi thái cổ thời đại, có một loại chủng tộc đáng sợ, có thể nói là long tộc tiên tổ, huyết mạch cực kỳ cường đại, từng một lần hùng bá thái cổ, là thế gian này chí cao vô thượng chúa tể. Nhưng, thái cổ về sau, cái này kinh khủng chủng tộc tự mai danh ẩn tích, thế gian lưu lại cũng chỉ có bọn chúng truyền thuyết, càng thêm không có người thực sự được gặp thái hư cổ long. Đây là một cái cổ lão bí mật, Diệp Thiên cũng là từng, tại một bộ tàn phá bí quyển bên trong gặp qua đôi câu vài lời. Nhưng chưa từng nghĩ đến thế gian này thật là có thái hư cổ long, mặc dù chỉ là long hồn hình thái, nhưng đã từng là thế gian này chúa tể. Kinh hãi sau khi, Diệp Thiên một bên lại tách ra lên ngón tay, nhỏ giọng tính toán, hỗn độn, hồng hoang, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cái này tối thiểu có mấy chục vạn năm năm tháng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không khỏi thăm dò tính nhìn thoáng qua thái hư cổ long, ngươi thật sự là thái cổ thời đại sinh vật thái hư cổ long không nói gì, chỉ là mí mắt run rẩy thoáng cái. Xem như gật đầu. Vậy làm sao có thể? Diệp Thiên cuống quýt nói, thái cổ cự ly thời đại này tối thiểu có mấy chục vạn năm năm tháng, bằng vào ta biết, thái cổ niên đại sinh. Vật sớm đã tuyệt tích, làm sao còn có người sống sót, lại nói, ngươi có thể sống mấy chục vạn năm ta chỉ là thái hư cổ long một tia tàn hồn. Thái hư cổ long biết Diệp Thiên không tốt lừa gạt, cuối cùng vẫn là nói ra tình hình thực tế. Như lời ngươi nói, của ta chân thân sớm đã tại thái cổ liền đã tịch diệt. Vô số tuế nguyệt bên trong, tàn hồn mới dần dần có linh trí, cũng chính là ta hiện tại hình thái. Người nói như vậy, vậy ta ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Thiên thở dài một hơi, không phải vậy thật có một cái sống mấy chục vạn năm sinh vật, vậy thật đúng là lật đổ thế giới này tất cả nhận biết. Có thể nói chuyện chúng ta giao dịch sao? Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thiên. Ngươi vẫn không trả lời ta một vấn đề khác, ngươi vì sao lại bị trấn áp tại cái này chính dương tông địa để thế giới? Diệp Thiên nhìn xem thái hư cổ long hỏi. Nghe đến lời này, thái hư cổ long cực đại trong con mắt, lóe ra vô cùng băng lãnh hàn mang, để Diệp Thiên toàn thân lạnh từ đầu tới chân. 3.000 năm trước, ta vừa mới thức tỉnh linh trí, tự tao ngộ các ngươi tham lam nhân loại tu sĩ, cũng chính là trong miệng các ngươi tam tông thủy tổ, huyền thần, hắn đem ta hư nhược long hồn chém thành ba đạo, phân biệt phong ấn tại hắn ba cái đệ tử thể nội, mà ta, liền là trong đó một đạo. Nghe nói lời ấy, Diệp Thiên ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Đối với tam tông thủy tổ huyền thần, hắn vẫn là nghe qua, năm đó khai sáng đại sở đệ nhất đại môn phái, đại sở huyền tông. Mà bây giờ tam tông, vốn là cùng thuộc đại sở huyền tông. Huyền thần tọa hạ có tam đại đệ tử, Ngọc Cơ, Quảng Long cùng Vân Khâu. Huyền thần sau khi chết, hắn ba cái đệ tử kéo dài hắn truyền thừa, nhiều đời truyền thừa, kéo dài không ngừng. Nhưng không biết vì cái gì, 2.000 năm trước, đại sở huyền tông nội loạn, nhắc lên kinh thiên hạo kiếp, mà bây giờ hùng bá đại sở phương Bắc thị huyết điện, chính là vào lúc này quật khởi. Cho đến 1.000 năm trước, đại sở huyền tông nội loạn mới lắng lại, nhưng đại sở huyền tông cũng là chỉ còn trên danh nghĩa, thực lực sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Cùng một năm ở giữa, huyền thần đại đệ tử Ngọc Cơ hậu bối khai sáng Chính Dương Tông, nhị đệ tử Quảng Long hậu bối khai sáng Thanh Vân Tông,
mà tam đệ tử Vân Khâu hậu bối thì khai sáng Hằng Nhạc Tông, Tam Tông bởi vậy được đến. Ta chỉ biết Tam Tông nguồn gốc, cũng không biết ở trong đó còn có Thái Cổ Long Hồn dạng này một cái bí mật. Diệp Thiên tự mình lẩm bẩm, năm đó yêu long họa loạn đại sở, huyền thần thủy tổ trảm chi, chẳng lẽ nói liền là Thái Cổ Long Hồn nghĩ tới đây. Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, người nói năm đó huyền thần đem Thái Cổ Long Hồn chém thành ba đạo, phân biệt phong ấn tại ba cái đệ tử thể nội, nói như vậy, Thanh Vân Tông cùng ta Hằng Nhạc Tông cũng có giống như người Thái Cổ Long, hồn Thái Hư Cổ Long, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại vẫn gật đầu. Diệp Thiên nhíu mày thoáng cái, trong mắt có một đạo tinh quang bỗng nhiên hiện lên, tự lẩm bẩm, nói như vậy, ngày đó ta tại nội môn phía sau núi nghe được tiếng long ngâm, liền là Thái Cổ Long Hồn phát ra tới. Ngươi bây giờ biết các ngươi nhân loại tu sĩ có bao nhiêu ti tiện đi. Gặp Diệp Thiên trầm ngâm, Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Thiên chính Dương Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tưởng rằng chính mình nhìn lầm, kinh dị âm thanh trong nháy mắt liên tiếp. Thấp hèn không ti tiện ta không biết, nhưng ta cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên đi. Diệp Thiên nói, vẫn không quên đưa mắt nhìn Thái Hư Cổ Long một chút. Mà lại, ta biết lịch sử cùng ngươi nói tới có chút sai lệch, năm đó là ngươi họa loạn đại sở trước đây, ta huyền thần thủy tổ mới ra tay chảm ngươi. Lịch sử đều là bởi bên thắng đến viết lên. Thái Hư Cổ Long lạnh lùng một tiếng. Cái kia, hiện tại chúng ta vẫn là trước nói chuyện chúng ta giao dịch đi. Diệp Thiên trực tiếp chuyển đổi chủ đề, ngươi nói ngươi có thể đem ta an toàn đưa ra ngoài mặc dù ta bị phong ấn, nhưng an toàn đưa ngươi đưa ra ngoài lực lượng vẫn phải có. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, nếu là giao dịch, ta cứu ngươi ra ngoài. Ngươi cũng muốn giúp ta thoát hiểm. Ngươi mạnh như vậy đều không thể xông phá phong ấn. Ta một cái nhân nguyên cảnh có thể làm cái gì? Hiện tại không được, không có nghĩa là ngày sau không được. Thái Hư Cổ Long rất có thâm ý nhìn Diệp Thiên một chút. Ta nhìn ra được, ngươi thật không đơn giản. Như cho ngươi đầy đủ thời gian, năm nào hẳn là pháp lực thông thiên hạng người. Ý của ngươi là trước đưa ta ra ngoài, đợi ngày sau ta cường đại, trở lại cứu ngươi không phải vậy dùng ngươi bây giờ tu vi. Có thể giúp ta xông phá phong ấn sao vậy ngươi cứ như vậy. Khẳng định ta hội trở lại cứu ngươi. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Ngươi hội? Thái Hư Cổ Long ánh mắt chớp lên một cái, u cười một tiếng, có lẽ ngươi có thể gỡ ra y phục nhìn xem trước ngực của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thiên nhướng mày, nhưng vẫn là nhanh chóng gỡ ra quần áo của mình, đập vào mắt liền thấy được trước ngực mình có một đạo phát sáng long hình phù văn, lúc này chính chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Mà lúc này, hắn cũng cảm thấy không đúng, tựa như toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn đều bị lạc ấn một loại 10 phần nguy hiểm chú ấn. Kia là ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc cấm kỵ nguyền rùa. Diệp Thiên nhíu mày thời điểm, Thái Hư Cổ Long cười lạnh nói, nếu ngươi vi phạm với chúng ta ở giữa lời hứa, ắt gặp vạn kiếp diệt thân. Ngươi cũng điên rồi. Diệp Thiên trong mắt bỗng nhiên chớp động lên hàn quang. Không có cách, cùng các ngươi nhân loại làm giao dịch, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thái Hư Cổ Long cười lạnh, ngươi chỉ có thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ngươi như còn chưa giúp ta thoát thân. Kia nguyền rùa nhất định ứng nghiệm, ngươi sẽ ở nguyền rùa phía dưới hóa thành kiếp cho. Còn có, đừng vọng tưởng hủy đi nguyền rùa, bởi vì tại thế gian này, chỉ có ta có thể giải khai kia nguyền rùa. Tự nhiên, trong vòng 10 năm, ngươi như giúp ta thoát khốn, kia nguyền rùa hội tự hành tiêu tán. Nghe ngươi ý tứ này, ta là không được chọn thôi. Diệp Thiên giang tay ra. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, bởi vì ta có thể để ngươi không cần chết. Ngươi không cần phải nói dễ nghe như vậy. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cứu ta, không phải cũng là có mục đích sao? Nói thực ra, ta rất chán ghét bị uy hiếp cảm giác, thật muốn hiện tại tự vung một cái đại chiêu cho ngươi. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long to lớn trong con mắt hiện lên một tia hí ngược, tiểu tử, lục đạo tiên luân nhãn cũng không phải đối với người nào đều quản dùng. Nghe vậy, Diệp Thiên nhướng mày, hắn nói tới đại chiêu, không phải liền là tiên luân nhãn cấm thuật sao? Nhưng Thái Hư Cổ Long dường như có thể nhìn thấu hắn, cũng rất giống cũng không e ngại tiên luân nhãn cấm thuật thiên chiếu. Đối với điểm này, Diệp Thiên sẽ không chất vấn. Thái Hư Cổ Long, thái cổ thời đại chí tôn nhất tộc, mặc dù bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nhưng cũng không là bình thường đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên sợ, ho khan một tiếng, cái kia, ngươi vẫn là đem ta đưa tiễn đi. Cái này địa phương ta một phút cũng không muốn chờ lâu, còn có ngươi cái này quái vật khổng lồ, ép tới ta không thở nổi. Ngươi xác định hiện tại muốn đi? Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú hỏi một câu. Đi, hiện tại tự đi. Nơi này chính là có đại địa linh mạch. Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng, đối với tu sĩ mà nói, nơi này chính là tu luyện thánh địa, ở chỗ này tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được bên ngoài một tháng. Huống hồ, đại địa linh mạch ảo diệu cũng xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có trợ giúp cảm ngộ thiên địa chi lực nha. Đạo lý ta tự nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta không muốn ở chỗ này tu luyện. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm,
nói, bất quá ta lại không ra ngoài, sư phụ ta bên kia, thật là muốn sai lầm. Dạng này, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, vậy liền lưu một đạo phân thân ở chỗ này đi. Lưu phân thân ở chỗ này hấp thu đại tinh nguyên, lại thông qua phân thân cùng bản tôn liên hệ, có thể tới truyền về thua đại tinh nguyên, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Phương pháp kia thật là không tệ. Diệp Thiên con mắt lập tức trở nên sáng như tuyết, đến, nhanh dạy ta phân thân bí thuật. Ngươi cứ như vậy xác định ta biết phân thân bí thuật, nhìn xem vui vẻ Diệp Thiên, Thái Hư Cổ Long ung dung cười một tiếng. Ngươi là Thái Hư Cổ Long mà. Có cái gì là ngươi sẽ không? Diệp Thiên một mặt tươi cười, hai mắt chừng đến căng tròn nhìn xem Thái Hư Cổ Long, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta nếu là mạnh lên, cũng có thể sớm một ngày cứu ngươi ra ngoài, không phải sao, xem ra ngươi cũng không ngốc mà. Thái Hư Cổ Long lười biếng lườm Diệp Thiên một chút, sau đó chỗ mi tâm có một vệt thần quang bay ra, chui vào Diệp Thiên não hải. Cảm giác có khổng lồ bí tông truyền vào não hải, Diệp Thiên cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trong đầu, Thái Hư Cổ Long đánh vào một vệt thần quang, đã hóa thành lít nha lít nhít văn tự, trong lúc đó còn có từng đạo hư ảo hình người hiển hiện, trợ giúp Diệp Thiên tại thời gian ngắn nhất tu luyện phân thân bí pháp. Thái Hư phân thân. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, đây cũng là Thái Hư Cổ Long truyền cho hắn bí thuật danh tự. Địa để thế giới lâm vào yên lặng, Diệp Thiên như lão tăng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích chút nào, đắm chìm trong bí thuật lĩnh ngộ bên trong. Phía dưới, lười biếng cái này nằm rạp trên mặt đất Thái Hư Cổ Long, không chỉ một lần nhấc lên mí mắt đi xem Diệp Thiên, to lớn đồng tử bên trong thỉnh thoảng có tinh quang hiện lên, lục đạo tiên luân nhãn, cửu thiên tiên hỏa, ma huyết, thiên lôi, đế giáp, cái này nhân nguyên cảnh tiểu tử, đến cùng là lai lịch gì? Vọng Nguyệt Các, Dương Đỉnh Thiên mấy người lẳng lặng đứng lặng, trong mắt đều lóe mịt mờ bất định ánh mắt. Sư huynh, dùng ngươi xem ra, cái kia đại náo, chính Dương Tông cường giả bí ẩn, ra sao lai lịch? Sở Huyên Nhi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, người kia tu vi là chuẩn thiên cảnh, tại đại sở có thể có như thế tu vi người, cũng chỉ có mấy cái như vậy, có lẽ là Thanh Vân Tông lão tổ, có lẽ là Thị Huyết Điện cường giả, là ta Hằng Nhạc Tông lão tổ cũng khó nói. Tu vi tại chuẩn thiên cảnh cường giả, cũng có thể. Theo ta nhìn, liền là kia Gia Cát Vũ. Bàng Đại Xuyên nhéo nhéo cằm ria mép, mặc dù là cái tiền bối, nhưng hắn hành sự phong cách, toàn bộ đại sở đều biết, hắn tại địa phương, nhất định náo nhiệt. Hiện tại xem ra, Gia Cát Vũ hiểm nghi đích thật là lớn nhất. Dương Đỉnh Thiên cũng theo đó nhẹ gật đầu. Hỏng, Diệp Thiên không phải liền là bị Gia Cát lão, đầu nhi mang đi sao? Sở Linh Nhi một câu đánh thức hiện trường mấy người. Trong nháy mắt, mấy người lông mày bỗng nhiên nhíu lại tới. Mọi người nhíu mày ở giữa, đã có ba cái chính Dương Tông trưởng lão khống chế Trường Hồng mà đến, rơi vào Vọng Nguyệt Các trước. Không biết ba vị đạo hữu đêm khuya tới đây, có gì chỉ giáo? Dương Đỉnh Thiên nhìn chung quanh thoáng cái ba người. Dương Tông chủ, đêm khuya tới đây, có nhiều quấy rầy, còn xin thứ tội. Cầm đầu một cái chính Dương Tông trưởng lão tiến lên một bước, nói, hôm nay có thần bí chi nhân tự tiện xông vào ta chính Dương Tông cấm địa, còn xin chư vị đạo hữu phối hợp một chút. Ngươi có ý tứ gì? Đạo Huyền chân nhân hử lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại quý tông tưởng rằng ta Hằng Nhạc Tông người tự tiện xông vào cấm địa, cũng không bài trừ khả năng này. Cái kia chính Dương Tông trưởng lão trong giọng nói mang theo âm dương quái điều, cười lạnh nói, đã không phải chư vị đạo hữu gây nên, cha một chút cũng không sao, như cũng không phải là Hằng Nhạc Tông gây nên, chúng ta chắc chắn sẽ dập đầu tạ tội. Chê cười. Bàng Đại Xuyên lạnh quát một tiếng, chính Dương Tông cũng quá khinh người quá đáng. Bàng sư đệ. Dương Đỉnh Thiên đã tham dự, vuốt râu cười nói, bọn hắn nghĩ cha, tự cho bọn hắn cha, chúng ta làm được mang làm chính, không phải vậy chư vị chính Dương, Tông đạo hữu thật đúng là cho là ta các loại là có tật giật mình. Vẫn là Dương Tông chủ rõ lý lẽ. Kia chính Dương Tông trưởng lão u cười một tiếng, sau đó đôi mắt nhắm lại vẫn nhìn Dương Đỉnh Thiên bọn người. Nhìn một vòng về sau, kia chính Dương Tông trưởng lão mới cười nhìn Dương Đỉnh Thiên, Dương Tông chủ, làm sao không thấy quý Tông Diệp Thiên? Thái Hư phân thân, hiển. Địa để thế giới, theo Diệp Thiên hét lên một tiếng, một cỗ kim sắc vân khí theo trên người hắn toát ra, sau đó tại bên người của hắn không ngừng hội tụ, cho đến huyễn hóa thành hình người, mà này hình người bộ dáng, liền là hắn Diệp Thiên bộ dáng. Đúng vậy, Diệp Thiên đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới bên cạnh thân đạo này vừa mới ngưng tụ ra Thái Hư phân thân. Tu vi chỉ có ngưng khí tam trọng sao? Diệp Thiên sờ lên cái cằm. Đến, thử một lần. Tâm niệm vừa động, Diệp Thiên mệnh lệnh phân thân của mình xếp bằng ở một đầu linh mạch phía trên. Rất nhanh, phân thân của hắn liền tự hành thôn nạp đại tinh nguyên, tựa như hang không đáy thôn tính ngưu hút lấy, mà xem như bản tôn Diệp Thiên, đạt được phân thân truyền thâu, cũng đã nhận được chỗ tốt, tâm thần vì đó rung một cái. Thực là không tồi. Diệp Thiên xoa xoa đôi bàn tay,
hai mắt đặt vào ánh sáng, ngày sau như cùng người tác chiến tiêu hao quá lớn, có thể thông qua phân thân theo đại địa linh mạch nơi này hấp thu bổ sung, cùng ta tự mình hấp thu đại địa linh mạch cơ bản cũng không có gì khác nhau. Kinh hỉ phía dưới, Diệp Thiên nhìn về phía dưới Thái Hư Cổ Long, cái kia, ta đem phân thân lưu tại nơi này, nếu là chính Dương Tông người vào đây, phát hiện làm sao bây giờ, ta cũng không muốn để cho người ta biết ta tới qua nơi này. Không phải còn có ta sao? Thái Hư Cổ Long lườm Diệp Thiên một chút, yên tâm, ta bảo đảm ngươi phân thân không việc gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy ngươi nếu là nói như vậy, ta tự nhiều cả hai cái. Diệp Thiên nói, lần nữa kết động thủ ấn, xúc sinh hắn, một hơi lại ngưng tụ ra tám đạo phân thân. Tám đạo phân thân nhao nhao khoanh chân ngồi ở tám đầu tiểu linh mạch bên trên, dạng này tính đến, tăng thêm trước đó một đạo phân thân, tổng cộng là chín đạo phân thân. Chín đạo phân thân hấp thu đại tinh nguyên tốc độ, là một đạo phân thân hấp thu đại tinh nguyên tốc độ 9 lần. Diệp Thiên đã rõ ràng cảm nhận được theo chín đạo phân thân nơi đó, chuyển đến bàng bạc tinh nguyên. Lại đến hai cái. Được chỗ tốt, Diệp Thiên cười hắc hắc, liền muốn lần nữa kết động thủ ấn ngưng tụ phân thân. Ngừng ngừng ngừng. Lần này, Thái Hư Cổ Long không bình tĩnh, trực tiếp kêu dừng, tức giận mắng, bảo hộ ngươi chín đạo phân thân đã là cực hạn của ta. Nhiều hơn nữa, ta cũng bất lực, dù sao ta còn tại phong ấn trạng thái. Lý giải. Diệp Thiên cười hắc hắc, ám đạo cũng không thể quá tham lam, chín đạo phân thân cùng nhau hấp thu, có được. Đại tinh nguyên cũng là dị thường bằng bạc. Ngươi có thể đi, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thái Hư Cổ Long Long chỉ gảy nhẹ, một vệt thần quang bay lên, rơi vào Diệp Thiên dưới chân, dùng Diệp Thiên làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Yên tâm, sẽ không quên. Diệp Thiên nhẹ nhàng khoát tay áo, tại vòng xoáy chuyển động dưới, trong nháy mắt biến mất tại nơi này. Sư, Diệp Thiên chỉ gặp thần quang lóe lên, xuất hiện lần nữa, đã thân ở một cái trụi lùi tiểu sơn đầu nhi. Đây là đâu? Hiện thân về sau, Diệp Thiên cuống quýt đảo mắt bốn phía. Đập vào mắt, hắn liền thấy được từng tòa mây mù lượn lờ hạ Linh Sơn, cùng Linh Sơn chu bên cạnh từng tòa đại khí bàng bạc lầu các cung điện. Còn tốt, chính Dương Tông. Diệp Thiên thở dài một hơi, Thái Hư Cổ Long đem hắn làm ra. Lục soát, tỉ mỉ lục soát. Vừa mới buông lỏng một hơi Diệp Thiên, liền nghe được trong hư không từng đạo quát lạnh thanh âm. Diệp Thiên lúc này mới nhìn thấy trong hư không một đạo đạo nhân ảnh, từng cái ngự không mà đi, toàn thân quanh quẩn người linh quang, giống như từng khỏa tinh thần. Hỏng. Diệp Thiên thầm kêu không tốt, hắn không ngốc, đêm khuya chính Dương Tông như thế lớn chiến trận, nhất định là tại lục soát không có ở chỗ ở người, chuẩn xác hơn là tại lục soát hắn cùng Gia Cát lão đầu nhi. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thiên cuống quýt khởi hành, liền muốn nhảy xuống sườn núi nhỏ. Nhưng, còn chưa xê dịch bước chân, hơn 10 đạo thân ảnh đã theo bốn phương tám hướng nhảy lên không mà đến, chớp mắt rơi vào đỉnh núi nhỏ, nhìn kỹ, Dương Đỉnh Thiên, Sở Huyên Nhi, Đạo Huyền Chân Nhân, còn có chính Dương Tông Ngô Trường Thanh các loại mấy cái trưởng lão đều ở trong đó. Diệp Thiên, ngươi lại còn dám trở về. Ngô Trường Thanh hét to một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra, ép tới Diệp Thiên kém chút nằm rạp trên mặt đất. Ngô trưởng lão, không có chứng cứ nhất định là đồ nhi ta, làm ta không tồn tại sao? Sở Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, so với Ngô Trường Thanh không kém khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, cường thế tháo bỏ xuống Diệp Thiên trên người uy áp. Vậy ta ngược lại thật sự là muốn nghe xem hắn có cái gì lý do thoái thác. Ngô Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn, tự sẽ cho ngươi bàn giao. Sở Huyên Nhi đối chọi gay gắt, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, vấn đạo, Diệp Thiên, ngươi không phải bị Gia Cát tiền bối mang đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn nói hắn có chuyện gì, sau đó tự không có ảnh nhi, đem ta đặt ở nơi này. Diệp Thiên giả vờ ngây ngốc, thời gian không phải là dùng để trưng cho đẹp, diễn cũng là ăn vào gỗ sâu ba phân, một bộ người vật vô hại biểu lộ, cho dù ai nhìn đều là một hài tử ngoan. Đã ra Cát Vũ đi, ngươi vì cái gì không trở về Vọng Nguyệt Cát? Ngô Trường Thanh một đôi sắc bén lão nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ta tại cái này ngắm sao? Xem tinh. Ngô Trường Thanh bị Diệp Thiên một câu chắn đến không có thể nói ra nói đến. Chính Dương Tông đều loạn thành một bầy, ngươi còn có tâm tình ngắm sao? Lại nói, hơn nửa đêm chạy cái này chim không thèm ị ngọn núi nhỏ ngắm sao? Nói ra ai sẽ tin? Sư phó, đến cùng thế nào? Diệp Thiên ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Trong nhà người ta ném đồ vật, a chuẩn xác hơn tới nói là có người trộm vào nhân gia cấm địa, không phải sao? Chính khắp thế giới bắt tiểu thâu chút đấy. Sở Huyên Nhi nhún vai, mà lại lời nói còn mang theo âm dương quái giọng ngữ khí, không tại chỗ ở người, cũng có thể là kẻ trộm. Sở dĩ lặc, nhân gia cho là ngươi cũng có trọng đại hiểm nghi. Móa, không nghĩ, Sở Huyên Nhi vừa mới dứt lời, Diệp Thiên liền ngay trước một đám lão gia hỏa sói chu một cuống họng, không chỉ là Sở Huyên Nhi, liền Ngô Trường Thanh cùng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn cũng bị cả kinh giật mình thoáng cái. Ngô trưởng lão,
Chính Dương Tông còn có cấm địa. Diệp Thiên ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Trường Thanh, ta trước kia tại Chính Dương Tông thời điểm thế nào cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì, có tư cách biết không? Ngô Trường Thanh lạnh lùng một tiếng, ngôn từ không thêm mảy may tị húy. Điều này cũng đúng. Diệp Thiên thổn thức tắc lưỡi một tiếng, trước kia ta chính là Chính Dương Tông ngoại môn một cái không đáng chú ý tiểu đệ tử, tự nhiên không có tư cách biết, bất quá Ngô trưởng lão nói ta trộm nhập cấm địa, vậy nhưng thật sự oan uổng ta. Ta đều không biết có cấm địa chuyện này, lại nói, nếu là cấm địa, nhất định có tu vi cao thâm trưởng lão trông coi đi. Ngài nói ta một cái nhân nguyên cảnh tiến vào được sao nha? Lui một bước tới nói, coi như ta tiến vào được, ta dám vào đi sao? Ta đầu óc lại không nước vào. Diệp Thiên lưu loát nói một tràng, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng, đỉnh Ngô Trường Thanh một câu không nói ra. Đủ rồi. Ngô Trường Thanh thình lình một tiếng, cắt ngang Diệp Thiên lời nói, một gương mặt mo âm trầm cùng quả cà tựa như. Dù sao ta ngay tại cái này. Ngắm sao đâu? Diệp Thiên một bộ lợn chết không sợ nóng tư thế. Ngắm, sao lừa gạt quỷ đâu? Ngô Trường Thanh lạnh lùng một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Thiên là đang nói láo. Lúc nửa đêm tại cái này ngắm sao, ai sẽ tin? Huống hồ Diệp Thiên là Gia Cát Vũ bị mang đi, hiện tại Gia Cát Vũ người không tìm được, ở trong đó tất có mánh khóe. Ngô trưởng lão, Dương Đỉnh Thiên lúc này đã tham dự, vuốt râu cười nói, Diệp Thiên nói không phải không có lý, hắn một không biết có cấm địa. Hai không biết cấm địa ở nơi nào, còn như cái này điểm thứ ba, thì càng không khả năng, hắn một cái nhân nguyên cảnh tiến vào được cấm địa, hắn lại không ngốc, đi nơi nào muốn chết phải không? Lại nói, bắt trộm bắt tang, chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Thiên đêm khuya ở chỗ này ngắm sao, tự kết luận hắn cùng việc này có quan hệ, có phải hay không quá trò đùa, vẫn là nói ngươi căn bản cũng không có đem ta Hằng Nhạc Tông để vào mắt. Nói đến đây, Dương Đỉnh Thiên không minh đỉnh phong khí thế chậm rãi bộc lộ ra. Mặc dù trên mặt nụ cười, lại là tự mình cho Ngô Trường Thanh không nhỏ áp lực. Ngô Trường Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm. Chư vị, Diệp Thiên có hay không hiểm nghi? Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, một mình hắn hoàn toàn chính xác vào không được cấm địa. Nhưng các ngươi cũng đừng quên còn có một cái Gia Cát Vũ, bởi Gia Cát Vũ mang theo, cũng không phải là không thể được. Vậy liền đúng, đi ngươi tìm Gia Cát Vũ không được sao? Đạo Huyền Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Ta! Ngô Trường Thanh bị Đạo Huyền Chân Nhân một câu chắn đến á khẩu không trả lời được. Lão tử nếu là tìm được Gia Cát Vũ, còn cần cùng các ngươi tại cái này nói linh tinh? Lúc này, lại có một thân ảnh nhảy lên không mà đến, rơi vào Ngô Trường Thanh bên cạnh, đưa lỗ tai nhỏ giọng nói một câu, Ngô trưởng lão, Gia Cát Vũ tìm được. Tìm được? Ngô Trường Thanh ánh mắt sáng lên, ở nơi nào? Đối diện sườn núi nhỏ bên trên ngắm sao đâu? Kia trưởng lão nhỏ giọng nói, vẫn không quên chỉ xa xôi đối diện một cái sườn núi nhỏ, lờ mờ có thể thấy, được nơi đó có một cái lão đầu nhi chính vảnh lên chân bắt chéo nhi nhìn xem tinh, không. Xem tinh. Ngô Trường Thanh một hơi không có đi lên, kém chút bạo khiêu, hơn nửa đêm, người ngắm sao, hắn cũng ngắm sao, các ngươi mẹ nó có phải hay không rảnh rỗi, tìm ta Chính Dương Tông đến xem ngôi sao? Thông chi trưởng môn sư huynh. Ngô Trường Thanh mặt mo xanh xám, cuối cùng nhìn Dương Đỉnh Thiên bọn hắn một chút, sau đó hất lên ống tay áo bước vào hư không, chạy đối diện sườn núi nhỏ mà đi. Gia Cát Vũ, ta ngược lại muốn xem ngươi có gì lý do thoái thác. Không chỉ là Ngô Trường Thanh, Chính Dương Tông bốn phương tám hướng đều có thần cầu vòng bay vụt, phương hướng chính là Gia Cát Vũ chỗ ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Ngô Trường Thanh sau khi đi, Diệp Thiên trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi, không có chứng cứ, Ngô Trường Thanh cũng không thể nói cái gì, cái này dù sao quan hệ đến hai tông, hắn cũng là không lo lắng Gia Cát Vũ sẽ đem hắn khai ra, kia lão đầu nhi so với hắn còn có thể thổi. Trở về nói, Dương Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Thiên, cái thứ nhất bước vào hư không, Đạo Huyền Chân Nhân bọn hắn nhao nhao đuổi theo. Trở về. Diệp Thiên cũng chuẩn bị muốn theo sau, lại bị Sở Huyên Nhi một tay xách lên, hướng về Vọng Nguyệt Các này tòa đỉnh núi mà đi. Mọi người sau khi đi, xa xôi đối diện sườn núi nhỏ lập tức chuyển đến Gia Cát Vũ sói chu tựa như, mắng to âm thanh, đều hắn. Mẹ ăn nhiều chết no đi. Hoài nghi lão tử trộm đồ, có chứng cứ sao bức lão tử bão nổi. Bên này, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn đã về tới Vọng Nguyệt Các. Người cho ta vào đây. Vừa mới bị buông xuống, cũng còn chưa chờ Dương Đỉnh Thiên bọn hắn nói chuyện, Sở Huyên Nhi tự hung hãn đem Diệp Thiên sách tiến vào trong lầu các. À, rất nhanh, quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết lập tức liền truyền ra. Chẳng biết lúc nào, tiếng kêu thảm thiết mới yên diệt xuống dưới. Trong lầu các, Diệp Thiên lại một lần nữa bị đánh sưng mặt sưng mũi, ngồi xổm ở trong góc tường, ôm đầu, giống như một cái cực khổ. Đổi phạm đồng dạng. Ngươi thật sự là học được bản sự. Sở Huyên Nhi hai tay chống nạnh, mắng Diệp Thiên liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ta thật sự là đi xem ngôi sao. Ngươi những lời này lừa gạt quỷ. Sở Huyên Nhi hung hăng trừng Diệp Thiên một chút, nói thực ra, Gia Cát Vũ có phải hay không dẫn ngươi đi Chính Dương Tông cấm địa,
ta tự kỳ quái, hắn đi xem ngôi sao, ngươi cũng đi ngắm sao, ngôi sao cứ như vậy đẹp mắt. Diệp Thiên dứt khoát không lên tiếng, gật gù đắc ý cố ý tránh ra Sở Huyên Nhi mục quang. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, tiểu tử, nơi này là Chính Dương Tông, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, không phải vậy ta cũng không bảo vệ được ngươi. Minh bạch minh bạch. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Còn có, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm ta? Sở Huyên Nhi nhìn xem Diệp Thiên, trong lời nói tràn đầy thâm ý, ngươi đã từng là Chính Dương Tông đệ tử, vì cái gì không còn sớm nói cho ta, ta nếu không hội ăn ngươi. Đây cũng không phải là, cái gì ánh sáng màu sự tình. Diệp Thiên nói, không khỏi cúi đầu. Sở Huyên Nhi còn muốn hỏi xuống dưới, nhưng cuối cùng vẫn là đã ngừng lại. Rất hiển nhiên lời của nàng lần nữa khơi gợi lên Diệp Thiên thê lương chuyện cũ. Nàng bắt đầu minh bạch, chính mình tên đồ nhi này, xa so với nàng tưởng tượng phải kiên cường hơn nhiều. Tốt, dừng ở đây rồi. Sở Huyên Nhi lời nói ôn nhu một phần, không muốn bức Diệp Thiên thật chặt, cũng quyết định không còn đối Diệp Thiên như vậy hà khắc. Không phải vậy rất có thể lần nữa phát sinh giống như Triệu Quốc như thế sự tình. Diệp Thiên lúc này còn có thể sống sinh sinh đứng tại trước mặt, đã là thiên đại may mắn. Gặp Diệp Thiên không nói lời nào, Sở Huyên Nhi phật tay đem Khôi Lỗi Tử Huyên kêu gọi ra, ta giúp ngươi chữa trị tốt. Gặp Tử Huyên hoàn hảo không sơ, Diệp Thiên đứng thẳng kéo đầu trong nháy mắt giơ lên, cười hắc hắc, cảm ơn sư phó. Ngày mai sẽ là Tam Tông thi đấu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Huyên Nhi nói, đã như một trận gió đi ra ngoài, phía sau còn có mơ mịt lời nói chuyển vào đến, lần sau, đừng cho vi sư lo lắng như vậy. Diệp Thiên khẽ giật mình, không khỏi ngốc ngốc cười cười, nhớ tới trước đó Sở Huyên Nhi vì hắn rơi lệ, trong lòng không khỏi ấm áp. Đêm khuya, Chính Dương Tông đại điện cũng không bình tĩnh. Trong điện mấy trăm đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, mà ngồi ở phía trên thành côn, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hơn nửa đêm bọn hắn bay vọt sông lên ngọn núi nhỏ kia sườn núi, chẳng những không có theo Gia Cát lão đầu nhi trong miệng nạy ra tin tức hữu dụng, ngược lại còn bị Gia Cát lão đầu nhi mắng cẩu huyết lâm đầu. Tại Chính Dương Tông mà nói, quả thực một cái tát vang dội. Sư huynh, việc này định cùng Gia Cát Vũ thoát không khỏi liên quan. Một cái trưởng lão lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Thành Côn sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi, loại trừ hắn, còn có người nào sao mà to gan như vậy dám ở ta Chính Dương Tông nháo sự, hắn nên may mắn không có bị chúng ta bắt lấy, không phải vậy tất để hắn táng thân Chính Dương Tông. Kia Hằng Nhạc Tông Diệp Thiên đâu muốn hay không mang đến tra hỏi. Một cái khác cái trưởng lão thăm dò tính nhìn xem Thành Côn, hắn nhất định cùng việc này cũng có liên quan. Hắn chỉ là một cái tiểu lâu la. Thành Côn hít sâu một hơi, Gia Cát Vũ dẫn hắn đi vào, đơn giản là muốn kéo lên Hằng Nhạc Tông. May mắn đại địa linh mạch cùng thái cổ long hồn phong ấn không có bị phá hư, không phải vậy sáng sớm, không đợi ấm áp dương quang giải đầy đại địa, từng cái trên ngọn núi đã có bóng người gấp rút động. Phóng nhãn nhìn lại, Chính Dương Tông đệ tử riêng phần mình đều đổi lại mới tinh đạo bào. Top 5 top 3 hướng về một phương mà đi. Vọng Nguyệt Các trước, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn cũng đã chờ xuất phát. Mặc dù biết rõ là thua, nhưng vẫn như cũ nhiệt tình nhi 10 phần. Tư Đồ Nam hung hăng thư triển thân thể, tiên huyết cũng đã sôi trào. Giống như người lạc quan như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Đoạn Ngự nhẹ lay động lấy chiếc phiến cười cười. Mặc kệ như thế nào, làm hết sức mà thôi. Một bên, Nam Cung Nguyệt cùng Nhiếp Phong trầm mặc như trước, chỉ là khi thì hội nhìn một chút một bên Liễu Dật. Khi thấy Liễu Dật trên mặt mang một tia bệnh trạng lúc, hai người trong mắt còn thỉnh thoảng hiện lên một tia lo lắng. Như bọn hắn như vậy, khi thì đi xem Liễu Dật còn có Diệp Thiên. Diệp Thiên hai mắt không chỉ một lần nhắm lại, dường như có thể khám phá Liễu Dật trên mặt kia một tia bệnh trạng đến từ nơi nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Dật khí tức trong người có chút hỗn loạn, khi thì cường hoành, khi thì yếu ớt. Liễu sư huynh, tình trạng của ngươi thật không tốt. Diệp Thiên nhỏ giọng nói một câu. Công pháp lên án, từ xưa đến nay. Liễu Dật mỉm cười, cũng là thản nhiên. Hai người nói chuyện, thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị Tư Đồ Nam, Nam Cung Nguyệt bọn hắn nghe được. Bọn hắn giống như hiểu rõ so Diệp Thiên càng nhiều, lại là không có nói rõ, chỉ là trong lòng âm thầm thở dài. Sư huynh, Dật Nhi cái này trạng thái. Cách đó không xa, Đạo Huyền chân nhân nhìn thoáng qua Liễu Dật, lại đem mục quang rời đến Dương Đỉnh Thiên trên thân. Hắn đạo tổn thương, ta bất lực. Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng trạng thái của hắn bây giờ, liền sáu thành chiến lực đều rất khó phát huy ra. Sở Linh Nhi cau mày. Ai? Đạo Huyền chân nhân thở dài một tiếng, ta Hằng Nhạc đệ nhất chân truyền đệ tử, liền bình thường chiến lực đều không phát huy ra được. Cái này Tam Tông thi đấu, ta Hằng Nhạc Tông nhất định bị bại vô cùng thê thảm. Tối tâm định số, sự do người làm. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, cái thứ nhất hướng về dưới núi đi đến, mọi người nhao nhao đuổi theo. Lúc này, Chính Dương Tông trước đại điện, đã là người đông nghìn nghịt, một tòa chừng ngàn trượng chiến đài tọa lạc ở trung ương, đây cũng là Tam Tông thi đấu chuyên dụng chiến đài.
chiến đài chính Đông Phương, Chính Dương Tông trưởng lão nghiễm nhiên mà ngồi, mà trên cùng liền là Chính Dương Tông trưởng giáo Thành Côn. Hắn ngược lại là vững như Thái Sơn, thỉnh thoảng nâng chung trà lên nhàn nhã nhấp một miệng nước trà, tư thái cao cao tại thượng, mà lại khóe miệng tổng hội dẫn ra một tia hí ngược ngoạn vị nụ cười, tựa như lần này Tam Tông thi đấu, liền là hắn Chính Dương Tông người biểu diễn tựa như. Đông Nhạc Thượng Quan ra đến, Nam Cương Tề ra đến, Tây Thục Tư Đồ ra đến, Bắc Xuyên Vương ra đến. Theo từng tiếng hô to, một phương mới tu luyện thế gia trưởng lão liên tiếp đến, để hội trường trong nháy mắt trở nên náo nhiệt mấy phần. Sau đó liền là Gia Cát lão đầu nhí, cất tay, vừa đi ba lắc có chút đắc ý, mà lại một đôi hèn hạ lão nhãn, thấy thế nào đều là gian dảo, đến mức đi theo phía sau hắn Bích Du, có chút xấu hổ. Cho ta nhìn chằm chằm hắn. Cao tọa bên trên Thành Côn, nhìn thấy Gia Cát Vũ về sau, sắc mặt không khỏi âm trầm một phần. Không cần hắn nói, rất nhiều trưởng lão cũng đều trong cùng một lúc khóa chặt hắn, tự cùng tựa như đề phòng cướp, không phải vậy không để ý nhi lại cho xem mất đi, có trời mới biết kẻ này hội lại làm ra cái gì xà đạm sự tình tới. Ngươi nhìn cái gì? Cảm giác có bao nhiêu người xem ra, Gia Cát lão đầu nhí dứt khoát tự gào một cuống họng. Gia Cát tiền bối, còn xin nhập tọa đi. Trước mắt bao người, Thành Côn cũng không tiện phát tác, đành phải khuôn mặt tươi cười đối mặt. Dừng. Gia Cát lão đầu nhí xem thường. Nhìn chuẩn một cái thoải mái khán đài, rất tự giác ngồi lên. Thanh Vân Tông đến. Gia Cát lão đầu nhi về sau, lại có hô to vang lên. Lời nói chưa dứt, Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí cùng liệt vị trưởng lão, đã mang theo chính mình chân truyền đệ tử đi đến. Nam đệ tử phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, nữ đệ tử ôn nhu động lòng người, ngược lại là rước lấy Chính Dương Tông đệ tử sáng như tuyết ánh mắt. Thành Côn liếc qua phía dưới, lại là không có đứng dậy, chỉ là khóe miệng động đến một tia ngoạn vị nụ cười. Hừ. Gặp Thành Côn như thế đức hạnh, Công Tôn Chí âm thầm hừ lạnh một tiếng, mang theo chính mình đệ tử đi đem đối ứng chỗ ngồi. Công Tôn đạo hữu, làm sao không thấy Lữ Chí kia tiểu oa? Công Tôn Chí vừa mới nhập tọa, một bên liền truyền đến Tây Thục Tư Đồ gia trưởng lão lời nói. Nghe được Lữ Chí danh tự, Công Tôn Chí sắc mặt tự trở nên cực độ khó coi. Lữ Chí, hắn Thanh Vân Tông chín đại chân truyền thứ hai, từng đi U Minh Hắc Thị tham kiến đấu giá, lại là tại không có trở về. Về sau hắn dùng vô thượng bí pháp dò xét, mới biết Lữ Chí đã bỏ mình, đến bây giờ hắn cũng còn không có tìm được Lữ Chí thi thể. Nghĩ đến chuyện này, Công Tôn Chí là vừa giận lại đau lòng. Lữ Chí tu vi thiên phú gần với Chu Ngạo, chính là hắn coi trọng nhất đệ tử một trong, ngày thường đều là trọng điểm bồi dưỡng, tại Lữ Chí trên thân, hắn Thanh Vân Tông không biết hao tốn nhiều ít tâm huyết, nói không có liền không có. Chỉ là, hắn chỗ nào biết, hắn Thanh Vân đệ nhị chân truyền. Là bị Hằng Nhạc Tông cái kia chỉ có ngưng khí cảnh Diệp Thiên cho diệt sát. Mà lại, lúc ấy Chính Dương Tông đệ nhất chân truyền huyền linh chi thể cơ ngưng xương, cũng là ở đây. Nếu để ta tra ra là ai giết Chí, định đem hắn nghiền xương thành cho. Công Tôn Chí càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ. Nhưng không biết Công Tôn, đạo hữu coi là tọa hạ đệ tử lại có mấy người có thể đánh nhập trận chung kết. Công Tôn Chí nghiến răng nghiến lợi thời khắc, Tư Đồ gia trưởng lão vuốt râu ung dung cười một tiếng. Ta thế nhưng là nghe nói kia huyền linh chi thể thế nhưng là rất lợi hại. Nghe lời ấy, Công Tôn Chí sắc mặt âm trầm xuống, biết Tư Đồ gia trưởng lão là đang tố khổ, liền hừ lạnh một tiếng, kém nhất cũng so Hằng Nhạc Tông mạnh, đều là bại, Hằng Nhạc sẽ vì ta Thanh Vân hạng chót. Hằng Nhạc Tông người đến. Hai người đàm luận thời khắc, phía dưới không biết là ai hô một câu. Rất nhanh, tất cả mọi người mục quang đều theo bản năng nhìn về phía cửa vào. Nơi đó, Dương Đỉnh Thiên cái thứ nhất đi vào. Phía sau chính là Đạo Huyền chân nhân cùng Phong Vô Ngân bọn hắn ngược lại là không có cái gì, chẳng qua là khi Chính Dương Tông đệ tử nhìn thấy theo đuôi phía sau Diệp Thiên lúc, cũng không khỏi đến ngơ ngác một chút. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.